Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 9. Vòng qua vách núi kia, Sở Khuynh Thành mang theo Trác Phàm đi vào một tòa lẻ loi trơ trọi bè phái nhỏ. Ở nơi đó, ba tòa cô phần tại gió lạnh lạnh rung bên trong, lộ ra đến mức dị thường thê lương. Đó là ta phụ mẫu, cái kia là đệ đệ ta. Sở Khuynh Thành chỉ cái kia ba tòa mộ phần, khẽ thở dài một cái. Trác Phàm thả mắt nhìn đi, chỉ thấy đằng sau hai ngôi mộ trên tấm bia, đều viết rõ vong phụ, vong mẫu các loại chữ. Chỉ có phía trước nhất một ngôi mộ lẻ loi, trên tấm bia cái gì cũng không có viết, chỉ có một kiện màu đen áo choàng khoác ở phía trên. Định thần nhìn lại, áo choàng chính bên trong viết bốn chữ lớn, Nhất Đan Khuynh Thiên. Khẩu khí thật là lớn. Trác Phàm không khỏi kêu lên sợ hãi, phàm là tu giả đều hiểu, luyện đan thuật bác đại tinh thâm, cho dù vô tận suốt đời tinh lực, cũng chưa chắc có thể dòm một hai. Huống chi luyện đan thuật cũng cần tuân theo thiên đạo tuần hoàn, lại dám nói Nhất Đan Khuynh Thiên, cái này là bực nào cuồng vọng. Đoán chừng coi như cái kia độc thủ dược vương, ếch ngồi đáy giếng, cũng tuyệt không dám có giọng điệu như vậy. Có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Sở Khuynh Thành, chỉ thấy nàng mỉm cười, trong mắt đúng là toát ra không nói ra ôn nhu, liền ngươi cũng cảm thấy, hắn rất ngông cuồng, đúng hay không? Trác Phàm khẽ gật đầu, Sở Khuynh Thành bật cười một tiếng, chậm rãi đi vào cái kia trước mộ bia, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve món kia áo choàng, cái này là đệ đệ ta, Sở Khuynh Thiên chi mộ. Mà cái này áo choàng, là ta tự tay vì hắn làm. Sở Khuynh Thiên. Trác Phàm ý mắt bất giác run run, mới nhớ lại. Cái này không phải liền là Hoa Vũ lâu phái đi Dược Vương điện, bái tại cái kia độc thủ Dược Vương môn hạ mật thám a, không nghĩ tới lại là Hoa Vũ tổng lâu chủ Sở Khuynh Thành đệ đệ. Thế mà phái đệ đệ mình làm nguy hiểm như vậy sự tình, Hoa Vũ lâu thật đúng là nhân tài điêu linh, không người có thể dùng. Trác Phàm chép miệng nện miệng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tống Ngọc. Lúc này, Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt ánh sáng nhu hòa như nước, lại làm cho hắn thình lình sững sờ, ngươi cũng đã biết, từ khi ngươi tại cái kia xóm nghèo đưa ta thủy quả, thay ta cùng những người kia đánh nhau, ta liền cảm giác ngươi cùng Khuynh Thiên hắn rất giống. Riêng là ngươi cùng Nghiêm Phục quyết chiến lúc, cỗ liều lĩnh tinh thần kia, quả thực cùng hắn là trong một cái mô hình khác đi ra. Nói đến đây, Sở Khuynh Thành cười khẽ một tiếng, nhưng là trong mắt lại là ngấn lệ chớp động, tựa hồ lại nhớ lại trước kia chuyện xưa. Trác Phàm thì là một trận xấu hổ, hắn vẫn cho là chính mình có thể tiếp cận Sở Khuynh Thành, hoàn toàn là theo Đồng Thiên Bá cái kia được đến tán gái kỹ thuật có tác dụng, nguyên lai đúng là bị người ta làm thành đệ đệ vật thay thế. Có chút lúng túng vội ho một tiếng, Trác Phàm lẩm bẩm nói, nguyên lai Sở Sở tỷ tỷ là đem ta xem như lệnh đệ. Giận dữ nguyết hắn một cái, Sở Khuynh Thành trách cứ, không phải để ngươi đem tỷ tỷ hai chữ bỏ đi à, tại sao lại quên? Trác Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Ngươi đem ta xem như đệ đệ vật thay thế, còn không cho phép ta gọi người tỷ tỷ. Tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Sở Khuynh Thành cười lắc đầu, có lẽ ngay từ đầu ta xác thực đem ngươi trở thành đệ đệ đối đãi, nhưng là từ ngày đó. Nói đến đây, Sở Khuynh Thành gương mặt không khỏi hồng hồng, trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, hiện tại, ngươi đã không phải là đệ đệ ta. Nàng lời nói được lập lờ nước đôi, Trác Phàm cũng không rõ lắm, có điều nàng cũng không đi giải thích, chỉ tiếp tục nói, ta phụ mẫu cũng chỉ là Hoa Vũ lâu phổ thông đệ tử, sau cùng tất cả đều chết tại Dược Vương điện độc dưới lòng bàn tay. Cho nên ta cùng Khuynh Thiên từ nhỏ thề báo thù, bà ngoại thấy chúng ta thiên phú không tồi, thì tự mình dạy cho. Có điều, Khuynh Thiên hắn dù sao cũng là nam tử, tại Hoa Vũ lâu nam tử tác dụng chỉ có một cái, chính là cùng nữ đệ tử quan hệ thông gia, kéo dài Hoa Vũ lâu hương hỏa. Khuynh Thiên hắn luyện đan thuật phía trên vô cùng có thiên phú, không muốn qua loại này tầm thường không vì cuộc sống, liền phản ra Hoa Vũ lâu, bái nhập Dược Vương điện môn hạ. Hắn không phải đi làm mật thám a, sao có thể dùng phản ra hai chữ? Trác Phàm sững sờ, hỏi. Gật gật đầu, Sở Khuynh Thành thản nhiên nói, ngươi nói không tệ, thế nhưng là lúc đó chúng ta cũng không biết, cho nên tại ta sau cùng đều viết xuống tuyệt giao tin. Thẳng đến 3 năm trước đây, hắn lần nữa trở lại Hoa Vũ lâu, chúng ta mới hiểu được, nguyên lai lúc trước đây đều là bà ngoại an bài. Mà hắn cũng không phụ sứ mệnh, cướp hồi Dược Vương điện thất thải Vân La trưởng giải dược đan phương. Bởi vì Dược Vương điện trông giữ cực nghiêm,
cho nên hắn đem đan phương dùng dược vật khác ở trên lưng, bình thường nhìn không ra, chỉ có dùng đặc thù dược thủy mới có thể hiện ra. Chẳng lẽ nói, bên trong hang núi kia ra người, là đệ đệ ngươi? Trác Phàm giật mình, trong lòng bất giác có chút chấn động. Cái này Sở Khuynh Thiên vì Hoa Vũ lâu, cũng thật sự là đủ liều. Phải dùng ra người, mới có thể đem đan phương mang ra, có thể thấy được nhiệm vụ này có nhiều khó khăn, lại nguy hiểm cỡ nào. Bất quá cái này cũng cho Trác Phàm một chút linh cảm, hắn lần nữa trở lại Lạc Gia về sau, có phải hay không cũng nên chuẩn bị điểm chết như vậy sĩ, đánh vào các đại thế gia, vì tương lai làm chuẩn bị. Bất quá, khác thủ đoạn tuyệt đối phải so Hoa Vũ lâu muốn cao hơn nhiều. Hoa Vũ lâu Hoa đem 10 năm gần đây mới làm hồi một bộ đan phương, hắn có biện pháp để những thám tử kia thời thời khắc khắc đem tình báo cầm trở về, giám thị tất cả gia tộc nhất cử nhất động. Chỉ là loại bí thuật này, chính là cửu u bí lục bên trong ma đạo bất truyền chi bí, quá mức tàn nhẫn. Đây không phải đối với địch nhân, mà chính là đối thủ hạ mình. Bất quá vì ứng phó bảy thế gia, hắn cũng chỉ có thể hung ác quyết tâm. Trong mắt hàn quang lóe lên, Trác Phàm song đồng trong nháy mắt biến đến lạnh lùng. Bất quá Sở Khuynh Thành tựa hồ không có chú ý tới, vẫn tại giảng thuật, Khuynh Thiên trở về, làm cả Hoa Vũ lâu hưng phấn không thôi, dù sao có Thất Thải Vân La trưởng giải dược, chúng ta thì không cần lại lo lắng cái kia dược vương điện. Sau đó tại tất cả mọi người trong chờ mong, Khuynh Thiên cùng Đào Cô bắt đầu đối giải dược luyện chế. Thế nhưng là, tấm kia đan phương lại quá cổ quái. Bọn họ luyện thành giải dược, cho chúng độc lâu chủ phục dụng, kết quả lâu chủ tại chỗ độc phát mà chết, liền hai người bọn họ người luyện chế cũng tất cả đều bên trong cùng Thất Thải Vân La trưởng tương tự độc vật. Cho nên, đệ đệ ngươi thì độc phát mà chết, ai, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài. Trác Phàm thở dài, bất đắc dĩ cảm thán nói, đây cũng không phải giả, hắn là thật có chút thổn thức. Giải dược này đan phương, chính là thất phẩm đan phương, hắn tuổi còn nhỏ, thì có thể tham dự thất phẩm đan phương luyện chế, thật là luyện đan kỳ tài. Cứ như vậy chết, xác thực đáng tiếc. Thế mà, Sở Khuynh Thành lại là chậm rãi lắc đầu, trong mắt ít có lóe qua bi phẫn chi sắc không, hắn không phải trúng độc mà chết, mà chính là bị Hoa Vũ lâu bọn tỉ muội đánh chết tươi. Cái gì, hắn không phải lập công a, làm sao? Trác Phàm giật mình, nhưng là rất nhanh liền nghĩ thông suốt hết thảy, trong lòng càng là thổn thức. Cái thế giới này người nào khó khăn nhất làm, anh hùng vô danh a. Vì cái gì? Ha ha ha, trừ bát giới soi gương, trong ngoài không phải người. Quả nhiên, Sở Khuynh Thành dưng dưng kể ra nói, bọn tỉ muội hoài nghi hắn là Dược Vương Điện mật thám, cố ý dùng giả đan mới đến độc hại mọi người, cho nên liền thừa dịp ta cùng Thanh Hoa, mẫu đơn hai vị sư tỷ không tại lúc, đem hắn đánh chết tươi. Chờ chúng ta trở về, hết thảy đều muộn. Đây là Hoa Vũ lâu xì căng đan, chúng ta chỉ có thể đối ngoại tuyên bố hắn là chúng độc mà quên, cũng chỉ có Đào Cô, như cũ tại tin tưởng vững chắc tấm kia đan phương là thật, còn đang khổ cực nghiên cứu. Nói đến đây, Sở Khuynh Thành hai đạo thanh lệ đã rơi xuống. Trác Phàm muốn đi an ủi, nhưng nàng lại khoát khoát tay, kéo một cái hắn quỳ đi xuống. Bởi vì Khuynh Thiên thân phận quan hệ, không cách nào nhập liệm Hoa Vũ lâu mộ địa, ta liền đem hắn chôn ở chỗ này. Còn sợ có người làm nhục hắn, liền tên chữ cũng không dám khắc lên đi. Về sau, ta đem phụ mẫu mộ rời đến nơi này đến, cũng coi là cả nhà đoàn tụ. Sở Khuynh Thành lôi kéo Trác Phàm tay, hướng cái kia ba ngôi mộ dập đầu ba cái, vừa nhìn về phía Trác Phàm nói, Tống Ngọc, nếu là ngày nào ta chết, hy vọng ngươi có thể tìm về ta hài cốt, đem ta chôn tại bọn hắn bên cạnh. Sở Khuynh Thành nói tới, như là lâm chung di ngôn, để Trác Phàm ngăn không được kinh nghi. Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Ngốc nha đầu, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Trác Phàm tròng mắt ngưng tụ, ít có lộ ra vẻ nghiêm túc. Sở Khuynh Thành hơi sững sờ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến làm càn làm bậy một dạng Trác Phàm, lộ ra như thế đáng tin khuôn mặt, không khống chế được cảm thấy ngốc ngẩn ngơ. Nhưng rất nhanh, liền lấy lại tinh thần, giận dữ lườm hắn một cái, ngươi tiểu tử này thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta để ngươi gọi thẳng tên của ta, ngươi lại dám kêu ta ngốc nha đầu. Ách, ha ha ha, đồng huynh nói làm như thế, có thể nhường nữ nhân có cảm giác an toàn. Làm sao, ngươi không vui sao? Trác Phàm gãi đầu một cái, tiếp tục giả vờ ngây ngốc nói.
Nhẹ nhàng xuýt hắn cái trán một chút, Sở Khuynh Thành giận nguýt hắn một cái nói, người huynh đệ kia là cái đăng đổ lãng tử, người về sau thiếu cùng hắn cùng một chỗ pha trộn. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Tốt, đến tiếp xuống đi cái cuối cùng địa phương. Gặp hết bà ngoại, bái phụ mẫu huynh đệ, Sở Khuynh Thành một phất ống tay áo, đem cái kia màu đen áo choàng chiêu đến tay, sau đó kéo Trác Phàm, trong nháy mắt đằng không mà lên. Bất quá một phút công phu, liền rơi xuống một cái quen thuộc địa phương. Trác Phàm nhìn khắp bốn phía, thình lình phát hiện, cái này đúng là bọn họ lúc đó lần đầu gặp cái kia xóm nghèo. Bởi vì có ôn nữ duyên cớ, nơi này không có một người tới quấy rầy. Ách, người tại sao lại tới chỗ này? Trác Phàm sững sờ, lại nghĩ tới quấy nhiễu đã lâu nghi hoặc, liền hỏi, đúng, vì sao ngươi là cao quý hoa vũ lâu tổng lâu chủ, còn muốn ở chỗ này giả trang ôn nữ đâu? Cười khổ một tiếng, Sở Khuynh Thành thở sâu, thở dài, đây cũng là không có cách nào, năm đó bởi vì Khuynh Thiên sự tình, ta dưới cơn nóng giận đi tìm Nghiêm Tùng tính sổ sách, kết quả bị hắn đả thương, cũng bên trong độc kia. Nhưng là ta không dám để cho người khác biết, sợ ảnh hưởng hoa vũ lâu ổn định, liền láo xưng bế quan tu luyện, thực tế là ở chỗ này mượn nguyệt âm chi lực áp chế độc thương, về sau liền có ôn nữ truyền ngôn. Trác Phàm không sai gật đầu, lúc này Sở Khuynh Thành đột nhiên đem cái kia màu đen áo choàng khoác đến hắn trên thân. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm không hiểu nhìn về phía nàng. Cười nhạt một tiếng, Sở Khuynh Thành nói khẽ, Tống Ngọc, thời gian của ta đã không nhiều. Hy vọng ngươi thay thế Khuynh Thiên, để cho ta lại cảm thụ một chút nhà ấm áp. Ha ha ha, nguyên lai còn là muốn ta giả trang đệ đệ ngươi. Trác Phàm bật cười lắc đầu. Đụng, đột nhiên, Ôn Ngọc vào lòng. Sở Khuynh Thành chăm chú ôm vào Trác Phàm kiên cố lưng hổ, nhắm lại mê người hai con ngươi. Trác Phàm sững sờ, rốt cuộc không nói ra một câu. Ta nói qua, ngươi không là đệ đệ ta, chỉ là để cho ta lại cảm giác một chút nhà ấm áp mà thôi. Sở Khuynh Thành chậm rãi nâng lên tay, chăm chú để mắt tới Trác Phàm ánh mắt. Chần chờ một lát sau, nhẹ nhàng lấy xuống trên mặt lụa mỏng. Chỉ một thoáng. Dung nhan tuyệt thế kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lại làm cho trái tim của hắn ngăn không được trì trệ. Tuy nhiên đã là lần thứ hai nhìn thấy, nhưng vẫn là như lần thứ nhất giống như, làm cho người kinh diễm. Nhìn lấy cái kia ngơ ngác ánh mắt, Sở Khuynh Thành gương mặt không khỏi lóe qua một tia đỏ bừng, lẩm bẩm nói, Tống Ngọc, Khuynh Thiên hắn đã từng nói, ta là nhất tiếu Khuynh Thành, hắn là nhất đan Khuynh Thiên. Ta hy vọng ngươi có thể để cho ta ôn lại một chút chúng ta không bao lâu sinh hoạt. Trác Phàm không có nghe tiếng nàng đang nói cái gì, hiện tại hắn đã triệt để ngốc rơi, chỉ là tại không ngừng gật đầu. Thấy tình cảnh này, Sở Khuynh Thành lộ ra vui mừng nụ cười, cảm ơn. Kết quả là, hai người tại khối này trong khu ổ chuột, qua lên nam cày cấy nữ dệt vải sinh hoạt. Giống như một đôi người bình thường giống như, Trác Phàm tu bổ lỗ hổng phòng, Sở Khuynh Thành giặt quần áo nấu cơm. Sau cùng ngồi cùng bàn cộng ẩm. Liên tiếp ba ngày, đều là như vậy sinh hoạt, Trác Phàm cảm nhận được trước đó chưa từng có bình tĩnh. Cái này nếu là đặt ở trước kia, hắn quả thực không thể tin được. Hắn đường đường ma hoàng, làm sao lại qua như thế dung tục thời gian. Nhưng là mấy ngày nay, hắn lại là không có một tia sầu oán niệm, dường như tiến vào thế ngoại đào nguyên bên trong. Thế nhưng là bọn họ không có phát hiện là, một đôi mắt âm lãnh một mực tại nhìn chăm chú vào bọn họ nhất cử nhất động, sau cùng hóa thành một đạo hắc ảnh bay lên không trung. Người này, đúng là thiên huyền cường giả. Chỉ chốc lát sau, bóng đen kia tại hoa vũ lâu phòng trọ chung quanh hạ xuống, tiếp lấy trực tiếp đi vào trong một gian phòng. Mà ở trong đó, sớm đã ngồi đầy người. Độc thủ dược vương Nghiêm Tùng, khoái hoạt lâm lâm tử thiên, u minh cốc ngũ trưởng lão, toàn ở chỗ này. Vị trí cao nhất vị trí, chính là đế vương môn nhị công tử, Hoàng Phủ Thanh Vân. Bóng đen kia lách mình đi vào nhị công tử trước mặt, cúi người đưa lỗ tai vài câu. Đụng! Một tiếng vang giòn, nhị công tử trên tay chén trà bị tan thành phấn vụn. Lúc trước còn đầy mặt bình tĩnh Hoàng Phủ Thanh Vân, lúc này đã là nét mặt đầy vẻ giận dữ, hàm răng cắn rát băng vang lên. Nhị công tử, xảy ra chuyện gì sao? Độc thủ dược vương gặp sự tình không đúng. Vội vàng hỏi nói. Hung hăng nắm chặt quyền đầu, Hoàng Phủ Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân kia, vậy mà vì tiểu tử kia lấy xuống mạng che mặt.
Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Vân mạnh mẽ dậm chân, thẳng bay ra ngoài, chính là hướng về cái kia xóm nghèo phương hướng. Sáng sớm, một luồng yếu ớt ánh sáng mặt trời vung vãi nhập trong phòng, chiếu phía trên Trác Phàm cái kia không màng danh lợi khuôn mặt. Mí mắt hơi hơi run run, Trác Phàm mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nhìn một chút trong ngực người ngọc, lộ ra ít có an tường nụ cười. Mấy ngày nay hắn cùng Sở Khuynh Thành hồi tưởng lúc đó sinh hoạt, giống như là làm trò chơi, giả trang mọi nhà tử giống như, đúng là như người thường giống như ban ngày lao động, ban đêm gắn bó mà ngủ. Tuy nhiên không có tiếp xúc da thịt, nhưng là lẫn nhau dựa vào, liền có một loại an bình cảm giác. Loại cảm giác này, đối với Trác Phàm cái này vô thân vô cố đại ma đầu, là trước đó chưa từng có. Có lẽ, đây chính là người nhà ấm áp. Lần nữa nhìn trong ngực người ngọc liếc một chút, Trác Phàm bất giác có chút hoảng hốt. Sở Khuynh Thành cái này dung nhan tuyệt thế, quả thực cũng là hại nước hại dân a. Cái gọi là ôn nhu hương, mộ anh hùng. Trác Phàm lần này xem như triệt triệt để trải nghiệm một thanh, tựa hồ chỉ nếu có thể cùng Sở Khuynh Thành như thế sinh hoạt, hắn chuyện gì đều không để ý. Bất kể hắn là cái gì xuân thu đại nghiệp, bất kể hắn là cái gì chấp trưởng thiên hạ, lại có thể so ra mà vượt mỹ nhân nở nụ cười. Có lẽ, cái này kêu là đọa lạc, nhưng là thì tính sao, lão tử thì nguyện như thế đọa hạ xuống, ha ha ha. Trác Phàm cười to trong lòng, không chút nào đổi ma hoàng bản sắc. Mắt thấy dựa vào tại trước ngực mình Sở Khuynh Thành, theo chính mình lồng ngực chập trùng, mí mắt bất giác hơi hơi động động. Trác Phàm liền không tự giác địa phủ phía dưới đầu, muốn một thân hương thơm. Siêu. Đột nhiên, tiếng xé gió vang, Trác Phàm còn không tới kịp đắc thủ, Sở Khuynh Thành liền đột nhiên mở ra hai con ngươi, kéo một phát hắn vạt áo, trong nháy mắt hướng ngoài phòng lóe ra. Đụng. Cùng lúc đó, theo một tiếng bạo hưởng phát ra, toàn bộ phòng nhỏ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mà tại cái kia cho bụi dập dờn bên trong, hiện ra một bóng người, chính là đầy mặt sắc mặt giận dữ Hoàng Phủ Thanh Vân. Riêng là làm hắn nhìn đến Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành chăm chú đan sen hai tay lúc, trong mắt vẻ phẫn nộ càng sâu, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, giống như muốn đem hắn ăn đồng dạng. Mẹ nó, lão tử vừa mới bổ tốt nhà, cứ như vậy bị ngươi cho hủy. Hoàng Phủ Thanh Vân giận, Trác Phàm càng giận, đây chính là hắn hai ngày này cùng Sở Khuynh Thành ấm áp phòng nhỏ, còn không có ở vài ngày, thế mà cứ như vậy bị giày xéo. Hắn nãi nãi, khinh người quá đáng, làm lão tử không còn cách nào khác đúng hay không? Tựa hồ mấy ngày nay nhàn nhã sớm đã để hắn quên, hắn giả trang là Tống Ngọc. Trác Phàm trong hai mắt, đúng là dần hiện ra trần trụi sát ý, hơi hơi tiến về phía trước một bước, đã là chuẩn bị đem cái kia Hoàng Phủ Thanh Vân nghiền xương thành cho. Thế nhưng là đúng lúc này, Sở Khuynh Thành lại là cản ở trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, Tống Ngọc, tránh đằng sau ta. Bước chân dừng lại, Trác Phàm rốt cục tỉnh táo lại, nắm chặt quyền đầu cũng buông ra. Hiện tại hắn còn không thể động thủ, nếu không thì cho đế vương môn ra tay với Hoa Vũ Lâu mượn cớ. Cứ như vậy, hắn kế hoạch thì tất cả đều ngâm nước nóng. Ai, mấy ngày nay thật sự là nhàn nhã quen, thế mà liền chính sự đều quên. Trác Phàm trong lòng thầm mắng, thở dài ra một hơi, nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, vậy trong này thì giao cho ngươi. Khuynh Thành, trong mắt bỗng nhiên co lại, Hoàng Phủ Thanh Vân cười lạnh, làm cho tốt thân mật a, một đôi gian phu dâm phụ, bổn công tử hôm nay nhất định muốn các ngươi chết không yên lành. Hoàng Phủ Thanh Vân, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, ai là gian phu dâm phụ? Sở Khuynh Thành trong mắt chừng một cái, lãnh đạm nói. Hừ, cái này còn ta muốn nói a, Sở Khuynh Thành, lúc trước chúng ta minh ước, mặt ngươi vải mỏng muốn vì ta mà vạch trần. Nhưng là bây giờ, ngươi lại là trước cho tiểu tử này nhìn đến hình dáng. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Sở Khuynh Thành trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Hoàng Phủ Thanh Vân, là ngươi trước bội bạc trước đây, ta như thế nào lại vì ngươi để lộ mạng che mặt. Ách, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta làm sao có chút hồ đồ. Lúc này, Trác Phàm càng nghe càng mê mang, tuy nhiên lòng hắn phía dưới đã quyết định, không ra mấy ngày nhất định phải tiểu tử này đầu. Thế nhưng là hắn cũng muốn làm rõ bên trong nguyên do. Vạch trần cái mạng che mặt, ngươi liền muốn đánh muốn giết, ngươi cũng quá hẹp hòi đi. Coi như Khuynh Thành là ngươi thanh mai trúc mã, vậy ngươi cũng không thể không khiến người ta nhìn a, lão tử lại không đoạt lão bà ngươi.
Hắn không nói còn tốt, lời vừa nói ra, Hoàng Phủ Thanh Vân trong mắt càng hiện sát ý, số tiểu tử, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, bổn công tử hôm nay trước hết kết ngươi. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Vân cách không nhất quyền đánh ra, tuy nhiên cùng Trác Phàm khoảng cách 100 trượng có hơn, nhưng là một đạo vàng rực nhuệ khí lại là bỗng nhiên theo cái kia quyền đầu bắn ra, chớp mắt tới gần. Trong mắt không khỏi co rụt lại, Trác Phàm trong lòng hoảng hốt. Người này đến tột cùng là như thế nào luyện thể, tuy nhiên so ra kém hắn bí thuật luyện thể, nhưng là cũng coi là thượng đẳng luyện thể chi thuật. Vậy mà có thể đem thể nội kinh khí, như có thực chất đánh ra xa như thế khoảng cách. Nói như vậy, liền xem như thiên huyền cảnh cao thủ, muốn tuyệt sát đoán cốt cảnh cao thủ, tuy nhiên đơn giản, nhưng cũng muốn khoảng cách rất gần mới có thể, nếu không nguyên lực căn bản là không có cách xuyên thấu đoán cốt cao thủ tranh tranh thiết cốt. Thế nhưng là đạo này kinh khí lại không giống nhau, Trác Phàm tin tưởng, nó thật có thể xuyên qua một cái phổ thông đoán cốt cao thủ. Bất quá, hắn cường độ thân thể, không phải người bình thường có thể so sánh, tự nhiên có thể ngạnh kháng phía dưới đạo này kinh khí. Thế nhưng là, nếu muốn đánh thắng, cho dù toàn lực ứng phó, Trác Phàm phần thắng cũng không vượt qua được ngũ thành. Đã từng đem thiên huyền tam trọng u quỷ thất nhẹ nhõm chém giết Trác Phàm. Đối mặt như thế một cái thiên huyền cảnh nhị trọng tu giả, vậy mà phần thắng không siêu ngũ thành, có thể thấy được đế vương môn cường đại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cẩn thận! Sở Khuynh Thành kéo một phát Trác Phàm, trong nháy mắt tránh ra 10 mét có hơn, cái kia đạo kình khí thẳng tắp bay qua. Nhưng nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đem một khối cao 10 trượng cự thạch đánh thành phấn vụn. Sở Khuynh Thành trong lòng hoảng hốt. Nàng tuy nhiên minh bạch Hoàng Phủ Thanh Vân thực lực mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, nàng thực lực vậy mà mạnh tới mức này. Sau đó trên mặt, càng thêm ngưng trọng lên. Hừ, Khuynh Thành, người thầy A, tiểu tử này sẽ chỉ trốn đến phía sau ngươi, thời khắc mấu chốt còn muốn ngươi đến bảo hộ hắn. Loại nam nhân này, chỗ nào phối hợp ngươi? Hoàng Phủ Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Sở Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành hiên ngang đầu. Từ chối cho ý kiến, thì tính sao, ta nguyện ý. Dù sao Hoa Vũ Lâu bên trong, không đều là loại nam nhân này sao? Ách, Khuynh Thành, tuy nhiên ta không muốn phản đối ngươi. Nhưng là ngươi phải biết, ta thật không phải ăn bám. Trác Phàm tuy nhiên nghe được đần độn u mê, nhưng là có một chút hắn nghe rõ, sau đó vội vàng cường điệu. Trác Phàm thân thể làm một đời ma hoàng, nặng nhất thể diện. Loại này việc quan hệ danh tiết sự tình. Hắn là tuyệt không thể qua loa. Tức giận nguyết hắn một cái, Sở Khuynh Thành thấp giọng trách cứ, im miệng, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành người câm. Ha ha ha, nói tốt, nếu ngươi thật coi như cái nam nhân lời nói, cũng đừng mẹ hắn tránh sau lưng nữ nhân, đi ra cùng bổn công tử đơn đấu. Hoàng Phủ Thanh Vân cười lớn một tiếng, khiêu khích nói. Trong mắt nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Trác Phàm dõi sát hướng Hoàng Phủ Thanh Vân hai con ngươi, đã là hoàn toàn tràn ngập giết hại, nhưng là hắn còn không có đánh mất lý trí. Sau đó lạnh lùng nói, ngươi cùng ta tất có một trận chiến, đáng tiếc không phải hôm nay. Nếu là muốn chết lời nói, chờ lâu hai ngày cũng không sao. Lời vừa nói ra, hai người cùng nhau kinh hãi. Sở Khuynh Thành càng là không thể tin nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đến tột cùng là ai cho tiểu tử này lớn mật như thế tử, lại dám thả ra dạng này lời nói hùng hồn. Phải biết, cái kia Hoàng Phủ Thanh Vân thế nhưng là thiên huyền nhị trọng luyện thể tu giả, cho dù tại thiên huyền cảnh bên trong cũng ít có địch thủ. Hắn chỉ là cái vừa mới đột phá đoán cốt nhị trọng tam lưu gia tộc thiếu gia thôi, làm sao có thể cùng Hoàng Phủ Thanh Vân đánh đồng. Thế nhưng là nhìn hắn ánh mắt, nhưng lại không giống như là giả, dường như đến lúc đó hắn thật có thể làm được một dạng. Ha ha ha, tốt, tốt vô cùng. Hoàng Phủ Thanh Vân giận quá mà cười, hắn vẫn thật không nghĩ tới, có một ngày như vậy, lại bị một cái như thế bất nhập lưu nhân vật, tuyên bố tử vong báo trước. Đây quả thực là sai lầm nghiêm trọng, làm trò cười cho thiên hạ. Tiểu tử này là trong hốc núi chạy ra đến A, không biết đế vương môn uy thế cũng liền thôi. Vừa mới bổn công tử đều ở trước mặt hắn lộ ra một tay. Thế mà còn dám thả này nói khoác mà không biết ngượng ngữ điệu. Tiểu tử ngươi không cần các loại mấy ngày, hôm nay bổn công tử thì đòi mạng ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Phủ Thanh Vân bỗng nhiên một bước, bỗng nhiên hướng Trác Phàm phóng đi.
Sở Khuynh Thành không khỏi kinh hãi, vội vã đem Trác Phàm hướng về sau đẩy, tiếp lấy duỗi ra một cái hiện ra bạch quang ngọc trưởng đánh lên đi. Đụng! Một tiếng nổ rung trời phát ra, Hoàng Phủ Thanh Vân vọt tới trước thân thể rừng một rừng, một cái hiện ra lưu quang thiết quyền phía trên đã là phủ đầy xương lạnh. Mà Sở Khuynh Thành thì là trong nháy mắt bay ngược ra ngoài 5-6 trượng, mới miễn cưỡng dừng lại, một vệt đỏ tươi vết máu, từ khóe miệng chậm rãi trượt xuống. Hừ, Khuynh Thành, người bởi vì tiểu tử này, sử xuất Hoa Vũ Lâu Huyền Nguyệt Quyết đến ngăn cản ta. Hoàng Phủ Thanh Vân giận hừ một tiếng, hơi vung tay, đem trên tay băng xương chấn vỡ, đúng là mảy may không việc gì, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Hét lớn một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Vân hai chân mạnh mẽ giẫm chỗ, trong mắt tinh quang ứa ra. Chỉ một thoáng, nói đạo kim sắc lưu quang ở trên người hắn thoáng hiện, trên trán dần dần hiện lên một đạo kim long hư ảnh. Cùng với từng trận long ngâm kêu khẽ, hắn trên thân đúng là quấn lên 6 đầu còn như thực chất kim long. Long mạch luyện thể. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, rốt cuộc biết vì sao hắn thể phách mạnh như thế, xa mạnh hơn xa đồng dạng luyện thể tu giả, nguyên lai là mượn nhờ long mạch tinh khí tới tu luyện thể phách. Phàm là long mạch vị trí, đều là đại địa tinh hoa chỗ tụ. Đại địa hậu đức lại vật, nguy nga bất động, lấy đại địa tinh hoa luyện thể, tự nhiên giống như cao sơn trùng điệp, chí cường cứng cỏi. Mà lại nói lên, Hoàng Phủ Thanh Vân luyện thể chi pháp, cùng hắn vẫn là hiệu quả như nhau. Hắn thân thể là từ danh xưng đại địa huyết dịch kim cương lưu sa đúc thành, mà người này luyện thể lại là từ đại địa tinh khí mà thành. Hai người đều là lấy khắp nơi tinh phách luyện thể, lại là hơi có khác biệt. Nếu như nói Trác Phàm là thuần túy binh khí hình người, cái kia Hoàng Phủ Thanh Vân cũng là nửa người nửa binh. Tuy nhiên Trác Phàm tại luyện thể phía trên cao hơn một bậc, nhưng ở tu vi phía trên lại là kém một mảng lớn. Cho nên nếu là giao thủ với nhau, vẫn là ăn thiệt thòi. Sở Khuynh Thành thì càng là trong lòng hoảng hốt, kêu lên sợ hãi, đế vương môn huyền giai vũ kỹ, Hoàng Cực Bá Thể Quyết. Hắc hắc hắc, Khuynh Thành, ta khuyên ngươi không muốn lại bao che tiểu tử này, coi chừng lầm tính mạng mình. Hoàng Phủ Thanh Vân cười lạnh, lần nữa hướng Trác Phàm phóng đi. Sở Khuynh Thành quính lên, song trưởng đều xuất hiện. Trong chốc lát, mấy chục đạo lụa trắng như là mấy chục cái cánh tay giống như, hướng Hoàng Phủ Thanh Vân bay đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem hắn như bánh trưng một dạng bao cái cực kỳ chặt chẽ. Thế nhưng là còn không có chống đỡ một hơi công phu, liền nghe xoẹt một tiếng vang giòn, lụa trắng ào ào đứt gãy, Sở Khuynh Thành lại nôn một ngụm máu tươi, nhịn không được liền lùi lại 10 bước, Hoàng Phủ Thanh Vân tốc độ không giảm chút nào lần nữa vọt tới. Trong mắt bất giác run run, Trác Phàm song quyền siết chặt, sau lưng lôi vân dực chuẩn bị triển khai. Không có cách nào. Xem ra chỉ có bại lộ thân phận, hiện tại thì cùng tiểu tử này phân cái sinh tử. Không linh cửu thức, liệt không thức. Tử lôi kim nhãn. Hàn ngọc trưởng. Mẫu đơn chỉ. Đột nhiên, nương theo lấy từng tiếng hét lớn, bốn đạo tuyệt cường năng lượng từ trên trời giáng xuống. Ở trong đó có thẳng tiến không lùi tử lôi, có cao ngạo lạnh lẽo kiếm ý, có gió lạnh lạnh rung băng lãnh, còn có xuyên phá chân trời mềm dẻo. Trác Phàm còn chưa khởi hành. Bốn đạo năng lượng đã cùng nhau nện đến Hoàng Phủ Thanh Vân trên thân, nhất thời liền đem hắn nện đến liên tiếp lui về phía sau 3 bước. Đồng thời, bốn bóng người rơi vào Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành hai người trước người. Chính là Kiếm Hầu Phủ Kiếm Tùy Phong, Tiềm Long Các Long Cửu, Thanh Hoa Lâu Chủ cùng Mẫu Đơn Lâu Chủ bốn người. Thanh Hoa, Mẫu Đơn hai người vội vã đi vào Sở Khuynh Thành bên người, xem nàng thương thế. Long Cửu hai người thì là cảnh giác nhìn chăm chú về phía Hoàng Phủ Thanh Vân phương hướng. Khói bụi dần dần tán đi, Hoàng Phủ Thanh Vân lộ ra một trương cực kỳ băng lãnh khuôn mặt, toàn thân cao thấp đúng là lông tóc không thương. Thấy tình cảnh này, mọi người cùng nhau giật mình. Vừa mới thế nhưng là bọn họ bốn vị trưởng lão xuất ra mỗi người tuyệt học đến ngăn cản cái này Hoàng Phủ Thanh Vân, tuy nhiên đều không có bất kỳ cái gì sát ý, nhưng là vững vàng đón đỡ lấy cái này bốn đại tuyệt chiêu. Lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một chút ra đều không có trả phá, cái này không khỏi khiến mọi người trong lòng hoảng sợ. Liếc nhìn nhau, trong mắt mọi người càng hiện vẻ mặt ngưng trọng. Cái này đế vương môn Hoàng Cực Bá Thể Quyết, quả nhiên là bảy nhà số một, biến thái cực kỳ. Hiu hiu hiu, lại là ba đạo tiếng xé gió vang lên, độc thủ dược vương,
Lâm Tử Thiên cùng U Minh Cốc ngũ trưởng lão rơi xuống Hoàng Phủ Thanh Vân bên người. Nhìn xem chung quanh cảnh tượng thê thảm, đã là trong lòng rõ ràng hơn phân nửa. Hắc hắc hắc, các ngươi thật lớn mật, cũng dám đối nhị công tử động thủ. Độc thủ Dược Vương cười lạnh nhìn về phía mọi người, thừa cơ châm ngòi đạo, nếu là chư vị còn muốn nói chuyện, đám người lão phu, nguyện ý phụng bồi. Lâm Tử Thiên cùng cái kia U Minh Cốc ngũ trưởng lão liếc nhìn nhau, lại nhìn xem Hoàng Phủ Thanh Vân, thở dài. Không có cách, chỉ có thể kiên trì tiến về phía trước một bước. Nếu là lúc này không đứng ra lời nói, nhất định đắc tội đế vương môn. Trong lòng cùng nhau run lên, Long Cửu bọn người lẫn nhau nhìn xem, trên mặt đều là hiện vẻ mặt ngưng trọng. Một cái Hoàng Phủ Thanh Vân đã lợi hại như thế, bốn người bọn họ liên thủ đều chưa hẳn có thể địch, lại thêm độc thủ Dược Vương bọn họ, thật sự là khó có thể chống đỡ. Trong lúc nhất thời, Long Cửu cùng Kiếm Tùy Phong lại đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Trác Phàm phương hướng. Trác Phàm thế nhưng là đem U Quỷ Thất chơi chết trong tay người, là chân chính hữu dũng hữu mưu, chí dũng song toàn. Tại loại nguy cơ này trước mắt, hắn so với bọn hắn những lão gia hỏa này, muốn đáng tin được nhiều. Ánh mắt không khỏi mị mị, Trác Phàm đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia độc thủ Dược Vương trên thân. Song phương một khi khai chiến, cái này độc thủ Dược Vương tuyệt đối là cái uy hiếp, Long Cửu bọn họ tất nhiên sẽ bị quản chế tại hắn. Cho nên đã muốn đánh, trước hết muốn đem người này trừ bỏ. Tuy nhiên cái này cùng Trác Phàm lúc trước dự định tướng vi phạm, nhưng là ai bảo sự tình đuổi sự tình, xảo. Ai biết song phương sớm như vậy liền muốn khai chiến, không có cách nào, đành phải quyết định thật nhanh, trước giải quyết cái này một nhóm lại nói. Nghĩ như vậy, Trác Phàm nhẹ nhàng rời bước, mang theo sát ý hai mắt, chăm chú nhìn chăm chú về phía độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng. Nhưng là cái kia Nghiêm Tùng, còn không biết Trác Phàm lợi hại, căn bản không có phòng bị, vẫn như cũ mang theo tự đắc nụ cười. Kiếm Tùy Phong cùng Long Cửu nhìn đến Trác Phàm ánh mắt, đã minh bạch hắn quyết định, trên đầu bất giác chảy ra tinh mịn mồ hôi. Dù sao hiện tại vừa động thủ, thì triệt để cùng đế vương môn các loại bốn nhà vạch mặt, bảy nhà đại chiến ngay sau đó bạo phát. Bọn họ thật không biết làm như thế, đến tột cùng là vì gia tộc mang đến may mắn, vẫn là vận rủi. Bọn họ chỉ biết là, hiện tại tên đã trên dây, không phát không được. Chờ một chút. Đột nhiên, Trác Phàm đang muốn động thủ, Hoàng Phủ Thanh Vân lại là đại kêu ra tiếng, nhìn về phía mọi người sau lưng Sở Khuynh Thành, thản nhiên nói, Khuynh Thành, người nghĩ kỹ, thật lựa chọn hắn sao? Chà chà khóe miệng vết máu, Sở Khuynh Thành chậm rãi đi lên trước, quay đầu nhìn một chút Trác Phàm phương hướng, riêng là cái kia màu đen áo choàng, trong mắt lóe vẻ kiên định. Không sai, chưa từng như này xác định qua. Vậy thì tốt, ta không miễn cưỡng nữa ngươi, chỉ chúc các ngươi, bách niên hảo hợp. Hoàng Phủ Thanh Vân đem bách niên hảo hợp bốn chữ cắn cực tử, có thể thấy được trong lòng oán độc cùng chú oán. Đón lấy, hắn không nói gì nữa, chỉ là mang theo cả đám rời đi. Chỉ là tại đi qua Trác Phàm trước người lúc, lại là khinh miệt liếc nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, tiểu tử, Hoa Vũ lâu cho tới bây giờ thì không có nam nhân. Ngươi, ha ha ha, chờ một chút, ai nói Hoa Vũ lâu không có nam nhân. Trác Phàm lông mày nhíu lại, gọi lại hắn, Sở Khuynh Thiên không phải sao. Tuy nhiên hắn hành vi rất ngu ngốc, nhưng không thể không nói, hắn làm nam nhân nên làm việc. Vì Hoa Vũ lâu, nằm vùng 10 năm, sau cùng còn bị Hoa Vũ lâu người giết chết, thành vì một cái đến bây giờ đều như cũ lưng cõng oan uổng nổi đen bi tình anh hùng. Trác Phàm tuyệt không tán đồng hắn ngu ngốc như vậy hành động, tại một người nam nhân chỉ là nữ nhân lan truyền hương hỏa công cụ địa phương, cần gì phải vì đám nữ nhân này bồi lên tánh mạng. Đây không chỉ là ngu ngốc, tuyệt đối là đần độn. Bất quá, hắn phần này trung thành, Trác Phàm lại sâu sâu bội phục. Nếu như hắn tính toán nam nhân lời nói, còn không bằng làm nữ nhân tốt, ha ha ha. Hoàng Phủ Thanh Vân không khỏi suy cười một tiếng, một mặt miệt thị rời đi. Độc thủ Dược Vương cười tà đi vào Trác Phàm trước mặt, tựa hồ là nói với hắn, lại tựa hồ đối tất cả mọi người nói, Sở Khuynh Thiên từng là lão phu đệ tử, nói câu công đạo, hắn luyện đan thiên phú nhất lưu, nhưng lại cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, lại muốn bằng sức một mình luyện ra giải dược, giải cứu Hoa Vũ lâu. Dạng này người, so với những cái kia hạng người bình thường đến, mới thật sự là ngu ngốc.
nhìn đã chăm chú nắm lại quyền đầu Sở Khuynh Thành bóng lưng liếc một chút, độc thủ Dược Vương đắc ý rời đi, chỉ là hắn tiếng cười nhạo lại là lần nữa truyền đến, cái thế giới này là nam nhân thế giới, cũng là người thông minh thế giới, ngu ngốc cùng nữ nhân vọng tưởng nhúng chàm, cho dù chết cũng là đáng đời. Cái này đáng chết độc thủ Dược Vương. Biết bên trong tất cả nguyên do Long Cửu, chỉ có một con mắt không khỏi trợn lên giận dữ nhìn mà ra. Quay đầu nhìn về phía Sở Khuynh Thành phương hướng, chỉ thấy nàng đã tức giận đến toàn thân run rẩy. Thấy tình cảnh này, Long Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, lại mà đi tới Trác Phàm bên người nói nhỏ, huynh đệ, người cùng Sở Sở nha đầu kia nói a, ba nhà chúng ta liên minh sự tình. Không cần phải nói. Trác Phàm hàn mang chớp động, nhìn qua những người kia biến mất phương hướng, lãnh đạm nói, cái này là các ngươi sự tình, ta muốn làm, cũng là để cái kia cuồng vọng tiểu tử, biết cái gì gọi là chính thức nam nhân. Long Cửu trong lòng run lên, nhìn lấy Trác Phàm băng lãnh khuôn mặt, bờ môi nhúc nhích một chút, lại là cái gì cũng nói không nên lời. Hắn chả chưa từng thấy, Trác Phàm đáng sợ như thế khuôn mặt. Một phương diện khác, Hoàng Phủ Thanh Vân lần nữa trở lại Hoa Vũ Lâu phòng trọ. Độc thủ Dược Vương nhìn không được tiến lên hỏi, nhị công tử, vừa mới vì sao muốn thả bọn họ? Lấy thực lực chúng ta, mấy người bọn hắn tuyệt đối mất mạng. Hồ đồ! Hoàng Phủ Thanh Vân nhẹ liếc nhìn hắn một cái, trách cứ, giết mấy người kia dễ dàng, nhưng là giết về sau đâu? Tất nhiên gây nên bảy nhà đại chiến, sau cùng thì coi như chúng ta thắng, cũng tuyệt đối một con đường chết. Nhị công tử, này làm sao nói? Mọi người đủ hỏi. Không khỏi suy cười một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Vân trong mắt tinh mang lóe lên, thản nhiên nói, đừng quên, cái này thiên vũ bên trong, cũng không chỉ có ngự hạ bảy thế gia, còn có tứ trụ cùng. Đằng sau lời nói, Hoàng Phủ Thanh Vân không có nói, nhưng là tất cả mọi người đã minh bạch. Sau đó trong lòng càng kinh hãi hơn, nguyên lai cái này đế vương môn dã tâm lại to lớn như thế, đúng là chạy cái kia chỗ ngồi đi. Tóm lại, Hoa Vũ Lâu hiện tại đã là sụp đổ. Không cần thiết bức cho các nàng chó cùng dứt dậu. Còn Tiềm Long các cùng Kiếm Hầu phủ, hừ hừ, bổn công tử lần này cũng coi như thấy rõ, bọn họ đều là đau đầu, sớm muộn cũng muốn thu thập. Nhị công tử anh minh. Mọi người cùng nhau cúi đầu, nhưng là suy nghĩ trong lòng lại đều có khác biệt. Dược Phương Điện là sớm đã quy thuận đế vương môn, U Minh Cốc thì là cười trên nỗi đau của người khác, lão đối đầu Tiềm Long các lần này rốt cục đá đế vương môn khối này tấm sắt. Còn khoái hoạt Lâm Lâm Tử Thiên, lại là 10 phần cỏ đầu tường, gặp người khác đều bái, hắn cũng liền theo bái, để tránh rước họa vào thân. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm theo Hoa Vũ Lâu trong phòng khách đi ra, nhìn lấy vừa mới dâng lên mặt trời mới mọc, thở dài một ngụm chọc khí. Tưởng tượng hôm qua còn cùng Sở Khuynh Thành trải qua hai người thế giới, thế ngoại đào nguyên thời gian, hôm nay liền đã lại nhập trần thế, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, có chút tiếc hận. Nếu không phải cái kia Hoàng Phủ Thanh Vân quấy rối, hắn hiện tại chắc là còn cùng Sở Khuynh Thành tại gian kia trong phòng nhỏ, anh em đi. Bất quá, cho dù không có hôm qua sự tình, lại có một ngày chính là Bách Đan Thịnh Hội tổ chức ngày, hắn cũng nên hành động. Tóm lại, loại kia nông thôn thời gian, thủy chung không phải hắn kết cục. Ai, lão tử cũng là cái cực khổ sai người a. Trác Phàm không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng lúc này, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp rơi xuống, định thần nhìn lại, chính là Sở Khuynh Thành không thể nghi ngờ. Thế nhưng là còn không đợi hắn kêu lên sợ hãi, nàng đã là lại mang theo hắn bay vào không trung. Đi theo ta. Ước chừng nửa canh giờ về sau, hai người lần nữa hạ xuống tại cái kia mảnh hoang phế trong khu ổ chuột. Chỉ là lần này không chỉ là hai người, còn có ba người quen, chính là Đổng Gia huynh muội cùng Tiếu Đan Đan. Nhìn thấy bọn họ, Trác Phàm cũng là hơi nghi hoặc một chút. Minh Bạch khác ý nghĩ, Sở Khuynh Thành cười cười nói, người đã gặp bà ngoại cùng nhà ta người, theo lý thuyết ta nên đi bái kiến lệnh tôn lệnh đường, nhưng là lộ trình xa xôi, chỉ có thể trước trông thấy người bằng hữu. Nói, Sở Khuynh Thành lôi kéo Trác Phàm tay, hướng mọi người làm mời thủ thế, mời mời bọn họ tiến vào một gian tiểu phá trong phòng. Tiếu Đan Đan sững sờ, hoàn toàn ngốc. Vì sao tổng lâu chủ sẽ cùng Trác Phàm xuất hiện ở đây? Nàng thế nhưng là sáng sớm tiếp vào sư phụ mệnh lệnh, để cho nàng mang Đổng Gia huynh muội tới này, kết quả gặp bọn họ lại là tổng lâu chủ. Nàng ngốc, Đổng Gia huynh muội thì càng thêm ngốc rơi.
Sáng sớm thì gặp phải Tiếu Đan Đan tiểu ma nữ này, bọn họ còn tưởng rằng Hoa Vũ Lâu rốt cục muốn tìm bọn hắn tính sổ sách, hại một buổi sáng nơm nớp lo sợ. Nhưng là bây giờ đã thấy đến huynh đệ mình cùng Hoa Vũ Tổng Lâu chủ thân mật như vậy lôi kéo tay, trong lúc nhất thời, hai người thế giới xem triệt để sụp đổ. Tống Ngọc một cái tam lưu gia tộc thiếu gia, đến tột cùng là làm sao cấu kết lại đường đường ngự hạ bảy thế gia, Hoa Vũ Lâu Tổng Lâu chủ, Thiên Vũ đệ nhất mỹ nhân Sở Khuynh Thành. Muội muội, ta đã sớm theo ngươi nói phải sớm ra tay. Xem đi, ngươi không có cơ hội. Đồng Thiên Bá ngốc ngơ ngác nhìn hai người, trong mắt vẫn như cũ lóe vẻ mờ mịt. Đồng Hiểu Huyền trong lòng khổ sở, làm sao cũng nghĩ không thông ca, ta nào biết được, Tống Ngọc ca ca sẽ cùng Hoa Vũ Tổng Lâu chủ liên lụy đến cùng một chỗ a. Thế nhưng là bọn họ khổ, Tiếu Đan Đan thì càng khổ. Thật vất vả nhìn phía trên một người nam nhân, tình địch lại là nàng người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp, cái này khiến nàng đi con đường nào. Trong lúc nhất thời, ba người liếc nhau, vậy mà tất cả đều là một mặt khổ bức chi sắc. Ngồi đi, không cần khẩn trương. Một chương cũ kỹ trên bàn vuông, sớm đã bày đầy vị này tổng lâu chủ tự mình làm mỹ vị món ngon, Sở Khuynh Thành trên mặt y nguyên mang theo khối kia khăn lụa, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân lại không chút nào bất luận cái gì dáng điệu, giống như một cái gần nhà tiểu tức phụ chiêu đãi khách bên ngoài người đồng dạng. Đồng Thiên Bá ba người liếc nhìn nhau, cứng ngắc thân thể ngồi xuống. Mặc dù có Sở Khuynh Thành cho phép, nhưng bọn hắn vẫn là khẩn trương muốn chết. Ngược lại, cùng Sở Khuynh Thành ở chung mấy ngày chắc phàm, lại là tùy ý đất nhiều. Chẳng những nhẹ nhàng như thường cầm chén đũa lên, há miệng thì ăn, mà lại tại trước bàn chuyện trò vui vẻ, thật giống như là người một nhà đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Đồng Thiên Bá một mặt hâm mộ nhìn về phía hắn. Cái này huynh đệ đời trước đến tột cùng tích như thế nào phúc khí, mới có thể ở đời này được đến Hoa Vũ Tổng Lâu chủ Sở Khuynh Thành lón mắt xanh a. Tiếu Đan Đan cùng Đồng Hiểu Huyền cũng là hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nhưng là lại xem xét Sở Khuynh Thành, nhưng trong lòng thì lướt qua một đạo chua xót. Cùng Sở Khuynh Thành dạng này khuynh quốc chi tư so sánh, các nàng sớm đã cúi thấp đầu, nhịn không được tự ti mặc cảm lên. Mọi người tại một mảnh an lành không khí phía dưới vượt qua cả ngày, thẳng đến màn đêm buông xuống, Sở Khuynh Thành mới thở dài, cười nhạt một cái nói tốt, thời gian không còn sớm, cũng nên là phân biệt thời điểm. Phân biệt, ngày mai không phải là Bách Đan Thịnh Hội a, tại lúc này phân cái gì khác? Trác Phàm nhíu chân mày, nghi ngờ nói. Thê Lương lắc đầu, Sở Khuynh Thành kéo hắn tay, vừa nhìn về phía người khác, các ngươi đi theo ta. Nói. Dẫn đầu phía trước dẫn đường, người khác thì vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, tại một chỗ vắng vẻ trên đường nhỏ, một cỗ phá xe ngựa liền thu vào bọn họ tầm mắt. Xe ngựa kia không là người khác, chính là Trác Phàm theo Tống gia hai tỷ đệ chỗ ấy cướp tới. Mà xe ngựa chung quanh, có bốn nhân ảnh, chính là Đồng Thiên Bá tùy thân bốn tên trưởng lão. Còn có hai người, đứng tại xe ngựa trước nhất, lại chính là Thanh Hoa, mẫu đơn hai vị lâu chủ. Nhìn đến bọn họ, tất cả mọi người không khỏi giật mình, đầy mặt nghi ngờ lẫn nhau nhìn một chút, trong lòng đều là không rõ ràng cho lắm. Đi thôi. Sở Khuynh Thành chỉ xe ngựa kia, nhìn về phía Trác Phàm nói, các ngươi trong đêm rời đi nơi này, sau khi trở về lập tức cả tộc ẩn nấp lên, còn có một đường sinh cơ. Sao, chuyện gì xảy ra, Sở Lâu Chủ, vì sao muốn đuổi chúng ta đi, chẳng lẽ chúng ta có chỗ nào đắc tội Quý Lầu sao? Đồng Thiên Bá không hiểu, kêu lên sợ hãi, hai chân sớm đã dọa đến phát run. Chậm rãi lắc đầu, Sở Khuynh Thành trên mặt lóe qua một tia áy náy, xin lỗi, cái này không phải là các ngươi sai, mà là bởi vì ta duyên cớ. Vốn là không muốn đem các ngươi liên lụy vào, thế nhưng là cái kia Hoàng Phủ Thanh Vân lòng dạ nhỏ mọn, ta sợ hắn hội hướng các ngươi ra tay. Hoàng Phủ, Đế Vương Môn, Đồng Thiên Bá bất giác hít sâu một hơi, sắp khóc đi ra. Này làm sao lại dẫn ra Đế Vương Môn đến, chúng ta nhưng là không có đắc tội qua bọn họ a. Tốt, các ngươi Đồng gia còn không có bị diệt môn đây, khóc cái gì tang. Trác Phàm không khỏi lạnh hừ một tiếng, vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, ngươi muốn làm gì, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, có lẽ còn có lượn vòng chỗ trống. Cười nhẹ lắc đầu, Sở Khuynh Thành như ngọc hai tay xoa Trác Phàm gương mặt, thật sâu liếc hắn một cái. Ôn Nhu nói, ta biết mình đang làm cái gì, chỉ là có chút sự tình, mời ngươi giúp ta đi làm.
Trác Phàm mi đầu nhếch lên, nghi ngờ nhìn về phía nàng. Chậm rãi đi vào Tiếu Đan Đan trước mặt, Sở Khuynh Thành tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt bên trong, lôi kéo Tiếu Đan Đan tay, phóng tới Trác Phàm trong tay, cười nói, về sau mời ngươi chiếu cố Đan Đan, có lẽ nàng là chúng ta Hoa Vũ lâu huyết mạch duy nhất. Tổng lâu chủ, Tiếu Đan Đan quính lên, Trác Phàm cũng là quá sợ hãi, nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, Sở Khuynh Thành đã là khoát khoát tay, ngăn cản hắn nói tiếp, đây là ta sau cùng tâm nguyện, người nhất định muốn giúp ta hoàn thành. Nói, Sở Khuynh Thành xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, giao cho Tiếu Đan Đan, dặn dò, Đan Đan, cầm lấy nó bồi Tống Ngọc về nhà a, bất quá chỉ có tới đó, người mới có thể nhìn bên trong đồ vật. Về sau, phải chiếu cố thật tốt phu quân, không muốn lại tùy hứng, có biết hay không? Tiếu Đan Đan hai mắt lệ quang, nức nở gật gật đầu. Mẫu đơn lâu chủ nhìn lấy có chút không đành lòng, lớn tiếng nói, thời gian không còn sớm, đi nhanh đi, nếu là những người kia phát hiện, các ngươi một cái cũng đi không. Nghe được lời này, Đổng Thiên Bá tuy nhiên không lắm giải, nhưng cũng nghe ra bên trong nguy cơ, sau đó không nói hai lời, vội vàng lôi kéo muội muội lên xe ngựa. Trác Phàm minh bạch, đây là Sở Khuynh Thành muốn cho Hoa Vũ lâu lưu xuống sau cùng một tia huyết mạch. Hắn tuy nhiên trong lòng sớm có tính toán, nhưng là cũng không dám hứa chắc vạn nhất, sau đó liền thuận Sở Khuynh Thành ý, kéo một cái Tiếu Đan Đan, đem nàng cưỡng ép kéo lên xe ngựa. Nếu không, các loại đem bọn hắn đưa xa, lại trở về tới. Nhìn đến Tống Ngọc như thế quả quyết hành động, mẫu đơn lâu chủ trong lòng ẩn ẩn phát lên một cơn tức giận, hét lớn, Tống Ngọc, chiếu cố thật tốt đồ đệ của ta, nếu không lão nương sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, người đồ đệ người lớn như thế, chính mình hội chiếu cố chính mình. Trác Phàm mười phần không chịu trách nhiệm hét lớn một tiếng, liền hất lên roi ngựa, nghênh ngang rời đi. Nhìn lấy cái kia dần dần đi xa xe ngựa, mẫu đơn lâu chủ tức bực dậm chân, hừ, ta liền nói nam nhân không có một cái tốt. Nghe nói muốn chạy trốn lấy mạng, mẹ hắn, không nói hai lời, vắt chân lên cổ mà chạy. Sở Sở, người đem danh tiết giao phó cho dạng này một người nam nhân, đáng giá không? Thanh Hoa lâu chủ cũng là vì Sở Khuynh Thành có chút không cam lòng, cau mày nói. Cười nhẹ lắc đầu, Sở Khuynh Thành thản nhiên nói, bọn họ có thể yên ổn rời đi nơi này, không chính là chúng ta hy vọng a, còn có cái gì có thể nói. Thế nhưng là, nàng lời tuy nói như thế, nhưng là hai mắt chớp động lên một chút mất mát lệ quang, hiển nhiên đối Trác Phàm sau cùng ly biệt biểu hiện, có chút thất vọng. Sau cùng đều sinh ly tử biệt. Dù là người biểu hiện ra một chút xíu không muốn cũng không uổng công ở chung một trận a. Thế nhưng là, các nàng không biết là, các nàng cùng Trác Phàm trong đầu muốn căn bản không phải một chuyện. Các nàng là sinh ly tử biệt, Trác Phàm lại coi là chỉ là cho các nàng làm một người nhân viên chuyển phát nhanh, đem Tiếu Đan Đan nha đầu này an toàn đưa đi là được. Chỉ là đưa cá nhân mà thôi, lão tử cũng không phải là không trở lại, sinh cái gì cách, chết cái gì khác, rất là kỳ lạ. Tốt, trở về đi, ngày mai còn có một trận đánh ác liệt đâu. Sở Khuynh Thành hít sâu một hơi, khôi phục thất lạc tâm tình, vẫy vẫy ống tay áo, hướng Hoa Vũ lâu phương hướng bay đi. Hai vị lâu chủ liếc nhau, cũng ào ào đuổi theo. Một đêm trôi qua, sáng sớm mặt trời mới mọc lần nữa dâng lên. Sở Khuynh Thành một thân một mình đứng tại khuê phòng lầu các phía trên, ngóng nhìn hướng một tòa hồng kiến trúc lớn vật. Nơi đó là Hoa Vũ lâu hôm nay tổ chức bách đan thịnh hội chỗ, cũng là các nàng sau cùng chiến trường. Sở Sở. Lúc này, Thanh Hoa lâu chủ một cái lắc mình, đi vào Sở Khuynh Thành bên người, hướng nàng gật đầu nói, hết thảy đều an bài tốt, liền chờ này lão tặc vào cuộc. Tốt. Trong mắt lóe lên một đạo quyết tuyệt chi sắc, Sở Khuynh Thành vung tay lên đi ra ngoài cửa, coi như Hoa Vũ lâu vong, cũng muốn lão tặc này chôn cùng, nên nợ máu trả bằng máu thời điểm. Chúng ta đi. Một phương diện khác, đuổi một đêm xe ngựa, Trác Phàm bọn người rốt cục rời đi Hoa Vũ Thành hơn 100 dặm địa. Trác Phàm quay đầu nhìn xem không sai biệt lắm, thì buông lỏng cương ngựa, phủi mông một cái nhảy xuống xe. Tốt, các ngươi đi thôi, ta trở về. Phu quân, chờ chút. Lúc này, Tiếu Đan Đan vội vàng nhấc lên màn xe, kêu lên, ngươi không thể trở về đi, bằng không há không uổng phí Khuynh Thành tỷ nỗi khổ tâm. Ai, ai là của ngươi phu quân, khác gọi bậy a. Còn có, Sở Khuynh Thành không phải là các ngươi tổng lâu chủ sao?
Gọi tổng lâu chủ tỷ tỷ, có ngươi như thế làm đệ tử a, không biết lớn nhỏ. Gương mặt không khỏi một đỏ, Tiếu Đan Đan nhăn nhó nói, đây còn không phải là bởi vì phu quân quan hệ. Nô gia là tổng lâu chủ tự mình giao cho phu quân trong tay, tự nhiên là phu quân người. Mà tổng lâu chủ lại là phu quân thê tử, ta tự nhiên muốn xưng tỷ tỷ. Cái gì, Sở Khuynh Thành lúc nào thành ta thê tử? Trác Phàm sững sờ, không khỏi kinh ngạc nói. Bất đắc dĩ gãi gãi đầu, Đổng Thiên Bá theo trong xe chui ra, thở dài, huynh đệ, ngươi chừng nào thì trễ như vậy cùn. Ngươi cùng Sở Khuynh Thành tại cái kia phòng rách nát họ hàng bên vợ dày, liền người mù đều có thể nhìn ra hai ngươi là phu phụ, làm sao ngươi vẫn chưa hay biết gì. Huống hồ, nàng đã đem lời nói được rất rõ ràng, hôm qua ngươi gặp người nhà nàng, hôm nay nàng gặp ngươi bằng hữu, không phải liền là làm cho tất cả mọi người chứng kiến hai người các ngươi phu phụ thân phận a. Ách, không phải, ta vẫn cho là nàng để cho ta ra vẻ đệ đệ của nàng, ôn lại lúc đó nhớ lại, làm sao? Trác Phàm không khỏi sửng sốt, hắn cái này đại ma đầu suốt ngày đều đang nghĩ lấy như thế nào tính kế người khác, đối chuyện nam nữ, lại là căn bản không có cái gì trải nghiệm. Mặc dù có qua dạng này sự tình, cũng bất quá là hắn vì đạt được mục đích, cố ý trang ra đến, cũng coi là tâm kế một bộ phận. Tránh thức nam nữ chi ái, hắn lại là cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Trầm ngâm một chút, Tiếu Đan Đan cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Trác Phàm, lẩm bẩm nói, như vậy phu quân, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng là qua tổng lâu chủ hình dáng. Đừng gọi ta phu quân. Trác Phàm căm ghét khoát khoát tay, sau đó nghĩ một lát, gật gật đầu, xác thực gặp qua, mà lại là hai lần. Vậy liền đúng, chúng ta Hoa Vũ lâu lâu chủ, vốn là cả đời không gả. Trừ phi có nam tử gặp qua các nàng hình dáng, như vậy muốn không liền đem nam tử này giết, nếu không thì từ đi lâu chủ chức phụ, gả cho cái kia nam tử. Tiếu Đan Đan mi đầu nhếch lên nói, đã phu quân ngươi còn yên ổn còn sống, vậy liền chứng minh Khuynh Thành tỷ quyết định, là nhận ngươi cái này phu quân. Bừng tỉnh đại ngộ, Trác Phàm hiện tại mới nhớ tới, vì sao hắn lúc trước vì đoạt bồ đề ngọc dịch, thừa cơ đánh lén Sở Sở lúc, không cẩn thận đem nàng mạng che mặt lấy xuống, nàng sẽ như thế thương tâm. Nguyên lai là đang do dự, muốn giết lão tử, vẫn là gả lão tử vấn đề. Ai ra, thực sự quá hiểm. Muốn không phải lão tử anh tuấn tiêu sái, đối với nữ nhân tràn ngập sức hấp dẫn, Sở Khuynh Thành lúc đó như lựa chọn giết lão tử, vậy lão tử bây giờ còn có thể còn sống sao? Hắc hắc hắc, không có cách, người quá tuấn tú, vận khí cũng tương đối tốt ha. À, chờ một chút, ta hiện tại tựa như là Tống Ngọc bộ dáng. Vốn là còn chút tự đắc Trác Phàm, trong nháy mắt lại đạp không nể mặt mặt. Tiểu tử kia bộ này mặt trắng nhỏ, còn dùng rất tốt, tính toán cứu lão tử nhất mệnh. Bất quá, vậy cũng không nhất định, có lẽ là lão tử nội tại phẩm chất hấp dẫn nha đầu kia đâu. Trác Phàm tiếp tục ý dâm đạo, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, hắn một cái đại ma đầu, từ đâu tới phẩm chất nói chuyện. Phu quân, nếu là ngươi còn không tin lời nói. Khuynh Thành tỷ để cho ta mang đi chiếc nhẫn này bên trong, nhất định có như thế đồ vật. Gặp Trác Phàm như cũ tại do dự, vì bảo trụ chính mình danh chính ngôn thuận thê tử địa vị, Tiếu Đan Đan không có dựa theo Sở Khuynh Thành nhắc nhở, lúc này liền đem trong giới chỉ đồ vật đều lấy ra. Nhưng gặp một đạo quang mang lóe qua, ba món đồ đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một kiện là Trác Phàm gặp qua cái kia đạo màu đen áo choàng, một kiện là chỉ bình sứ nhỏ. Cái bình này, hắn cũng đã gặp, chính là cái kia bồ đề ngọc dịch, sau đó hắn vội vàng chộp trong tay, trong lòng trong nháy mắt kích động lên. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lão tử phí lớn như vậy kình cũng chưa tới tay, không nghĩ tới chính nó đưa tới cửa, ha ha ha. Trác Phàm cười to trong lòng, Tiếu Đan Đan nhìn về phía hắn nói, cái kia bồ đề ngọc dịch xem như Khuynh Thành tỷ đồ cưới. Ngươi nếu là lấy nó, liền phải tiếp nhận Khuynh Thành tỷ cùng. Ta! Nói đến đây, Tiếu Đan Đan gương mặt một mảnh đỏ bừng. Trác Phàm trì trệ, lại là cũng không cười nổi nữa. Hắn ma hoàng làm việc tuy nhiên không chỗ không dùng hết sức, nhưng tuyệt không nợ nhân tình. Cái này bồ đề ngọc dịch là hắn cướp tới ngược lại còn tốt, mấu chốt là người ta đưa, hơn nữa còn có tặng phẩm phụ. Ngươi muốn cầm thứ này, liền phải tiếp nhận cái kia tặng phẩm phụ. Thế nhưng là để hắn tiếp nhận Tiếu Đan Đan. Ha ha ha, xin lỗi,
Ấn tượng đầu tiên quá kém, ông đây mặc kệ. Lúc này, hắn vừa nhìn về phía kiện vật phẩm thứ ba, đó là một khối màu đen hình vuông mộc bài, phía trên khắc lấy 8 có chữ đại, vợ đã chết Sở Khuynh Thành chi bài vị. Vợ đã chết. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Trác Phàm kêu lên sợ hãi, nhìn về phía Tiếu Đan Đan, đây là có chuyện gì? Khẽ thở dài, Tiếu Đan Đan bất đắc dĩ lắc đầu, ai, sự kiện này ta vốn không nên biết, nhưng là có một lần nghe đến sư phụ nàng lão nhân gia nhắc đến, các nàng chuẩn bị muốn cùng độc thủ Dược Vương đồng quy vu tận. Mẹ, liền không nên biết đệ tử, đều dễ dàng như vậy biết các nàng kế hoạch, các nàng còn thế nào cùng lão đầu kia đồng quy vu tận. Hừ, một đám ngốc đàn bà, chỉ là chịu chết thôi. Trác Phàm quýnh lên, không khỏi mắng to lên tiếng, thế nhưng là bỗng nhiên, nhìn về phía trong tay bồ đề ngọc dịch, lại là ánh mắt híp lại, cười lạnh thành tiếng, hắc hắc hắc, lão tử nhưng là tuyệt không nợ nhân tình. Vừa dứt lời, Trác Phàm vung tay lên, đem cái kia ba loại đồ vật thu sạch nhập giới chỉ, hướng về Hoa Vũ Thành phương hướng chạy tới, nháy mắt không thấy tăm hơi. Đồng Thiên Bá bọn họ gặp, không khỏi khẩn trương. Hắn mặc dù là cái phong lưu lãng tử, nhưng cũng không phải người ngu. Nghe đến Hoa Vũ Tổng lâu chủ đều muốn cùng người đồng quy vu tận, vậy bây giờ Hoa Vũ lâu còn không phải tràn ngập nguy hiểm. Cái kia Trác Phàm trở về, còn mạng trở lại sao? Hỏng bét, phu quân trở về nhất định về không được, chúng ta mau đuổi theo a. Tiếu Đan Đan đại vội kêu lên. Đồng Hiểu Huyền cũng là vội vàng nhìn về phía nàng ca ca, trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc. Đồng Thiên Bá trong mắt hơi híp, hàm răng hung hăng cắn cắn, lập tức thay đổi xe ngựa, đi, lão tử lại không thể để cho huynh đệ gặp nguy hiểm. Hoa Vũ Đường, cao mấy chục trượng, Hoa Vũ Thành bên trong thứ nhất hồng kiến trúc lớn vật, thậm chí vượt qua Hoa Vũ Lâu tổng bộ, chiếm diện tích hơn 100 mẫu, chính là Hoa Vũ Lâu vì Bách Đan Thịnh Hội chuẩn bị tràng sở. Đi vào bên trong, nhưng gặp lầu chia làm tầng 3, thành hình tròn hình dáng vần quanh, xa xa nhìn không thấy bờ. Tầng thứ nhất là vì các thế gia đại biểu chuẩn bị cạnh tranh đan thi đấu tràng, mấy ngàn đỉnh lò luyện đan sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉnh chỉnh tề tề phủ kín toàn bộ sân bãi. Tầng thứ hai chính là vì nhị tam lưu thế gia chuẩn bị khán đài, cứ thế có thể càng tốt hơn xem phía dưới cạnh tranh đan tình huống. Tầng thứ ba thì là vì Thiên Vũ Đế Quốc, nhất lưu thế gia chuẩn bị khán đài. Mà tại đông tây hai bên, tiếp cận nhất chính bên trong lâu chủ đài vị trí, lại là chuyên vì ngự hạ bảy thế gia chuẩn bị khách quý đài. Giờ này khắc này, Sở Khuynh Thành cùng Thanh Hoa, mẫu đơn hai vị lâu chủ, chính đứng ở lâu chủ đài vị trí, hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới phía trước nhất một khối triển lãm trên đài. Chỗ đó, chính là các nàng muốn đem bồ đề tu căn làm phần thưởng, triển lãm cho tại chỗ tất cả mọi người nhìn địa phương. Hôm nay cạnh tranh đan chiến thắng vô địch, mới có tư cách đi hướng chỗ đó, đưa các nàng Hoa Vũ lâu trấn lầu chi bảo, bồ đề tu căn, bỏ vào trong túi. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là trong lòng các nàng đều vô cùng rõ ràng, người này không phải độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng không còn gì khác. Sự tình đều đã an bài tốt à, này lão tặc không có phát giác à. Sở Khuynh Thành trong hai con ngươi bất giác lóe qua một đạo tinh quang, nhẹ giọng hỏi. Gật gật đầu, mẫu đơn lâu chủ đánh cược nói, yên tâm đi, ta tìm đều là lớn nhất có thể tin người. Tại cái kia triển lãm chung quanh đài bố trí xuống tù long trận, chỉ cần này lão tặc đi vào, cũng đừng nghĩ lại đi ra. Tốt, cái kia Hoàng Phủ Thanh Vân bên đó đây. Sở Khuynh Thành xa xa nhìn về phía tây ghế khách quý vị trí, trong mắt lóe lên một đạo nồng đậm sầu lo. Yên tâm đi, phía tây chỗ đó ta cũng thiết lập hạ cấm chế. Đến lúc đó, bọn họ tuyệt đối không kịp viện thủ, chúng ta có là thời gian cùng này lão tặc tính toán tổng nợ. Như thế ta cứ yên tâm. Sở Khuynh Thành thở dài một tiếng, nhìn về phía hai vị lâu chủ nói, chỉ là hai vị sư tỷ, lão tặc này không phải hạng người bình thường, cho dù ba người chúng ta liên thủ, có thể đem hắn đánh giết, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ bị hắn độc hạ độc chết. Khuynh Thành chết không có gì đáng tiếc, chỉ là để hai vị sư tỷ theo chôn cùng. Khuynh Thành, ngươi không cần phải nói. Khoát khoát tay, Thanh Hoa lâu chủ vỗ vỗ Sở Khuynh Thành tay ngọc, cười nói. Lúc trước hai chúng ta tỉ muội đáp ứng bà ngoại muốn phụ trợ ngươi thời điểm, thì lên qua thề, hết thảy lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ Hoa Vũ lâu đã khoảng chừng đều muốn vong, không bằng liền để nó vong oanh oanh liệt liệt một thanh. Nói cho thế nhân,
tuyệt đối đừng đem nữ nhân chúng ta bức gấp, bằng không thì cũng không có quả ngon để ăn. Nghe được lời này, Sở Khuynh Thành trong lòng cảm động, chăm chú giữ chặt hai người hai tay. Ba người liếc nhau, trong mắt chỉ có vô tận tỉ muội tình thâm. Đúng, còn lại lâu chủ đây, các nàng làm sao còn không tới. Chờ một lúc, Sở Khuynh Thành dường như mới cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi. Thanh Hoa cùng Mẫu Đơn hai người khẽ giật mình, cũng là không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, một tiếng già nua cười to vang lên. Ngay sau đó một đạo quen thuộc bóng người xuất hiện ở trước mặt các nàng, ha ha ha. Sở lâu chủ, các ngươi là đang tìm các nàng sao? Ba người tập trung nhìn vào, không khỏi kinh hãi. Người này không là người khác, chính là cái kia độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, mà tại hắn sau lưng, đứng đấy tám tên thân mang các loại quần áo, trên mặt lụa mỏng nữ tử, chính là Hoa Vũ Thập Ngũ Lâu bên trong tám tên lâu chủ. Nhìn thấy Sở Khuynh Thành ba người. Cái kia tám tên lâu chủ tựa hồ không dám nhìn thẳng các nàng ánh mắt, ào ào cúi thấp đầu. Ngươi, các ngươi, mặc dù biết các nàng bị quản chế tại Nghiêm Tùng độc dược, nhưng là người nào cũng sẽ không nghĩ tới, các nàng lại hội công nhiên đứng tại lão tặc này bên người, đây quả thực là trần trụi phản bội a. Cho nên tại Mẫu Đơn lâu chủ tức giận đến, lời nói đều nói không nên lời. Sở Khuynh Thành nhẹ giơ lên tay ngọc để Mẫu Đơn lâu chủ an tâm chớ vội. Sắc mặt dị thường bình tĩnh, các ngươi khó xử ta minh bạch, ta không trách các ngươi. Chỉ hy vọng các ngươi ngày sau thật tốt trân trọng, rời xa nơi thị phi này. Tổng lâu chủ, tám người một trận nghẹn ngào, trong lòng cảm động, nhưng là nhiếp tại độc thủ Dược Vương dâm uy, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hừ, thật là khoan dung tổng lâu chúa ơi. Bất quá, không biết ngươi đã gặp các nàng mấy cái, có hay không còn có thể tha thứ được lên. Độc thủ Dược Vương cười lạnh, vỗ nhẹ ba lần bàn tay. Chỉ một thoáng, năm bóng người đột nhiên lóe hiện ra. Sở Khuynh Thành các nàng xem đến, toàn đều không tự chủ được trong mắt ngưng tụ, quá sợ hãi. Năm người này không là người khác, chính là còn lại năm vị lâu chủ. Đến tận đây, Hoa Vũ Thập Ngũ Lâu bên trong, trừ Thanh Hoa, Mẫu Đơn hai vị lâu chủ bên ngoài, còn lại 13 vị lâu chủ, đúng là tất cả đều đầu nhập vào Dược Vương Điện. Không quản các nàng ra tại nguyên nhân gì, nhưng đây không thể nghi ngờ là đem Hoa Vũ lâu chiến lực mạnh nhất, toàn bộ đào đi. Bất thình lình run run thân thể, Sở Khuynh Thành lại không còn cách nào trấn tĩnh. Nàng thực sự không có nghĩ đến, độc thủ Dược Vương vậy mà lại làm được triệt để như vậy, chiêu này rút củi dưới đáy nồi làm cho các nàng Hoa Vũ lâu, thật lại không có sức chống cự. Xuân Vũ lâu chủ, người tại Hoa Vũ lâu tư lịch già nhất, không nghĩ tới ngươi. Mẫu Đơn lâu chủ hung tợn nhìn chằm chằm năm người kia bên trong một người, nghiến răng nghiến lợi nói. Người kia biểu lộ lạnh lùng, thản nhiên nói, Hoa Vũ lâu đại thế đã mất, bản lâu chủ chỉ là vì chính mình lại tìm cái an thân lập mệnh chỗ thôi. Ta khuyên các ngươi cũng nên vì chính mình tìm tốt kết cục, không muốn lại muốn những cái kia chuyện không có khả năng. Nghe ra trong lời nói của nàng kỳ quặc, Sở Khuynh Thành nghi ngờ nhìn về phía Mẫu Đơn lâu chủ. Mẫu Đơn lâu chủ khẽ cắn một miệng môi dưới, một mặt bi thương cúi thấp đầu, nức nở nói, xin lỗi, Khuynh Thành, sự kiện kia, ta là để cho nàng đi làm. Ta còn tưởng rằng nàng còn đáng giá tín nhiệm, không nghĩ tới. Thân thể ngăn không được động đất chấn, Sở Khuynh Thành tới lui hướng, về, sau liền lùi lại ba bước, trong mắt đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Mẫu Đơn lâu chủ nói tới sự tình, nàng tương đối rõ ràng. Cũng là tại bồ đề tu căn chỗ bố trận đối phó độc thủ Dược Vương sự tình. Thế nhưng là làm sự kiện này người thế mà cũng làm phản, vậy nói rõ hiện tại độc thủ Dược Vương hắn đã hoàn toàn biết được các nàng kế hoạch. Cái này một lần cuối cùng đối phó lão tặc này cơ hội, cũng hoàn toàn biến mất. Khặc khặc khặc, lão phu đã sớm nói, cái này Hoa Vũ lâu sớm đã tại lão phu trong khống chế, ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là phí công, vẫn là bỏ bớt tâm đi. Độc thủ Dược Vương tà cười một tiếng, vung tay lên, nương theo lấy một chuỗi dài ầm chi tiếng vang lên, mấy cái óng ánh sáng long lanh linh thạch liền rơi xuống các nàng chân trước. Cái kia, chính là dùng đến bố trí thủ long trận linh thạch. Còn có, các ngươi tại phía tây bố hạ cấm chế, lão phu cũng nghĩ biện pháp mở ra. Cũng không thể để nhị công tử tại trong cấm chế quan sát lần này bách đan thịnh hội a, cái kia đối với đế vương môn thế nhưng là quá vô lễ, ha ha ha. Độc thủ Dược Vương cười lớn, quay người đi xuống lầu, những cái kia phản bội lâu chủ nhóm,
không có cách nào, cũng chỉ đành cúi đầu theo thật sát đi. Cái này nếu để cho người khác nhìn đến, còn không cả kinh rớt xuống ba. Cái này Hoa Vũ lâu tầng 15-13 lâu chủ, vì sao muốn đi theo độc thủ Dược Vương phía sau cái mông? Nếu là người thông minh gặp, cũng nhất định đoán ra Hoa Vũ lâu đã đại thế đã mất tình thế. Ha ha ha, Sở lâu chủ, người thì nhìn lão phu như thế nào danh chính ngôn thuận đến lấy đi các ngươi trấn lầu chi bảo, bồ đề tu căn đi. Chạy tới dưới lầu, nhưng độc thủ Dược Vương cười to lại lần nữa truyền vào ba người trong tai. Sở Khuynh Thành trong đôi mắt sớm đã bịt kín một tầng hơi mỏng vũ khí, song tay chăm chú nắm cùng một chỗ, móng tay đều đập vào thịt bên trong, đỏ hồng máu tươi chảy ra, nàng đều không có phát giác. Mẫu đơn lâu chủ trong lòng áy náy, đã là ngăn không được lưu lại nước mắt đến, Khuynh Thành, người đánh ta a, đều là ta không tốt, mới ngươi xấu đại kế. Mẫu đơn, người thật hồ đồ, sự kiện này sao có thể lại để cho người thứ tư biết. Sở Khuynh Thành ngơ ngác đứng tại chỗ, không nói gì, dường như trời đã thực sự, tâm đã nát. Thanh Hoa lâu chủ lại là oán trách nhìn mẫu đơn lâu chủ liếc một chút, thở dài. Bất quá việc đã đến nước này, oán trách thì có ích lợi gì? Độc thủ Dược Vương đã không chút huyền niệm lấy được thắng lợi sau cùng, đến tiếp xuống liền đợi đến thời gian chậm rãi đến hắn cầm lấy bồ đề tu căn thời khắc. Nghiêm Tùng lão tặc, muốn cầm đi chúng ta Hoa Vũ lâu bảo bối. Nhưng là không dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên, hét lớn một tiếng vang vọng tại tất cả mọi người trong tai. Mới vừa đi xuống lầu Nghiêm Tùng, mi đầu hơi nhíu, liếc mắt hướng về sau nhìn xem, không khỏi cười lạnh thành tiếng, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi lão thái bà này. Người tới chính là Hoa Vũ lâu thủ tịch luyện đan sư, Đào Cô Cô. Lách mình đi vào Sở Khuynh Thành trước người, Đào Cô Cô thản nhiên nói, nhà đầu. Không cần đến vẻ mặt cầu xin, chúng ta còn chưa có thua đâu. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Lão Phu 20 năm trước khi thấy ngươi, ngươi bất quá vừa mới là cái lục phẩm luyện đan sư thôi, mà Lão Phu sớm đã là thất phẩm đan sư. 20 năm trôi qua, cho dù ngươi bây giờ đã có thể luyện chế thất phẩm đan dược, cùng Lão Phu công lực cũng còn kém xa lắm đâu. Hừ, vậy cũng không nhất định. Tục ngữ nói, chia tay 3 ngày, lau mắt mà nhìn. Hôm nay chỉ cần có lão thân tại, người thì mơ tưởng lấy đi bồ đề tu căn một tia một mảnh. Ánh mắt khẽ híp một cái, độc thủ Dược Vương mỉa mai cười ra tiếng, lão thái bà, vậy chúng ta thì chờ xem. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, người mấy năm này lớn lên vào bao nhiêu. Vừa mới nói xong, độc thủ Dược Vương vẫy vẫy ống tay áo, mang theo mọi người rời đi. Sở Khuynh Thành nhìn về phía Đào Cô Cô. Trong mắt tựa hồ lại xuất hiện hy vọng, Đào Cô Cô, người thật có biện pháp thắng hắn. Ai thán cười khổ một tiếng, Đào Cô Cô trong nháy mắt liền không có lúc trước khí thế ai, ngốc nhà đầu, lão thân vừa mới chỉ là cho ngươi lớn mạnh tăng thanh thế. Tại luyện đan phương diện này, cái này độc thủ Dược Vương có thể nói thật sự là thiên vũ đệ nhất, không ai có thể sánh. Nói như vậy, chúng ta thật một tia hy vọng đều không có. Sở Khuynh Thành lần nữa trì trệ. Trong mắt vừa mới dâng lên điểm này ánh sáng, lại dập tắt đi xuống. Đào Cô Cô nhìn lấy đau lòng, trầm tư một lát, thản nhiên nói, thế thì không phải vậy, vô luận là mạnh hơn luyện đan sư, luyện đan đều có thất bại nói chuyện. Chỉ cần tại luyện đan lúc, luyện đan sư có một tia phân thần, cái kia viên thuốc này hơn phân nửa liền bị hủy. Hắn độc thủ Dược Vương luyện mấy chục năm đan, cũng tuyệt trốn không cái này ý. Nói như vậy, ngài còn có thắng hắn hy vọng. Tần Thái Thanh trong mắt sáng lên, nhìn về phía nàng, Sở Khuynh Thành cùng mẫu đơn lâu chủ cũng là tràn đầy hy vọng nhìn lấy nàng. Nhìn lấy cái này ba đôi sáng ngời song đồng, Đào Cô Cô trong lòng không đành lòng, đành phải kiên trì điểm xuống đầu. Thế nhưng là trong nội tâm nàng minh bạch, độc thủ Dược Vương có vài chục năm luyện đan kinh nghiệm, tâm tính gì vững chắc, lại có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đoán chừng coi như nàng luyện đan thất bại lần 10. Độc thủ Dược Vương cũng chưa chắc hội luyện xấu một lần đan. Thở dài một hơi, Đào Cô Cô phí thời gian lấy thân thể đi xuống lầu, lão thân đi phía dưới chuẩn bị, các ngươi cũng không muốn quá thất lạc, hết thảy đều sẽ tốt. Nàng cái này Hoa Vũ lâu trưởng bối, cũng chỉ có thể cho bọn này cô nương trẻ tuổi một số, chính nàng cũng không tin an ủi. Có điều nàng những lời này thật là đưa đến tác dụng, Sở Khuynh Thành các nàng không còn như lúc trước như vậy uể oải. Ngược lại lòng tràn đầy mong đợi nhìn lấy Đào Cô Cô xuống lầu bóng lưng.
Thế nhưng là các nàng cũng tuyệt đối nghĩ không ra, các nàng ký thác sau cùng hy vọng đối tượng, cũng bất quá là ôm lấy hẳn phải chết chi niệm tới đây một cái gần đất xa trời bà lão thôi. Bách đan thịnh hội mở màn dần dần kéo ra, các nhà cạnh tranh đan đại biểu ào ào tiến vào cái này to lớn cạnh tranh đan sân bãi. Hai lầu cùng lầu ba trên khán đài, cũng lục tục ngo ngoe ngồi đầy người. Đế vương môn, U Minh Cốc, Dược Phương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm được an bài tại phía tây ghế khách quý ở giữa, Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn một chút phía dưới cái kia triển lãm đài, lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Mà Tiềm Long Các, Kiếm Hầu Phủ hai cái này đã từng thế chân vạc chống đỡ qua Hoa Vũ Lâu thế gia, thì được an bài tại sườn đông ghế khách quý. Long Cửu cùng Tạ Thiên Dương bọn người, trông mong nhìn phía dưới dòng người toán loạn, lại là duy chỉ có không thấy Trác Phàm bóng người, không khỏi thật sâu nhíu mày. Nếu là tiểu tử này không đến, người nào tới đối phó cái kia độc thủ Dược Phương? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía dưới tiến vào sân bãi cạnh tranh đan đại biểu cũng càng ngày càng nhiều. A, à, đây không phải Hoàng Sư Phụ A, người cũng tới tham gia cái này bách đan thịnh hội A. Đó là đương nhiên, cái gọi là người thường đi chỗ cao, từ ngự hạ bảy thế gia Hoa Vũ Lâu làm bách đan thịnh hội, thế nhưng là mấy chục năm cũng khó gặp một lần A, ta há có thể không tới. Ha ha ha, cũng vậy, tại hạ cũng là hy vọng có thể nhờ vào đó nhất cử thành danh. Coi như nhập không Hoa Vũ Lâu, cũng có thể bị một số nhất lưu thế gia nhìn chúng. A, à, đây không phải là Trương Sư Phụ A, kính đã lâu kính đã lâu. Há, Trần Sư Phụ, kính đã lâu kính đã lâu. Thi đấu giữa sân, cạnh tranh đan còn chưa bắt đầu, đã là khắp nơi vang lên các luyện đan sư lẫn nhau xa bái hàn huyên âm thanh. Đột nhiên, một vị tiên phong đạo cốt lão giả chậm rãi đi vào sân thi đấu, sờ sờ khóe miệng hai liếc rìa mép, lộ ra nụ cười tự tin. Mà nhìn thấy người này, tất cả mọi người không khỏi tất cả đều là trì trệ. Ngài không phải Xương Bình Thành Tây Môn gia thủ tịch luyện đan sư, Lưu Nhất Thật, Lưu Sư Phụ A. Tây Môn gia thế nhưng là nhất lưu thế gia, ngài đều bị cung cấp làm thủ tịch luyện đan sư, làm sao cũng tới. Đúng vậy A. Người nào không biết ngài bản sự, một năm trước đế đô cạnh tranh đan giải đấu lớn bên trong, Vinh lấy được thứ hai thứ tự, chỉ là đan thành thời gian muộn mấy giây, mới thua với Dược Phương Điện vị thiên tài kia đệ tử, Nghiêm Phục. Ngài như thế uy danh, làm sao còn đến cùng chúng ta những thứ này vô danh tiểu bối, tranh giành những thứ này hư danh. Không sai, ngài đều là thành danh đại sư, đường đường ngũ phẩm luyện đan sư, cũng không cần lại cùng chúng ta những người này cạnh tranh. Cho chúng ta điểm đường sống đi. Cả đám chờ nhìn về phía Lưu Nhất Thật, đều là oán trách chi sắc. Nhưng là hắn lại là cười nhẹ lắc lắc đầu, một mặt lạnh nhạt, thậm chí còn có chút hưởng thụ dạng này oán phẫn giống như, ha ha ha. Lưu Mỗ tuy nhiên tại luyện đan lên có chút danh tiếng, nhưng là học không bờ bến. Lưu Mỗ lần này đến đây, cũng bất quá là cùng chư vị đồng nghiệp luận bàn một phen, tuyệt đối không quan hệ danh lợi sự tình. Đến A. Người nhà thì cho ta trang bức, rõ ràng thì là hướng về phía Hoa Vũ Lâu tới. Người nào không biết, Tây Môn gia tộc cho dù tốt, cũng so ra kém ngự hạ bảy thế gia cây to này đáng tin. Tất cả mọi người một mặt khinh bỉ nhìn về phía hắn, nhưng trong lòng lại là thật sâu kiêng kỵ. Cái này Lưu Nhất Thật luyện đan thuật, cho dù đặt ở toàn bộ thiên vũ, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Có hắn tại, bọn họ những người này đoạt giải quán quân khả năng thì tương đương tiểu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem cửu oán ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn thì là đắc ý ngang cái đầu, rất nhiều lão tử thiên hạ đệ nhất khí thế. Các vị, mời yên lặng một chút. Lúc này, một đạo ngọt ngào thanh âm vang vọng tại mọi người mà thôi trước, một vị tử sắc quần áo tiểu cô nương từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên trận lớn nhất chính bên trong triển lãm trước đài, nhìn về phía tất cả mọi người. Trong chốc lát, giữa sân trong nháy mắt không có thanh âm. Vừa mới ồn ào, phảng phất là huyễn ảnh đồng dạng, tiêu tán vô ảnh vô tung. Hài lòng gật đầu, tiểu cô nương thản nhiên nói, mọi người tốt, hoan nghênh chư vị thế gia đại biểu tới tham gia chúng ta Hoa Vũ Lâu bách đan thịnh hội, ta là lần này thịnh hội cạnh tranh đan phân xét, tiểu nhã. Ba ba ba. Vừa dứt lời, tiểu nhã vỗ nhẹ ngọc trường, theo tiếng vỗ tay rơi xuống, một chuỗi dài thước tha thiếu nữ tại mọi người ánh mắt kỳ dị bên trong, nối đuôi nhau mà vào. Sau đó từng cái đứng tại cái kia mấy ngàn luyện đan trên đài. Lần này cạnh tranh đan,
mỗi vị cạnh tranh đan giả đều sẽ do chúng ta Hoa Vũ Lâu một vị đệ tử đi cùng, toàn bộ hành trình giám thị luyện đan người nhất cử nhất động, tuyệt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì gian lận hành động. Tốt, Hoa Vũ Lâu không hổ là Ngự Hạ Thất gia, làm việc thật sự là đại khí. Tiểu Nhã lời còn chưa nói hết, Lưu Nhất Thật đã là dẫn đầu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, khen. Không sai, có Mỹ làm bạn, luyện đan không mệt, bổn công tử ưa thích, ha ha ha. Còn lại đám người, cũng là ào ào biểu thị tán thưởng. Lớn như thế thủ bút, mấy ngàn luyện đan sư bên người, có mấy ngàn đệ tử đi cùng, cái này cũng chỉ có Ngự Hạ Thất gia mới có thể xuất ra như thế đại trận cho. Hơi hơi gật gật đầu, Tiểu Nhã đưa tay chỉ phía trước nhất 20 cái so với hắn mấy ngàn luyện đan đài, lớn cái bàn, nói tiếp, cái gọi là người có đủ loại khác biệt, luyện đan sư càng là như vậy. Cái này 20 cái bàn, là vị ưu tú nhất 20 tên luyện đan sư chuẩn bị. Từ phải đến trái, là thứ nhất đến thứ 20. Nếu là đối chính mình có lòng tin, mời đứng tại tương ứng trên bàn. Chỉ một thoáng, mọi người bất giác sửng sốt. Trận này lên mấy ngàn tên luyện đan sư, phần lớn đều là lực lượng ngang nhau, ai biết ai so với ai mạnh. Trừ số ít mấy cái hạc giữa bầy gà dị loại, người nào có thể biết, chính mình tại những người này xếp hàng thứ mấy. Chỉ có Lưu Nhất Thật, khẽ bóp nắm rìa mép, trên mặt mang tự đắc ý cười, ha ha ha. Luyện đan sư mặt ngoài là luyện đan, nhưng cuối cùng luyện là tâm tính. Nếu là liền một chút tự tin đều không có, còn có thể luyện ra cái gì tốt đan đến. Lưu Đại Sư nói đúng, chúng ta những người này cô lại không biết cái kia hàng thứ mấy, nhưng Lưu Đại Sư nhất định là xếp số 1A. Lập tức có người liền ôm quyền, hướng Lưu Nhất Thật cung kính nói. Ngửa mặt lên trời im lặng cười cười, Lưu Nhất Thật hiên ngang đầu, thản nhiên nói, không phải lão phu tự đại, chỉ là lão phu cũng đã nói, luyện đan luyện cũng là tâm tính. Muốn luyện tốt đan, phải có thiên hạ đệ nhất luyện đan sư tự tin. Như vậy, lão phu thì việc nhân đức không nhường ai. Cười lớn một tiếng, Lưu Nhất Thật nhẹ bước cước bộ, hướng đệ nhất luyện đan lên trên bục đi. Thế mà, còn không đợi hắn đi ra 2, 3 bước, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên từ sân thi đấu một bên khác vang lên, lăn đi, khác cản bổn công tử nói. Nghiêm Phục nghênh ngang trong đám người đi ra, hướng về phía trước luyện đan lên trên bục đi. Lưu Nhất Thật cước bộ trì trệ, khuôn mặt hung hăng co lại. Trong lòng thầm mắng không ngừng, đáng chết, tiểu tử thúi này làm sao cũng tới, hắn không phải Dược Vương Điện A, đến Hoa Vũ Lâu bách đan thịnh hội là mấy cái ý tứ. A, cái này không là lần trước đế đô luyện đan giải đấu lớn lên, đoạt được đệ nhất thiên tài luyện đan sư, Dược Vương Điện Nghiêm Phục A, làm sao hắn cũng tới tham gia Hoa Vũ Lâu bách đan thịnh hội. Lúc này, lập tức có người nhận ra hắn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía thân thể đã cứng ngắc Lưu Nhất Thật, sâu xa nói, Lưu Đại Sư, ngài lão đối thủ đến, không biết ngài cái kia. Ha ha ha, Nghiêm Phục tiểu tử này thật là trăm năm khó được luyện đan kỳ tài, lần trước cũng coi như thắng lão phu một bậc. Cái này vị trí số 1, nhường cho hắn cũng liền thôi, lão phu đi thứ 2. Lưu Đại Sư quả nhiên rất mực khiêm tốn, bội phục bội phục. Mọi người gặp Lưu Nhất đúng như này mây trôi nước chảy, không khỏi cung kính ôm một cái quyền, đây mới là đại sư phong phạm A. Thế nhưng là bọn họ làm sao biết, hiện tại Lưu Nhất thực tình bên trong sớm đã đem cái này Nghiêm Phục mắng cái máu chó đầy đầu. Người tiểu tạp chủng này, tại đế đô đan hội cướp ta đầu danh cũng coi như, thế mà còn chạy đến bách đan thịnh hội lên sống mái với ta, cố tình nhằm vào lão tử đúng hay không? Thế mà, trong lòng của hắn còn chưa mắng xong. Lại một tiếng giả nua thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi còn có đi hay không, không đi liền tránh ra nói. Một vị cao tuổi bà lão hung hăng đem hắn đẩy ra, chậm rãi theo hắn bên người đi qua, cái kia hạt lục sắc mặt, thình lình đem tất cả mọi người dọa đến thân thể lắc một cái, Lưu Nhất Thật gặp, càng kinh hãi hơn thất sắc. Bà lão này là ai, thật đáng sợ khuôn mặt, chẳng lẽ nàng cũng là luyện đan sư sao? Mọi người cúi đầu giao mà thôi. Tất tất dẫn dẫn. Lưu Nhất Thật thì là ngốc ngơ ngác nhìn lão phụ kia bóng lưng, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, lẩm bẩm nói, nàng làm sao lại đến? Thế nào, Lưu Đại Sư ngài nhận biết nàng? Nghe được lời này, Lưu Nhất Thật sắp khóc đi ra, làm sao có thể không biết? 30 năm trước, lão phụ vẫn là cái nhị phẩm luyện đan sư, thánh thủ đan sau gốm đan nương,
đã dựa vào ngũ phẩm luyện đan sư thân phận, chứ danh toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc, cùng độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng nổi danh, có Nam Đan Bắc Độc danh xưng. Thế nhưng là, nàng không phải đã trở thành Hoa Vũ Lâu thủ tịch luyện đan sư A, làm sao còn hội tới tham gia gia tộc mình tổ chức đan hội. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác đều quá sợ hãi, không nghĩ tới bà lão này lại có lớn như thế địa vị, thậm chí còn cùng độc thủ Dược Vương nổi danh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng lo sợ, chẳng ai ngờ rằng cái này Bách Đan Thịnh Hội thế mà lại tụ tập nhiều như vậy cường thủ. Bất quá, nhìn về phía Lưu Nhất Thật cái kia hưu quạnh bóng người, trong lòng bọn họ cũng liền thăng bằng. Hắc hắc hắc, Lưu Đại Sư, ngài khác khổ sở, đệ nhất đệ nhị không, còn không có thứ ba a. Năm nay Thịnh Hội thứ ba luyện đan sư, không phải Lưu Đại Sư không còn gì khác a. Thật sâu hít một hơi, Lưu Nhất Thật là mạnh thẳng tắp sống lưng, trong mắt chớp động lên hừng hực lửa giận, không sai, lão phu coi như không phải đệ nhất đệ nhị, nhưng trên đời có tam giáp câu chuyện, liền xem như thứ ba, đó cũng là đầu liệt kê tồn tại, cùng đệ nhất đệ nhị song song lấy, không so với bọn hắn kém. Ách, Lưu Đại Sư, ngài còn thật hội bản thân an ủi. Mọi người liếc nhìn nhau, đột nhiên phát hiện, bọn họ vừa mới lời an ủi ngữ tựa hồ cũng là dư thừa. Cái này Lưu Đại Sư thật sự là có được giãn được a. Lăn đi, khác cản lão phu nói. Thế mà, đúng lúc này, lại là một tiếng già nua hét lớn vang lên, một bộ bóng người màu xanh lục, chậm rãi theo tất cả mọi người trước mặt đi qua. Cái kia hai con người màu xanh lục đảo qua chỗ, không có người không toàn thân rét run, đánh lấy run rẩy tránh đi. Độc thủ Dược Vương, Nghiêm Tùng. Tất cả mọi người không khỏi đều hít sâu một hơi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, liền Dược Vương Điện thủ tịch luyện đan sư, độc thủ Dược Vương cũng tới tham gia lần này Bách Đan Thịnh Hội, còn mẹ hắn làm cạnh tranh đan giả tham gia. Xin nhờ, ngài đã là Thiên Vũ đệ nhất, đây không phải khi dễ người a. Lưu Đại Sư, ngài người thứ ba, có vẻ như cũng không giữ được. Có người kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nhất Thật, hơi có chút đồng tình vỗ vỗ bả vai hắn. Khóe miệng bất giác một xẹp. Lưu Nhất Thật nhìn lấy dần dần lên sân khấu ba người, cố nén trong lòng ủy khuất, bỗng nhiên cởi một cái ngoại bào hung hăng nện trên mặt đất, lại không có lúc trước tiên phong đạo cốt khoan thai khí chất, tức miệng mắng to, đều mẹ hắn đã là nhân vật thành danh, còn mẹ hắn chạy đến nơi đây đến cùng lão tử đoạt bát cơm, thật sự là quá mẹ hắn khi dễ người. Nghe được lời này, mọi người tất cả đều sắc mặt cứng đờ, cùng nhau hung hăng co rúm một chút hai gò má, một mặt khinh bỉ nhìn về phía hắn. Trong lòng thầm mắng. Người nhà không phải cũng một dạng a. Cuối cùng, Lưu Nhất Thật đứng lên bài danh thứ tư luyện đan trên đài. Ba hạng đầu theo thứ tự là độc thủ Dược Vương, gốm đan nương cùng độc thủ Dược Vương đồ đệ, Nghiêm Phục. Đối với ba người này, hắn nhưng là tâm phục khẩu phục, không có chút nào bất mãn. Còn xếp tại phía sau hắn người, hắn thì là lười đi nhìn. Đến tận đây, tự nhận có thể tiến vào lần này đan hội 20 vị trí đầu luyện đan sư, đã tất cả đều đứng lên trên. Mà thực lực bọn hắn, cũng là rõ như ban ngày, đều là tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư, tại chỗ không có một người có dị nghị. Tiếp đó, Tiểu Nhã quét tất cả mọi người liếc một chút, cười nói, như vậy còn lại chư vị, xin dựa theo gia tộc thực lực đứng tại tương ứng luyện đan trên đài. Nhất lưu thế gia tại phía trước, nhị lưu thế gia tại vị trí trung tâm. Tam lưu về sau gia tộc, mời ở phía sau đầu tìm một vị trí. Các nàng làm như thế, cũng là để tại chỗ người xem, càng có tính nhắm vào quan sát luyện đan sư kỹ nghệ. Dù sao, nhất lưu gia tộc luyện đan sư, khẳng định mạnh hơn nhị lưu cũng nhất định vượt qua tam lưu. Có tính nhắm vào quan sát, cũng thuận tiện trên lầu các đại thế gia đào chân tường. Nếu không lời nói, người tam lưu thế gia đi đào gia tộc nhị lưu góc tường, náo ra ô long. Vậy liền mất mặt ném lớn. Hoa Vũ Lâu suy nghĩ chu đáo, liền đến đây quan sát các đại gia tộc tâm tư đều cân nhắc đến, dẫn tới mọi người một trận tán thưởng. Những luyện đan sư kia cũng không có cái gì có thể nói, ào ào tìm tới tương ứng vị trí, đứng lên trên. Không ra một trận công phu, mấy ngàn luyện đan trên đài, đã đứng đầy người. Trước mặt bọn họ, là một phương tốt nhất thanh đồng lô đỉnh, bên cạnh thì là xinh đẹp Hoa Vũ Lâu đệ tử làm bạn. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Tiểu Nhã nhìn chung quanh mọi người, mỉm cười, chính thức bắt đầu bình luận cái này Bách Đan Thịnh Hội cạnh tranh đan quy tắc, lần này Bách Đan Thịnh Hội, cùng chia 3 lần tỉ thí.
Mỗi một vòng đều sẽ đào thải tương ứng số lượng luyện đan người, mà mỗi một đến phiên 20 người đứng đầu luyện đan người, thì có thể chiếm cứ trước mặt ta tương ứng thứ tự luyện đan đài. Thẳng đến sau cùng, quyết ra vô địch. Nói cách khác, chỉ có 20 người đứng đầu luyện đan sư, mới có tư cách vào tới Hoa Vũ Lâu Pháp Nhãn. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều hiểu điểm này, không khỏi dần dần ngưng trọng lên. Tuy nhiên bọn họ sớm đã minh bạch lần này cạnh tranh đan thảm liệt, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, thế mà lại thảm liệt đến tận đây. Mấy ngàn người bên trong, chỉ có 20 người có thể tham dự sau cùng vô địch tranh đoạt. Mà mặt trước cái kia 20 người, đều là Thiên Vũ Đế Quốc luyện đan thuật bên trong đại sư cấp nhân vật. Bọn họ đứng ở nơi đó, cũng là bền lòng vững dạ, ai có thể lay động đến bọn hắn địa vị. Đừng nói là tỉ thí ba bánh, cũng là 300 vòng. Bọn họ những người này cũng tuyệt đối thực sự không vào cái kia 20 vị trí đầu phạm vi bên trong. Trong chốc lát, trên mặt tất cả mọi người đều treo đầy ưu sầu. Chỉ có cái kia vị trí thứ 20 cạnh tranh đan giả, mới sẽ lộ ra nụ cười đắc ý. Đem tất cả mọi thứ nhìn ở trong mắt, Tiểu Nhã trong mắt lóe lên một đạo khinh miệt, tiếp tục nói, lần này thịnh hội, hấp dẫn rất nhiều Thiên Vũ Đế Quốc bên trong nổi danh luyện đan sư. Chúng ta Hoa Vũ Lâu cũng vì này chuẩn bị luyện đan sư khát vọng nhất bảo vật, làm vì lần này thịnh hội vô địch phần thưởng. Nói, Tiểu Nhã vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, liền có hai tên đệ tử cung kính nâng một cái che kín vải đỏ ngọc bàn, phóng tới triển lãm trên đài. Tiểu Nhã vung tay lên, đem cái kia vải đỏ để lộ. Chỉ một thoáng, một khối xanh biếc rễ cây dạng đồ vật xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Mà lại tại mọi người nhìn soi mói. Cây kia căn giống như nhảy lên trái tim giống như, lên phía dưới chập trùng lấy. Hoa Vũ Lâu trấn lầu chi bảo, Bồ Đề Tu Căn. Không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Hoa Vũ Lâu lần này thế mà chơi lớn như vậy, liền trấn lầu chi bảo đều lấy ra làm phần thưởng. Chỉ có số ít mấy người rõ ràng bên trong ngọn nguồn, nhưng ở cái kia Bồ Đề Tu Căn vừa mới xuất hiện lúc, vẫn như cũng nhìn không được tròng mắt co lại co rụt lại. Nghiêm lão, thứ này ngươi nhất định muốn nắm bắt tới tay a. Phía tây chỗ khách quý ngồi, Hoàng Phủ Thanh Vân song quyền chăm chú, trong mắt lộ ra trần trụi dục vọng. Trên trận đệ nhất luyện đan trên đài, độc thủ Dược Phương nhìn không được liếm liếm bờ môi, nhìn về phía cái kia Bồ Đề Tu Căn, trong lòng trở nên kích động. Hắn đã nhìn ra, vật kia là thật, chỉ cần hắn thắng, Bồ Đề Tu Căn thì không hề nghi ngờ tới tay. Hừ, lão tặc, có lão thân tại. Ngươi mơ tưởng đạt được. Gốm đan nương liếc xéo hắn liếc một chút, hừ lạnh nói. Nhếch miệng cười một tiếng, độc thủ Dược Phương khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, chỉ bằng ngươi, xứng sao. Lúc này, cái kia Lưu Nhất Thật mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao như thế một cái Hoa Vũ Lâu tổ chức bách đan thịnh hội, hội hấp dẫn đến hai cái này Thiên Vũ Đế Quốc luyện đan giới Thái Sơn bắt đầu tham gia, nguyên lai đều là chạy cái này thiên tài địa bảo đến a. Trong lúc nhất thời, Lưu Nhất Thật chà chà trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng thổn thức không thôi. Đừng nói hắn thắng không hai người này, coi như chân năng thắng, người quán quân này phần thưởng hắn dám muốn sao. Bị hai cái mãnh hổ để mắt tới đồ vật, hắn nếu là muốn, há không muốn chết. Hắn nãi nãi, trận này đan hội, lão phu thì không nên tới tham gia. Lưu Nhất Thật hiện ở trong lòng hối hận ruột đều xanh, tuy nhiên lại không có cách nào. Như là đã đứng lên đài, nếu là không lộ hai tay, chẳng phải mất hết thể diện. May ra hắn vốn là không bằng hai người này, thua trận đấu, cũng không có gì lớn không. Nghĩ tới đây, Lưu Nhất Thật đúng là thở dài ra một hơi, thế mà lần đầu tiên vì mình không thể chiến thắng mà cao hứng. Cái này nếu để cho người khác biết, còn không cả kinh tròng mắt rơi một chỗ. Lưu Đại Sư, ngài vừa mới nói tâm tính đây, ngài vừa mới nói luyện đan tự tin đây. Làm sao còn không có so, ngài ngược lại đã nhận sợ. Trong lòng mọi người suy nghĩ, chỉ có chính mình rõ ràng, người khác không được biết, nhưng là rất nhiều nhân tâm phía dưới đều đã đánh lên chống lui quân. Kịch liệt như thế tranh đoạt, bọn họ là vạn vạn không có hy vọng, càng thêm không có có đảm lượng. Đem tất cả mọi người thần sắc thu vào trong mắt, Tiểu Nhã không để ý đến, chỉ là ngẩng đầu, tiếp tục nói, đầu tiên vòng thứ nhất cạnh tranh đan đề mục là... Nhất phẩm đan luyện chế. Nhất phẩm đan. Lời vừa nói ra, vừa mới rất nhiều muốn lùi bước người, đúng là lại nặng chấn hưng lòng tin.
nhất phẩm đan đơn giản a, ai sẽ không luyện chế? Nếu là liền nhất phẩm đan cũng sẽ không, cái kia còn tới tham gia cái giám bách đan thịnh hội. Thế nhưng là tiếp đó, liền nghe Tiểu Nhã tiếp tục nói, nhất phẩm đan tuy nhiên đơn giản, nhưng là thủ pháp khác biệt, hiệu suất tự nhiên khác biệt. Cho nên cái này vòng thứ nhất trận đấu, so là thủ pháp. Luyện đan người nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, luyện thành nhất phẩm đan, nhanh nhất 100 người đứng đầu lọt vào, còn lại toàn bộ đào thải. Cái gì? Lần này, vừa mới dâng lên một tia hy vọng, trong nháy mắt lại sụp đổ. Mấy ngàn người thi đấu, vòng thứ nhất cũng chỉ có 100 người lọt vào, đào thải mấy ngàn người, đây là như thế nào thảm liệt, cần phải vòng thứ nhất thì chơi như thế tuyệt sao? Ta chỗ này có cái lục lạc, các người bên người Hoa Vũ Lâu đệ tử trong tay cũng có cái lục lạc. Lấy lục lạc thanh âm bắt đầu, lấy lục lạc thanh âm kết thúc. Chỉ muốn các người luyện tốt đan dược, các người bên cạnh nữ đệ tử tự sẽ giao động linh thông báo. Như vậy hiện tại, bắt đầu. Đinh! Không hề có điểm báo trước, Tiểu Nhã nhẹ nhàng giao động động một cái trong tay lục lạc. Chỉ một thoáng, mọi người cùng nhau quýnh lên, ào ào bắt đầu luống cuống tay chân phát lên nguyên lực chi hỏa, sau đó tại trong giới chỉ lật qua lật lại dược tài. Thấy tình cảnh này, đứng ở 20 vị trí đầu luyện đan sư, không khỏi đều sùi cười ra tiếng, lại là không vội chút nào. Cái này vòng thứ nhất cùng nói là so tốc độ, còn không bằng nói là so tâm tính. Gặp phải như thế việc nhỏ đều gấp gáp như vậy, coi như ngươi là tam phẩm luyện đan sư, như thế lòng như lửa đốt phía dưới, cũng chưa chắc có thể luyện thành nhất phẩm đan. Thật là một đám ngu ngốc. Độc thủ Dược Vương cười lạnh một tiếng, trong tay một túm, xuất hiện một đống đỏ thẫm nguyên lực chi hỏa, hơi vung tay đem 6 loại dược liệu ném vào. Dược tài lẫn nhau ở giữa, phân biệt rõ ràng, cấp tốc luyện hóa. Cao siêu như vậy nắm giữ lực, 20 người đứng đầu luyện đan sư đều là có thể làm được, chỉ là tại phương diện tốc độ lại là xa xa lạc hậu hơn cái kia độc thủ Dược Vương. Lưu Nhất Thật gặp, không khỏi một mặt cảm thán, thật không hổ là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư a. Cho dù theo nhất phẩm đan luyện chế lên, cũng có thể nhìn ra công lực phi phàm. Gốm đan nương tốc độ thứ hai, không khỏi thở dài, tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chính mình thật là tài nghệ không bằng người. Độc thủ Dược Vương khinh miệt nhìn gốm đan nương liếc một chút, suy cười ra tiếng, lão phu vừa mới ra 5 phần lực, xem như để ngươi. Nếu là ngươi liền lão phu 5 phần lực đều thắng không, vẫn là sớm làm nhận thua đi, đừng có lại tốn công vô ích. Hừ, gốm đan nương rên lên một tiếng, không trả lời lại. Bởi vì nàng biết, độc thủ Dược Vương cái này rõ ràng nhất muốn nhiễu loạn nàng tâm tính, nàng lại có thể lên hắn làm. Lầu trên sàn chính, Sở Khuynh Thành 3 người chăm chú nhìn phía dưới 2 người, nhìn lấy 2 người khác rất xa luyện đan tốc độ, đầy mặt lo lắng. Bỗng nhiên, từng tiếng gấp rút tiếng bước chân truyền đến, một đạo già nua hét lớn thình lình tại 3 người bên tai vang lên, Sở Sở nha đầu, bên cạnh ngươi tiểu tử kia đây, hắn ở đâu? Sở Khuynh Thành 3 người quay đầu, lại gặp người tới chính là Long Cửu, Tạ Thiên Dương cùng Kiếm Tùy Phong chờ cả đám người, mà lại trên mặt tất cả đều treo vẻ lo lắng. Đất này nguy hiểm, ta để hắn đi trước. Sở Khuynh Thành không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem bọn họ, những người này cùng Tống Ngọc có quan hệ gì, làm sao quan tâm như vậy hắn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, nghe được lời này, mọi người lại là cùng nhau kinh hãi. Cái gì, hắn đi, người nào đi đối phó độc thủ Dược Vương? Tạ Thiên Dương khẽ giật mình, vội la lên. Lần này, Sở Khuynh Thành các nàng thì càng là rất là kỳ lạ. Độc thủ Dược Vương như thế nhân vật, há lại Tống Ngọc hắn cái tam lưu gia tộc công tử có thể đối phó được. Hừ, cái gì đối phó độc thủ Dược Vương, tiểu tử kia chạy thời điểm, khỏi phải sách nhiều thẳng thắn. Mẫu đơn lâu chủ tựa hồ còn nhớ hận Trác Phàm lúc đó vô tình, không khỏi lạnh lùng nói. Chỉ một thoáng, mọi người sắc mặt không khỏi đều âm trầm xuống. Trác Phàm chạy, bọn họ ở lại chỗ này làm gì, mang tiếng oan sao? Lúc trước để kết minh là hắn, vì thế bọn họ còn rất nhất trí đắc tội đế vương môn, hiện tại tiểu tử này thế mà cứ như vậy không một tiếng động chạy. Mẹ hắn, chẳng lẽ lão tử lại bị hắn bán? Tạ Thiên Dương chau mày, hận hận khẽ cắn môi. Đột nhiên, lại là một trận giọng nghẹn ngào truyền lên, ngay sau đó Tiếu Đan Đan mang theo Đồng Thiên Bá huynh muội vội vã chạy lên lầu. Nhìn thấy bọn họ, Sở Khuynh Thành giật mình,
hỏi các ngươi tại sao lại trở về. Khuynh Thành tỷ, sư phụ, không tốt, phu quân hắn bỏ xuống chúng ta lại gấp trở về. Ta là muốn hỏi các ngươi, nhìn thấy hắn không có. Cái gì, Tống Ngọc hắn lại trở về. Sở Khuynh Thành ba người lông mày nhíu lại, liếc nhìn nhau. Thế nhưng là, nàng chưa kịp nhóm hỏi lại chút tình huống, Tạ Thiên Dương đã là kích động đại nhảy dựng lên, tẩu tử, ngươi nói là tiểu tử kia không đi, lại trở về. Ha ha ha, hắn quả nhiên không có gạt ta, ở đâu, hắn ở đâu. Tiếu Đan Đan đối cái này âm thanh tẩu tử còn không có kịp phản ứng, Tạ Thiên Dương đã quay đầu nhìn về phía dưới trận mấy ngàn người chúng, tỉ mỉ tìm kiếm lấy Trác Phàm bóng người. Hỏng bét, độc thủ dược phương gần thành đan. Lúc này, Thanh Hoa lâu chủ khẽ cau mày, cắn răng nói. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau nhìn qua. Quả nhiên, độc thủ dược phương tay bên trong đan dược đã thành hình, tiếp qua vài giây đồng hồ công phu, liền muốn triệt để thành đan. Mà gốm đan nương tay bên trong đan dược, còn cần chừng một phút. Nhìn đến cái này, tất cả mọi người trong lòng đều đã rõ ràng, vòng thứ nhất tỉ thí, thắng bại đã phân, tâm bất giác đều chìm xuống. Nghĩ không ra tại nhất phẩm đan luyện chế lên, gốm đan nương cũng không sánh nổi độc thủ dược vương, cái kia thì càng đừng nói về sau phẩm cấp cao đan. Sở Khuynh Thành hơi hơi nhắm mắt lại, tâm đều nhanh muốn chìm đến đáy cốc. Hy vọng cuối cùng, cũng càng ngày càng xa vời. Nghiêm Phục nhìn lấy độc thủ dược vương tay bên trong đan dược, không khỏi sớm cung chúc nói, sư phụ, ngài quả nhiên là thiên vũ đệ nhất. Đó là đương nhiên, độc thủ dược vương cười lớn một tiếng. Khinh miệt liếc gốm đan nương liếc một chút. Thế mà, vào thời khắc này, đinh một tiếng vang giòn. Tại xa xôi tam lưu gia tộc khu vực, đúng là truyền đến luyện đan hoàn thành lục lạc âm thanh. Trong mắt ngăn không được bỗng nhiên co lại, chẳng ai ngờ rằng, nơi này lại có thể có người luyện đan tốc độ vượt qua thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, độc thủ dược vương Nghiêm Tùng. Là ai? Bạch! Trong đầu mọi người, đều cùng nhau chuyển hướng phía sau. Nhìn lấy thanh âm kia truyền đến chỗ. Thế nhưng là thu vào bọn họ tầm mắt, lại là một bộ hắc bào bào ảnh, trên đó viết bốn chữ lớn, Nhất Đan Khuynh Thiên. Sở Khuynh Thiên. Nghiêm Phục mí mắt nhìn không được run run, kìm lòng không kêu ra tiếng. Khuynh Thiên, Sở Khuynh Thành song đồng có chút mê mang, như nói mê giật mình lo lắng nói. Nhếch nhếch miệng, Long Cửu cùng Kiếm Tùy Phong bọn họ lẫn nhau nhìn xem. Đều là phát ra nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cười to, trong lòng rốt cục rơi phía dưới một tảng đá lớn, ha ha ha. Sở Sở nha đầu, người nhìn lầm, đây không phải là Khuynh Thiên, là tiểu tử kia trở về. Đúng lúc này, từ nơi đó truyền ra một đạo thanh thúy tiếng nói, vang vọng tại tất cả mọi người trong tai, Dạ Vũ Thành, Tống gia, Tống Ngọc công tử, nhất phẩm đan luyện chế thành công. Cái gì, Tống gia? Tống gia là cái gì? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Trong chốc lát, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại chỗ tất cả mọi người sửng sốt. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, một cái cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói gia tộc, một cái cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói luyện đan sư. Vậy mà tại lần này Bách Đan Thịnh Hội vòng thứ nhất trong tỉ thí, lực áp thiên vũ đệ nhất luyện đan sư độc thủ dược vương Nghiêm Tùng, rút đến thứ nhất. Cái này Tống Ngọc, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, Trác Phàm nghênh ngang theo tam lưu gia tộc khu vực, một đường đi hướng phía trước nhất cái kia 20 người đứng đầu vị trí, hưởng thụ lấy mọi người tán thưởng ánh mắt. Cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, giống như tiểu nhân đắc chí đồng dạng, khiến người ta có loại hận không thể đánh cho hắn một trận xúc động. Nếu không phải nơi này là Hoa Vũ lâu địa bàn, đoán chừng cái này mấy ngàn tên luyện đan sư cũng sớm đã xông đi lên động thủ. Để ngươi nha lại trang bức. Nhìn, là phu quân. Tiếu Đan Đan một tiếng kêu sợ hãi, Đồng Thiên Bá huynh muội vội vàng trông mong nhìn qua. Sở Khuynh Thành gặp, mì đầu thật sâu nhăn lại, oán giận nói, tiểu tử này, không phải để hắn nhanh chóng rời đi à, tại sao lại hết lần này tới lần khác chạy về đến. Thế nhưng là nàng lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Dù sao như thế vừa đến. Trác Phàm liền không phải cái kia người vô tình vô nghĩa. Chí ít tại cái này nguy nan trước mắt, hắn vẫn là nguyện ý trở về bồi chính mình cùng chung sinh tử. Mẫu đơn cùng Thanh Hoa lâu chủ gặp, trong lòng đối Trác Phàm nộ khí cũng tiêu tan hơn phân nửa. Nam nhân này, còn có chút lương tâm.
phía tây chỗ khách quý ngồi, Hoàng Phủ Thanh Vân âm lãnh hai mắt chăm chú nhìn Trác Phàm bóng người, bàn tay không tự giác nắm thành một cái quyền đầu, trong mắt đã tràn ngập sát ý. Hắc hắc hắc, nhị công tử muốn tiểu tử kia tánh mạng, đơn giản bao nhiêu. Chờ cái kia bồ đề tu căn tới tay, không cần nhị công tử xuất thủ, lão phu giúp nhị công tử đi giải quyết chính là. Đã nhìn ra tâm ý của hắn, U Minh Cốc ngũ trưởng lão cười gian một tiếng, vội vàng tỏ thái độ, miễn cho lại bị độc thủ dược vương lão giả kia đoạt công. Hoàng Phủ Thanh Vân không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu. Trên thực tế hắn hận Trác Phàm, chủ yếu là đối với hắn có đoạt vợ mối hận, mà lại tại trên yến hội đối với hắn bất kính, khắp nơi cùng hắn làm đúng. Nhưng là thật làm cho hắn thân thủ đánh chết Trác Phàm, lại làm mất thân phận. Mấu chốt nhất, là dễ dàng đưa tới Sở Khuynh Thành oán phẫn. Hắn tuy nhiên phản bội Sở Khuynh Thành, nhưng y nguyên hy vọng ngày sau có quay về tại tốt một ngày. Bây giờ có người thay hắn động thủ, hắn thật sự là cầu còn không được. Hoàn toàn không có chú ý tới, hiện tại đã có hai cặp tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Trác Phàm vẫn như cũ lúc lắc thân thể, lôi kéo cùng 258 vạn giống như, tựa hồ sợ kéo đến cửu hận không đủ nhiều, đi vào đệ nhất luyện đan đài vị trí, liếc mắt nhìn về phía độc thủ Dược Vương. Bị cặp kia khinh miệt ánh mắt chăm chú nhìn, cho dù là độc thủ Dược Vương như thế trầm ổn tâm tính, cũng không nhịn được phát lên tia vẻ tức giận, sau đó vội vàng tăng lớn hỏa lực, cầm trong tay đan dược luyện chế hoàn thành. Nghe đến bên người đinh một tiếng vang nhỏ về sau, mới buông lỏng một hơi, trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm nói, "Số tiểu tử, ngươi nhìn chằm chằm lão phu làm gì, muốn tìm cái chết sao?" Gào to, còn uy hiếp lão tử. Trác Phàm lông mày nhíu lại, hung hăng đá đá hắn luyện đan đài, mắng to, "Người mẹ hắn coi là lão tử muốn làm gì, cho lão tử giả bộ hồ đồ đúng hay không?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tiểu tử này đến tột cùng là nơi nào xuất hiện, lại dám lấy như thế khẩu khí nhục mạ Dược Vương điện độc thủ Dược Vương. Cho dù là đứng cái kia 20 người đứng đầu luyện đan trên đài luyện đan sư, cũng là không khỏi một cái lảo đảo, kém chút cầm trong tay đan dược đổ nhào, chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Mẹ ta nha, vị này tiểu gia đến tột cùng là lai lịch thế nào, khẩu khí như thế cuồng. Bị Trác Phàm làm lấy nhiều người như vậy mặt nhục mạ, độc thủ Dược Vương sớm đã khí đến trên mặt xanh một miếng tử một khối. Nếu không phải lo lắng đây là Sở Khuynh Thành kế khích tướng, hắn sớm đã nhất trưởng đem tiểu tử này đánh chết. Thật sâu hút khẩu khí, độc thủ Dược Vương nỗ lực áp chế xuống trong lòng phẫn nộ, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, tiếp lấy mặt âm trầm nói, tiểu tử, ngươi lần này đến trước mặt lão phu gây chuyện, nếu là không nói ra cái lý do đến, vậy cũng đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Lý do, mẹ hắn, ngươi còn có ý. Đụng, lại là một tiếng vang thật lớn. Trác Phàm hung hăng đá một chân tòa kia đan đài, cả giận nói, lão bất tử, nhanh thoái vị, lão tử muốn đứng ở trên đây. Không khỏi sững sờ, độc thủ Dược Vương tựa hồ còn không có kịp phản ứng, nhưng là cái kia tiểu nhã cũng đã nghĩ đến cái gì, có phần có chút áy náy nhìn về phía Nghiêm Tùng nói, ha ha ha. Nghiêm trưởng lão, xin lỗi, này vòng cạnh tranh đan, là vị này Tống Ngọc công tử thắng được. Cho nên ngài bài danh, muốn hướng sau một chút. Nghe đến không có, chuyển vị đi. Trác Phàm lại đá một chút luyện đan đài, mắng to. Từng ngụm thở mấy hơi thở, độc thủ Dược Vương nỗ lực ổn định phía dưới khuấy động tâm tình, hừ lạnh nói, tiểu nhân đắc chí, chỉ là nhất thời trùng hợp mà thôi, lão phu vòng tiếp theo liền có thể trở lại. Chậm rãi đi dưới đệ nhất tên cái bàn, độc thủ Dược Vương nghiêng liếc nhìn hắn một cái, hùng hùng hổ hổ nói, chuyển vị thì chuyển vị, đá cái gì đá, hiện tại người trẻ tuổi. Hừ. Lão tử đá chính mình cái bàn, liên quan gì đến ngươi? Hiện tại lão bất tử, hừ. Trác Phàm cười lạnh một tiếng, đứng bên trên đại biểu đệ nhất đài cao. Độc thủ Dược Vương nghe được lời này, không khỏi một cái lảo đảo, bờ môi nhúc nhích một chút, lại là không phản bác được, chỉ có tâm lý hận đến nghiến răng. Tiểu tử này nhanh mồm nhanh miệng, cùng hắn làm miệng lưỡi chi biệt, thật sự là tự làm mất mặt, còn suýt nữa lên hắn làm. Vẫn là dừng tay như vậy, trở về sau lại cùng tiểu tử này tính sổ sách. Thực vừa mới hai người tuy nhiên nhìn như là thứ nhất tên cái bàn tại cãi lộn, nhưng thực là tâm tính chi tranh. Mượn cãi lộn, nhiễu loạn đối phương tâm tính. Như vậy đối phương liền xem như có tinh diệu nữa luyện đan chi thuật, tâm tính bất ổn,
về sau linh đan cũng rất khó luyện thành. Vừa mới độc thủ Dược Vương đã bị Trác Phàm cái kia cuồng ngạo thái độ tức giận đến quá sức, suýt nữa liền muốn loạn điệu bình ổn tâm tính. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là luyện đan nhiều năm cao thủ, rất nhanh liền phát hiện điểm này, sau đó nỗ lực áp chế xuống lửa giận trong lòng. Cạnh tranh đan vẫn như cũ tiến hành, ngay sau đó, gốm đan nương cùng Nghiêm Phục cũng theo thứ tự hoàn thành đan dược, Lưu Nhất Thật cùng còn lại 20 người đứng đầu luyện đan sư, về sau cũng toàn đều hoàn thành. Theo thời gian chuyển rời, hoàn thành người cũng càng ngày càng nhiều, Lục Lạc nhẹ vang lên thanh âm không ngừng. Mà Lục Lạc càng là vang, luyện đan lòng người bên trong liền càng phát ra lo lắng. Cho dù là nhất phẩm đan, luyện xấu tỷ lệ cũng tăng lên rất nhiều. Cho nên rất nhiều người tại sau khi thất bại, lại ảo não luyện chế lại một lần, thế nhưng là thời gian đã qua quá lâu. Đinh! Sốt cục, thứ 100 âm thanh chuông reo phát ra, Tiểu Nhã tuyên bố vòng thứ nhất cạnh tranh đan kết thúc, không có luyện thành công luyện đan người, toàn bộ đào thải. Nghe đến quyết định này, những cái kia còn đang liều mạng luyện chế luyện đan sư, bất giác khẽ giật mình, tiếp lấy Tịch Mịch dập tắt hỏa diễm, phí thời gian lấy thân thể đi ra sân bãi, lên trên lầu làm khán giả. Thực bên trong không thiếu có thực lực mạnh mẽ tam phẩm luyện đan sư, nhưng là đáng tiếc, tâm tính không đủ, tại khẩn trương như vậy hoàn cảnh dưới, bọn họ cho nên ngay cả nhất phẩm đan đều luyện không tốt. Đến tận đây, 100 người đứng đầu cạnh tranh đan giả tiến vào vòng thứ hai. Chỉ bất quá không giống nhau là, đứng tại vị thứ nhất, không còn là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, độc thủ Dược Vương. Mà chính là một cái tam lưu gia tộc xuất thân thiếu niên, Trác Phàm. Bởi vậy, cái kia 20 người đứng đầu bên trong, có một vị luyện đan sư liền rất khổ cực bị đá ra. Mẹ hắn, ai nói cái này 20 người đứng đầu bền lòng vững dạ. Đây vẫn chỉ là vòng thứ nhất, liền bị một con ngựa ô cho đá ra một cái. Liền cam đoan có thể lớn lên xếp thứ nhất độc thủ Dược Vương, đều chuyển đến thứ hai, còn lại người chờ tất cả đều theo thứ tự chuyển đi xuống. Cái này vòng thứ hai, còn không chừng có bao nhiêu luyện đan cao thủ bị đá ra đâu. Đến tột cùng còn có hay không giống như Trác Phàm hắc mã xuất hiện, tại chỗ tất cả mọi người không khỏi đều cảnh giác cao độ, rửa mắt mà đợi. Phân tích. Lúc này, độc thủ Dược Vương đột nhiên nhìn về phía triển lãm trên đài Tiểu Nhã, thản nhiên nói, lão phu muốn xem một chút tiểu tử kia luyện chế đan dược, đến cùng phải hay không nhất phẩm đan. Bởi vì lão phu rất khó tưởng tượng, có ai luyện đan tốc độ, có thể vượt qua lão phu. Đúng a? Tiểu tử kia không biết gian lận đi. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều quần tình xúc động. Độc thủ Dược Vương thế nhưng là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, lại có thể có người có thể đánh bại hắn, quả thực thật không thể tin, càng vẫn là như thế một tên tiểu tử thúi, rứt sữa đều không mấy ngày, thì có bản sự này. Đặc biệt là những cái kia kém một chút thì có thể đi vào vòng thứ hai, càng là đại kêu ra tiếng, thì muốn nghiệm minh hắn đan dược, còn mọi người một cái công đạo. Tiểu Nhã không có cách nào, đành phải nhìn về phía một mặt thờ ơ Trác Phàm nói, Tống công tử, không biết ngài có thể hay không lại luyện một lần, để bọn hắn nhìn xem ngươi luyện đan tốc độ. Khẽ liếc nàng liếc một chút, Trác Phàm không để ý nói, không cần. Nghe được lời này, mọi người lần nữa kêu lên sợ hãi. Nhìn, hắn tâm hỏng, một cái nhất phẩm đan mà thôi, hắn cũng không dám làm lấy chúng ta mặt, lại luyện một lần. Ta đã sớm biết hắn có vấn đề, hắn làm sao có thể thắng được nhiều như vậy luyện đan đại sư đâu. Hắc hắc hắc, tiểu tử này lần này xong đời, dám ở chỗ này gian lận, Hoa Vũ lâu sẽ không bỏ qua hắn. Mọi người quần tình lên án, độc thủ Dược Vương cùng hắn đổ đệ Nghiêm Phục, thì là cười lạnh thành tiếng. Gốm đan nương nhìn Trác Phàm liếc một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên nàng biết tiểu tử này có lòng giúp Hoa Vũ lâu. Nhưng là luyện đan gian lận loại sự tình này, bị tại chỗ bắt lấy, liền Hoa Vũ lâu đều bảo vệ không hắn a. Tiểu tử, tâm muốn chính, không muốn lão muốn tà, lệch ra. Không phải vậy, chịu đau khổ liền là chính ngươi. Gốm đan nương ân cần dạy bảo, sau đó nhìn về phía Tiểu Nhã đạo, vậy liền hủy bỏ đầu hắn tên tư cách a, để về sau thay thế. Tiểu Nhã gật đầu, mọi người cũng vui vẻ đồng ý, nhưng là độc thủ Dược Vương lại là lông mày nhíu lại. Cười lạnh nói, bách đan thịnh hội lên xuất hiện gian lận hành động, thế mà chỉ là hủy bỏ tư cách thì xong việc, Hoa Vũ lâu quy củ lúc nào buông lỏng như vậy. Nghe được lời này, giữa sân lần nữa ồn ào lên.
Tiểu Nhã không có cách, nhìn về phía lầu trên sàn chính Sở Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này thật không khiến người ta bớt lo, lần này lại bị độc thủ Dược Vương bắt được tay cầm, thật sự là muốn không làm hắn cũng khó khăn. Long Cửu bọn họ thì là không khỏi sững sờ, lấy tiểu tử này khôn khéo, làm sao lại phạm loại này sai lầm. Đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên tại chỗ tất cả mọi người, Trác Phàm không khỏi ngáp, cười khẽ một tiếng, người nào nói cho các ngươi ta gian lận, lão tử chỉ nói là không cần lại luyện mà thôi. Ngươi không luyện, thì đại biểu ngươi tâm hỏng, Nghiêm Phục cười lạnh, thừa cơ bỏ đá xuống giếng nói. Nhạt cười một tiếng, Trác Phàm khinh thường liếc tất cả mọi người liếc một chút, cười nhạo nói, một đám ngu ngốc, vừa mới luyện đan tình huống các ngươi cũng không phải không biết, lão tử bên người đứng một mỹ nữ giám thị lấy, làm sao gian lận. Ta nói là, chỉ cần nghe đến lão tử luyện thành đan dược, các ngươi liền biết vì sao lão tử có thể tại như thế trong thời gian ngắn luyện tốt. Nói, Trác Phàm hướng về lúc trước chỗ đứng khối kia trên bàn vẫy tay, mỹ nữ, báo một chút ta vừa mới chỗ luyện đan dược tên, để bọn hắn tốt tốt mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thực lực. Bạch, chỉ một thoáng, mọi người cùng nhau nhìn về phía chỗ đó. Đứng tại tòa kia đan trên đài, là 15-16 tuổi tiểu cô nương, đại khái chưa từng gặp qua cái gì các mặt của xã hội. Nhìn thấy nhiều người như vậy toàn đều nhìn về nàng, không khỏi gương mặt lóe qua một đạo đỏ ửng, đúng là khẩn trương lên. Tiểu Liên, ngươi không cần khẩn trương, lớn tiếng nói ra là được. Tiểu Nhã cười nhạt một tiếng, khích lệ nói. Tiểu Liên hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh trở lại, thế nhưng là vừa nhìn thấy trong tay lúc trước Trác Phàm giao cho mình đan dược lúc, lại là gương mặt một đỏ, chần chờ. Bất quá lần này, cũng không phải bởi vì khẩn trương, mà chính là thực sự khó có thể mở miệng. Nàng cũng không biết nàng lúc đó là trúng cái gì tà, vậy mà lại phán định viên đan dược kia làm nhất phẩm đan. Bây giờ để cho nàng ở trước công chúng tuyên bố ra, suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt. Nhưng là việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ đành kiên trì lớn tiếng nói, Tống công tử chỗ luyện đan dược, vì khai vị hoàn. Nói, Tiểu Liên đem cái kia đan hoàn dơ lên cao cao, một cỗ đan hương chậm rãi phiêu tán mà ra. Chỉ là lúc này, mọi người lại là tất cả đều sửng sốt, tiếp lấy chính là ầm vang cười to lên. Ha ha ha! Cái này cũng có thể gọi đan dược, tiểu tử này quả nhiên là lừa dối vượt qua kiểm tra. Cái đồ chơi này, liền nhất phẩm đan hạ phẩm đều không phải là, cũng là cho tiểu hài tử tiêu hóa thực quản, khai vị dùng, cái này mẹ hắn cũng có thể tính toán đan dược. Thứ này, lão tử một phút đồng hồ có thể làm ra mấy mai tới. Nếu là hắn cái này cũng có thể thắng được, lão tử không phục. Chỉ một thoáng, mọi người lần nữa vỡ tổ giống như ồn ào lên. Tiểu Liên thì là dọa đến cúi thấp đầu, đây là nàng làm ra phân xét, nếu là truy cứu trách nhiệm, nàng cũng thoát không can hệ. Hung hăng chừng nơi xa Trác Phàm liếc một chút, nàng thật sự là hận chết tiểu tử này. Cái này khai vị hoàn, rõ ràng cũng là một cái đi chân trần thầy lang đều sẽ phối trí, cơ bản nhất đan hoàn, nàng lúc đó làm sao lại đã cho đâu. Điểm này nàng không hiểu, nhưng là lầu trên sàn chính Thanh Hoa lâu chủ lại là lòng dạ biết rõ. Mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại đến, tiểu tử này khẳng định lại dùng ma âm nhiếp hồn, lúc trước liền đan đan nha đầu này đều trúng chiêu, huống chi là Tiểu Liên cái này mới tụ khí tam trọng cô gái nhỏ đây. Hừ, tiểu tử này liền sẽ chút bàng môn tà đạo. Mẫu đơn lâu chủ nghe được lời này, lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Tiếu đan đan nói, nhà đầu chết tiệt kia, người bị hắn mê đến ba hồn bảy vía cũng không thấy, có phải hay không còn bên trong lấy hắn tà thuật a? Sư phụ, lần trước sư bá nàng đều đã cho ta mở ra. Gương mặt một đỏ, Tiếu đan đan ngượng ngùng nhìn mẫu đơn lâu chủ liếc một chút, sau đó vừa nhìn về phía dưới trận Trác Phàm, trong mắt chớp động lên điềm đạm đáng yêu ánh sáng. Thực, nếu là hắn có thể lại đối với ta dùng một lần, ta còn cầu còn không được đâu. Bỗng nhiên khẽ vỗ cái trán, mẫu đơn lâu chủ trong lòng ai thán, thật không biết tiểu tử này trên người có cái gì mị lực, lại để cho nàng cái này ngày bình thường ngang ngược đồ đệ. Như thế khăng khăng một mực. Bất quá Sở Khuynh Thành lại cũng không thèm để ý điểm này, mà chính là thở dài nói, mà âm nhiếp hồn cũng không trọng yếu, chỉ là kể từ đó, Tống Ngọc vòng thứ nhất vô địch, rõ ràng muốn mất đi hiệu lực. Độc thủ Dược Vương khí diễm, lại cái kia lớn lối. Khác biệt duy nhất, cũng là theo hắn gian lận,
biến thành Tiểu Liên sai lầm mà thôi. Quả nhiên, như Sở Khuynh Thành suy nghĩ, Tiểu Nhã gặp quần tình xúc động, không khỏi phất phất tay, làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại, thản nhiên nói, xin lỗi, đây là chúng ta Hoa Vũ Lâu đệ tử sai lầm, cho nên vòng thứ nhất cạnh tranh đan giải đấu lớn thứ tự, muốn. Chậm đã. Bỗng nhiên, Trác Phàm khoát khoát tay, liếc mắt nhìn về phía Tiểu Nhã nói, phân xét, chẳng lẽ ta khai vị hoàn không phải nhất phẩm đan sao? Ha ha ha, cái kia khai vị hoàn cũng có thể tính toán đan dược. Tiểu Nhã còn chưa mở miệng, Nghiêm Phục sớm đã mỉa mai cười ra tiếng, ngay sau đó bốn phía lại là một tiếng ồn ào cười to. Mấy ngàn song xem thường ánh mắt, cùng nhau hướng Trác Phàm nhìn bên này tới. Liền có phải hay không nhất phẩm đan đều không biết rõ ràng, cũng dám chạy chỗ này đến cạnh tranh đan, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm không có để ý những cái kia chế giễu, chỉ là khoan thai nhìn về phía Nghiêm Phục, thản nhiên nói, như vậy thì mời Dược Vương điện đệ nhất luyện đan sư, độc thủ Dược Vương đắc ý môn đồ, Nghiêm Phục công tử nói cho ta biết. Cái này khai vị hoàn, đến tột cùng là cái quái gì? Đó là đương nhiên là. Đột nhiên ở giữa, Nghiêm Phục khẽ giật mình, trong lòng tựa hồ ý thức được cái gì, lời đến khóe miệng lại là nói không nên lời. Tà dị cười một tiếng, Trác Phàm nhìn chung quanh tất cả mọi người một tuần, sau cùng vừa nhìn về phía Nghiêm Phục cười lạnh thành tiếng, thế nào, không nói ra nó là cái quái gì sao? Ha ha ha, vậy ta liền đến nói cho ngươi, linh đan 12 phẩm, thấp nhất nhất phẩm đan. Chỉ cần lão tử đem dược tài ném vào nguyên lực chi hỏa bên trong luyện chế. Viên đan dược kia không có luyện thất bại, nó là thuộc nhất phẩm đan hành liệt kê. Bỗng nhiên, ồn ào giữa sân, trong nháy mắt biến mất thanh âm, tất cả mọi người bị Trác Phàm một câu nói kia cho ngơ ngẩn. Tức chính là lúc trước còn đang cười nhạo người khác, chế giễu khuôn mặt y nguyên cứng ở trên mặt, nhưng là trong mắt lại là tràn ngập kinh dị. Điểm này, bọn họ làm sao không nghĩ tới đâu. Bởi vì khai vị hoàn những đan dược này, luyện chế thực sự quá đơn giản. Cho dù không phải luyện đan sư, người bình thường đều có thể tùy tiện luyện chế một chút, thì sẽ thành công. Cho nên tại luyện đan sư trong mắt, đó căn bản không thể tính toán làm đan dược. Thế nhưng là phải biết, linh đan định nghĩa bên trong, nhất phẩm đan cũng là cấp thấp nhất. Chỉ cần dược liệu luyện một chút, không có luyện xấu, cái kia coi như đan dược. Mà cái này đan dược, tối cao 12 phẩm, thấp nhất cũng là nhất phẩm, không tiếp tục thấp khả năng. Nếu như vậy nói chuyện, cái này khai vị hoàn còn thật mẹ hắn tính toán nhất phẩm đan hành liệt kê, chỉ là tại Bách Đan Thịnh Hội bên trong, dùng như vậy hạ cấp đan dược lấy được vòng thứ nhất vô địch, cũng quá châm chọc đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Tiểu Nhã, nghe nàng như thế nào phân tích. Giờ này khắc này, cảm thụ đông đảo ánh mắt thụ vào, Tiểu Nhã như ngồi bàn trông. Phàm là tới tham gia Bách Đan Thịnh Hội. Cái kia không phải tận lực biểu hiện ra chính mình luyện đan thực lực, cho dù là nhất phẩm đan, cũng muốn luyện đến so người khác càng tốt hơn. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này đan hội bên trong vậy mà lại trà trộn vào như thế một cái kỳ hoa, cầm lấy như thế một cái hạ cấp đến không thể lại thấp cấp đan dược, thì ứng phó việc phải làm. Mấu chốt nhất là, còn mẹ hắn để hắn thắng. Cái này nếu là thật đem hạng nhất vị trí cho hắn, cái kia khác luyện đan sư cái kia cảm thấy nhiều khuất ha. Tại là Tiểu Nhã trầm ngâm một trận, chỉ có thể điều hòa nói, Tống công tử, ngài luyện chế viên đan dược kia, thì tính vượt qua kiểm tra, chỉ là tên thứ nhất này. Ta, Tiểu Nhã còn chưa nói xong, Trác Phàm đã là bá đạo ngắt lời nói. Nhìn lấy cái kia vênh váo tự đắc bộ dáng, độc thủ Dược Vương trong lòng bất giác tức giận, mắng to, số tiểu tử, khác cho thể diện mà không cần. Người đã chui đề mục chỗ trống, cũng không cần lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái kia khai vị hoàn, liền xem như nhất phẩm đan, cũng là nhất phẩm bên trong hạ đẳng phẩm, liền hạ trợ phẩm cũng không tính là. Hạ đẳng phẩm không phải nhất phẩm đan A, vừa mới phân tích nói rất rõ ràng, luyện chế nhất phẩm đan, so tốc độ. Các ngươi từng cái ngu ngốc, chính mình nghe không hiểu quy tắc, nhất định phải luyện chế thượng đẳng phẩm, thua có thể trách ai. Hiện tại để lão tử nhường ra hạng nhất, không có cửa đâu. Trác Phàm thái độ rất mạnh. Còn lại luyện đan sư tâm bên trong từng cái ẩn có nộ khí, lại là không phản bác được. Có càng là đấm ngực dậm chân, hối hận hận chồng chất. Mẹ hắn, làm sao lão tử không có phát hiện cái này quy tắc bên trong lỗ thủng, để tiểu tử này cho chui.
Bằng không, luyện cái khai vị hoàn, ta nhanh hơn hắn a. Mấy ngàn người hối hận ở trong lòng chảy xuôi, thế nhưng là không có cách nào. Lỗ thủng là ở chỗ này, chính ngươi không có phát hiện, không có chui qua, như vậy oán niệm đến người nào. Thế nhưng là, bọn họ nộ khí hết lần này tới lần khác tất cả đều vung vãi hướng Trác Phàm trên thân, từng cái như là đối đãi cửu nhân giết cha giống như nhìn chằm chằm Trác Phàm. Nếu là Trác Phàm thật dùng bản lĩnh thật sự thắng bọn họ cũng coi như, nhưng là hết lần này tới lần khác Trác Phàm cũng là kiếm cái đại tiện nghi, mới chạy đến trước mặt bọn họ, cái này để bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tâm phục khẩu phục. Cảm thụ lấy bốn phía trần trụi sát ý, Trác Phàm lại hoàn toàn không quan tâm sờ mũi một cái, khẽ cười nói, ai ra, tục ngữ nói, không bị người đố kỵ là tầm thường, xem ra lão tử thực sự quá ưu tú. Nghe được lời này, trong lòng mọi người càng giận, phổi đều sắp tức giận nổ. Tiểu Nhã bật cười nhìn về phía Trác Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu, Tống công tử, vô sỉ người ta gặp nhiều, nhưng giống ngươi vô sỉ như vậy, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hắc hắc hắc, cái gì vô sỉ không vô sỉ, lão tử cái này gọi tâm tính trầm ổn. Trác Phàm bình chân như vại bĩu môi, các ngươi vừa mới không phải thi tâm tính a, lão tử tuyệt đối là trong này, tâm tính lớn nhất trầm ổn một cái. Hạng nhất, hoàn toàn xứng đáng. Nhìn thấy hắn như thế tự biên tự diễn, Tiểu Nhã cũng là say, không còn đi ý biết cái này công tử phóng đãng. Còn lại luyện đan sư, cũng toàn đều khinh thường nhìn về phía hắn. Tiểu tử này không có bản lãnh gì, cũng là dựa vào bàng môn tà đạo nhặt được đệ nhất, vòng tiếp theo nhất định đào thải. Thế nhưng là chỉ có một người, thật sâu nhìn lấy hắn, trên mặt dần dần nghiêm túc lên. Người này, chính là đã lui khỏi vị trí vị thứ năm Lưu Đại Sư, Lưu Nhất Thật. Vốn là hắn cùng người khác một dạng, đều khinh thường tại Trác Phàm loại này đầu cơ trục lợi hành động, đem hắn coi như là một cái bất học vô thuật thế hệ. Thế nhưng là Trác Phàm vậy mà nói ra vòng thứ nhất chính thức khảo đề, không phải thi tốc độ, mà chính là thi tâm tính, thoáng một cái để lòng hắn phía dưới kinh hãi, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó. Tại trận này lên mấy ngàn luyện đan sư, có bao nhiêu người có thể minh bạch cái này khảo đề hàm nghĩa chân chính. Thế nhưng là như thế một cái công tử phóng đãng thế mà từng cái mắt thấy xuyên, chẳng lẽ hắn đúng là một cái thâm tàng bất lộ luyện đan kỳ tài. Như là như vậy lời nói, hắn luyện chế khai vị hoàn, cũng không phải là hắn thật không có bản lĩnh thật sự, mà là bởi vì đây là phù hợp nhất cạnh tranh đan đề mục đan dược. Nghĩ tới đây, Lưu Nhất Thật thu hồi trong mắt lỗ mãng chi sắc, trên mặt dần dần ngưng trọng lên. Nghĩ không ra hiện tại cái này Thiên Vũ Đế quốc lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp, trừ Dược Vương Điện độc thủ Dược Vương đệ tử đắc ý, nghiêm phục bên ngoài, lại còn có một vị nhân vật thiên tài xuất thế. Vậy lần này Bách Đan Thịnh Hội, thế nhưng là càng ngày càng kịch liệt. Lão Phu đoán chừng đừng nói trước ba, liền trước năm cũng không tiến vào. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Đại Sư liền ngăn không được trong lòng bi thương. Cả đời luyện đan, không quá mức thành tích. Còn không ngừng bị bọn tiểu bối từng cái vượt qua. Vận vậy, mệnh vậy, thật đáng buồn, đáng tiếc a. Tốt, tuy nhiên ta cũng không nguyện ý, nhưng vẫn là không thể không tuyên bố, Tống công tử là thứ nhất vòng cạnh tranh đan vô địch. Hoàn toàn không có chú ý tới lão đầu kia bi ai, càng không có chú ý tới Trác Phàm thực lực chân chính, Tiểu Nhã nhìn về phía mọi người, bất đắc dĩ thở dài. Trong lúc nhất thời, trong cả sân truyền đến hư thanh. Trác Phàm không quan trọng, khinh thường bĩu môi, một đám có mắt không tròng ngu ngốc, không có tiền đồ. Độc thủ Dược Vương thì là nhìn về phía Trác Phàm, hừ lạnh nói, lần này để ngươi kiếm cái tiện nghi, vòng tiếp theo lão phu để ngươi trực tiếp lăn ra nơi này. Hừ, ngươi có bản sự kia sao? Xùy cười một tiếng, Trác Phàm quay người lại, chỉ phía sau lưng bốn chữ lớn, trong mắt chớp động lên tự tin ánh sáng, nhìn kỹ, ngươi chỉ là độc thủ Dược Vương. Lão tử thế nhưng là nhất đan khuynh thiên. Ánh mắt khẽ híp một cái, độc thủ Dược Vương cười lạnh, ngươi cho rằng vác một cái chết người áo choàng, hắn liền có thể phù hộ ngươi. Ha ha ha, Sở Khuynh Thiên tiểu tử kia, mặc dù có thiên phú, nhưng là tại luyện đan lên, vĩnh viễn không vượt qua được lão phu. Nhất đan khuynh thiên, chẳng qua là hắn cuồng vọng chi ngôn thôi. Nói ra những lời này, chỉ có thể chứng minh hắn vẫn là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Đáng đời chết tại lão phu trên phương thuốc. Nghiêm Tùng, cái kia đan phương thật hay giả? Gốm Đan Nương không khỏi hỏi. Cười lạnh,
Nghiêm Tùng tà dị nói, nếu như là thật, ngươi làm thế nào có thể bởi vì luyện đan, biến thành bộ dáng này? Hắc hắc hắc, tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng trộm lão phu đan phương, kết quả hại chết chính mình, còn hại chết một đám người. Hoa Vũ lâu người đem hắn đánh chết tươi, thật là đáng đời a. Không khỏi giật mình, gốm đan nương hai tay chậm rãi cào thành hai cái quyền đầu, trong mắt tràn đầy lửa giận, thua thiệt lão thân nghiên cứu 3 năm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là giả. Lầu trên sàn chính, Sở Khuynh Thành chăm chú cắn răng, trong mắt sát ý càng là trần trụi phát ra. Nếu không phải bên cạnh có hai vị lâu chủ ngăn đón, đoán chừng nàng đã lao xuống đi cùng Nghiêm Tùng đồng quy vu tận. Long Cửu thở dài, bất đắc dĩ than dài một tiếng. Hắn hiểu được Sở Khuynh Thành cùng Sở Khuynh Thiên cảm tình, nhìn lấy cửu nhân tại đệ đệ mình chết oan về sau, như cũ tại vô tận nhục nhã hắn, ai có thể chịu đựng đến đâu. Nhưng là ngay tại lúc này, Trác Phàm một câu lại là làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Nhưng là bây giờ, ta mang theo hắn áo choàng, đứng tại ngươi phía trước. Trác Phàm ngữ khí rất bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên một cái như có như không đường cong, nhìn về phía Nghiêm Tùng ánh mắt, cũng là tràn ngập khiêu khích ý vị. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Nghiêm Tùng không tự giác nắm chặt song quyền, trong mắt đúng là dần dần máu bắt đầu nóng, tản mát ra trước đó chưa từng có sắc mặt giận dữ. Khiêu chiến. Không sai, đây chính là trần trụi khiêu chiến. Mà lại, cái này còn không phải đơn thuần khiêu chiến, mà chính là đại biểu đã chết người báo thù khiêu chiến. Trác Phàm lời nói bên trong nói rất rõ ràng, hắn là mang theo Sở Khuynh Thiên áo choàng, đứng tại Nghiêm Tùng phía trước. Vậy liền đại biểu, hắn muốn thay thế Sở Khuynh Thiên siêu việt Nghiêm Tùng, thành là mạnh nhất luyện đan sư. Cái này khiến luôn luôn tự xưng là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư độc thủ Dược Vương, làm sao có thể nhẫn. Bất quá, cái này còn không phải trọng yếu nhất, nếu là ở một phút trước, Trác Phàm nói với hắn ra loại lời này, hắn nhất định sẽ cười một tiếng chi, cười tiểu tử này miệng còn hôi sữa, không biết tự lượng sức mình. Nhưng là bây giờ, đi qua vòng thứ nhất tỉ thí, Trác Phàm đứng tại bổn tràng vị thứ nhất tử lên, hơn nữa còn là theo trong tay hắn đoạt lấy đi. Trước bất luận Trác Phàm có phải hay không đầu cơ trục lợi, nhưng là dưới loại tình huống này, Trác Phàm nói ra những lời này, lại hết sức có tính chấn động. Bởi vì hắn xác thực đứng tại hắn độc thủ Dược Vương phía trước, đây là sự thật. Nhưng chính là bởi vì là sự thật, mới càng làm cho hắn phẫn nộ. Dù sao trước đó chưa từng có, không có một người đã từng đứng tại qua trước mặt hắn, nhưng bây giờ, người này lại xuất hiện, còn hướng hắn phát ra quang minh chính đại khiêu khích. Loại vũ nhục này nếu là hắn còn có thể nhịn xuống, hắn thì không gọi độc thủ Dược Vương. Tính, giống như chết tính. Tại chỗ tất cả mọi người ngốc ngơ ngác nhìn hai người kia, tựa hồ liền hô hấp đều quên. Trác Phàm một cái bằng bàng môn tà đạo, đầu cơ trục lợi mới tạm thời đứng lên đài thứ nhất tử người, từ đâu tới dũng khí hướng độc thủ Dược Vương khiêu chiến, hắn không muốn sống sao. Tất cả mọi người không hiểu, cho dù là lầu trên sàn chính mọi người, cũng tất cả đều rất là kỳ lạ. Chỉ có Sở Khuynh Thành, song tay chăm chú che lên môi son, trong mắt lệ quang chớp động cảm ơn. Trong nội tâm nàng minh bạch, Trác Phàm làm như thế, đều là vì nàng. Bất luận Trác Phàm có thể hay không thắng, hắn đều là đại biểu Sở Khuynh Thiên hướng độc thủ Dược Vương khiêu chiến qua, đây là Khuynh Thiên sau cùng nguyện vọng. Nàng tỷ tỷ này không có cách nào thay hắn thực hiện, nhưng Trác Phàm lại là thay hắn hoàn thành qua. Giờ này khắc này, Sở Khuynh Thành nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, như thủy một dạng ôn nhu. Nàng biết, nam nhân này mặc dù chỉ là tam lưu gia tộc công tử, nhưng là đối với nàng lại là nỗ lực có thể giao ra tất cả mọi thứ. Nàng sau cùng đem danh tiết phó thác tại nam nhân này, quả nhiên không có sai. Hắn cùng Khuynh Thiên một dạng, chỉ là bề ngoài phóng đãng mà thôi. Sở Khuynh Thành tâm lý cảm động đến ào ào, thế nhưng là nàng tuyệt đối nghĩ không ra là, Trác Phàm làm như thế, hơn phân nửa là bởi vì cái kia bình bồ đề ngọc dịch. Chỉ vì hắn đường đường ma hoàng, tuyệt không nợ nhân tình. Ha ha ha, có người dám hướng hắn độc thủ Dược Vương như thế công khai tuyên chiến. Đây là Nghiêm lão hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp phải a, đoán chừng lão nhân gia ông ta tức giận đến không nhẹ. Phía tây ghế khách quý, Hoàng Phủ Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nhìn chung quanh. Mọi người ào ào gật đầu, U Minh Cốc ngũ trưởng lão càng là cười to lên, ha ha ha.
Nghiêm Tùng lão quỷ này luôn luôn không coi ai ra gì, hôm nay nhìn hắn bị một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử làm nhục như vậy, cũng coi là hả hê lòng người đi. Hoàng Phủ Thanh Vân vui vẻ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cười nói, Nghiêm lão tốt nhất thể diện, xem ra tiểu tử này không cần chúng ta xuất thủ. Chờ Nghiêm lão thắng hắn một ván, lấy Nghiêm lão tính khí, đến tiếp xuống tất nhiên đem hắn xử lý. Nhị công tử nói là, tiểu tử này vòng thứ hai cạnh tranh đan về sau liền nên mất mạng. Mà lại là hắn khiêu khích Nghiêm lão trước đây, coi như Nghiêm lão đem hắn làm, Hoa Vũ lâu cũng không có bất kỳ lý do gì trách cứ Nghiêm lão cùng nhị công tử trên đầu, như vậy Khuynh Thành tiểu thư đối nhị công tử, tự nhiên cũng sẽ không lại tăng oán hận. Lâm Tử Thiên cúi đầu khom lưng khẽ cười nói, nhưng là không thể không nói, hắn lại là nói đến ý tưởng bên trên. Hoàng Phủ Thanh Vân liếc hắn một cái, hài lòng gật đầu. Thật không hổ là cỏ đầu tường, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, thật sự là so với hắn mấy lão già mạnh hơn. Luyện đan trên đài, đối mặt Trác Phàm như thế khinh miệt khiêu khích, độc thủ Dược Phương toàn thân tức giận đến run rẩy, hít sâu tốt mấy hơi thở, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, nhưng là sắc mặt lại như cũ âm trầm đáng sợ. Số tiểu tử, ngươi là muốn thay thế Sở Khuynh Thiên khiêu chiến lão phu sao? Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm khinh thường khẽ cười một tiếng. Lão gia hỏa, ngươi không có lầm chứ, ta khiêu chiến ngươi. Đụng. Đột nhiên, Trác Phàm bỗng nhiên thực sự một chút luyện đan đài, phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, mới ngạo nghễ lớn tiếng tuyên cáo nói, ngươi nhìn kỹ, lão tử mới là đứng tại vị thứ nhất trên người, ngươi mới là người khiêu chiến kia mới đúng. Ngươi. Độc thủ Dược Vương khí tức trì trệ, râu tóc cùng nhau dựng thẳng lên. Tuy nhiên hắn biết tiểu tử này là cuồng vọng chi đồ, nhưng không nghĩ tới cuồng đến loại này cấp độ. Chỉ là bằng vận khí cùng tiểu thông minh đứng ở cái này cái đài lên, lại dám tự xưng là thiên vũ đệ nhất, còn để hắn độc thủ Dược Vương khiêu chiến hắn. Trong lúc nhất thời, độc thủ Dược Vương bộ ngực lần nữa chập trùng lên, hung ác nói, số tiểu tử, nghĩ không ra ngươi so cái kia Sở Khuynh Thiên còn cuồng, thế nhưng là cuồng vọng chi đồ, nhưng là đại đều không có kết cục tốt. Ha ha ha, hạ chàng tốt xấu, nhưng là không ở chỗ cuồng hay không cuồng vọng, chỉ ở tại thực lực mà thôi. Nghiêng liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm cười lạnh, lần nữa một bước luyện đan đài, lạnh lùng nói, nếu là ngươi hôm nay có thể đem ta từ nơi này trên bàn đuổi xuống, ngươi chính là thiên vũ đệ nhất. Hừ, lão phu vốn chính là. Vậy liền lại thêm một cái điều kiện, ngươi nếu có thể đem ta đuổi xuống, lão tử trên cổ đầu người, hai tay dâng lên. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Chỉ là một trận cạnh tranh đan mà thôi, cần phải đánh cược mệnh sao? Vẫn là nói tiểu tử này biết đắc tội độc thủ Dược Vương, không có kết cục tốt, đã không thèm đếm xỉa. Sở Khuynh Thành bọn người trong nháy mắt đầy mặt ngưng trọng, Hoàng Phủ Thanh Vân bọn họ thì là nhất thời cười nở hoa. Cái này muốn tiểu tử kia mệnh, thế nhưng là càng thêm danh chính ngôn thuận. Long Cửu bọn người liếc nhìn nhau. Trong mắt đều là lóe qua một đạo kỳ sắc, đúng là không hẹn mà cùng nói, làm sao lần này tiểu tử này chơi lớn như vậy. Lấy Trác Phàm cẩn thận, hẳn là sẽ không tùy tiện thả ra như thế cuồng vọng ngữ điệu a. Tiếu Đan Đan thì sớm đã gấp nhanh khóc lên, vội vã nhìn về phía mẫu đơn lâu chủ nói, sư phụ, phu quân nếu là hắn thua, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Hắn làm sao có thể là độc thủ Dược Vương đối thủ, đến lúc đó hắn không thực sự mất mạng a? Vậy ta không phải thành quả phụ. Phi phi phi, ngươi lại không cùng tiểu tử kia thế nào, thành cái gì quả phụ. Mẫu đơn lâu chủ mắng to một tiếng, trên mặt tức hổn hển nói, tiểu tử này thật không biết là cái gì gân không đúng, Lăng Kính Nhi lại đi tới. Đến lúc đó hắn muốn thật thua, chúng ta còn thật không thể xuất thủ cứu hắn. Đồng Thiên Bá hai huynh muội thì là nhìn đến có chút giật mình lo lắng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Vị huynh đệ kia làm sao càng ngày càng có gan, hắn vẫn là lúc trước cái kia Tống Ngọc sao? Không có để ý bốn phía ồn ào, độc thủ Dược Vương trên mặt lộ ra một tia gian trá nụ cười, cười tà nói, hắc hắc hắc. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu tử, khác nói khoác mà không biết ngượng, cái này Nghiêm Tùng trưởng lão dù sao cũng là trưởng bối, ngươi hướng hắn nhận cái sai. Thu hồi vừa mới lời nói dối, nghĩ đến hắn cũng sẽ không cùng ngươi tính toán. Biết hắn cùng Sở Khuynh Thành quan hệ,
Gốm Đan Nương vội vàng hướng Trác Phàm đánh cái ánh mắt, thay hắn tìm bậc thang. Thế nhưng là Trác Phàm lại căn bản không nghe thấy, giống như, cửa hàng này tốt bậc thang, cũng một chân đạp lăn, căn bản không đi xuống, ngược lại làm trầm trọng thêm, nhìn về phía tại chỗ tất cả mọi người nói, lão tử nói chuyện, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Mà lại, không chỉ là lão gia hỏa này, tại chỗ tất cả mọi người, có một cái tính toán một cái. Chỉ cần có người có thể để lão tử rời đi cái này cái đài, lão tử đầu người thì hai tay dâng lên. Cái gì? Lần này, giữa sân lần nữa vỡ tổ. Cái này không chỉ có riêng là cùng độc thủ Dược Vương ân oán cá nhân, hướng một mình hắn khiêu chiến. Trác Phàm lời ấy, rõ ràng cũng là hướng giữa sân tất cả mọi người khiêu khích. Nói trắng ra, cũng là hướng Thiên Vũ tất cả luyện đan sư khiêu chiến. Cái này rõ ràng, chính là muốn tại lần này Bách Đan Thịnh Hội bên trong, đặt vững chính mình Thiên Vũ đệ nhất luyện đan sư vị trí. Thế nhưng là vị trí này, độc thủ Dược Vương cũng liền thôi. Người một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử dựa vào cái gì đặt vững. Chỉ một thoáng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại chỗ luyện đan sư, lại tất cả đều trợn mắt nhìn hướng hắn, tựa hồ cũng coi hắn là thành chính mình địch nhân. Cho dù là ngay từ đầu chế giễu người khác, hiện tại đối với hắn cũng không có chế giễu, chỉ có tràn đầy phẫn nộ. Độc thủ Dược Vương cười gằn, thì thào lên tiếng, tự tìm đường chết. Gốm Đan Nương thì là khẽ vỗ cái trán, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng thực sự không hiểu rõ Sở Khuynh Thành, làm sao tìm được như thế một cái không biết sống chết tiểu tử. Hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, rõ ràng chính là muốn phạm nhiều người tức giận a. Hoàng Phủ Thanh Vân bọn họ càng là cười đến không ngậm miệng được, cái này thật gọi trời gây nghiệt, có thể vì, tự gây nghiệt, không thể sống a. Mẫu Đơn cùng Thanh Hoa hai vị lâu chủ, thì là khẽ thở dài, liên tục cười khổ. Tiểu tử thúi này, sao có thể xứng sờ đến loại trình độ này? Sở Khuynh Thành trong mắt nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Hắn biết, Tống Ngọc tuy nhiên lỗ mãng, nhưng tuyệt sẽ không như thế hoang đường. Lúc này, Trác Phàm chậm rãi chuyển qua đầu, nhìn về phía nàng, cười nhạt một tiếng, chỉ chính mình phía sau lưng. Bỗng nhiên, Sở Khuynh Thành như là thụ điện giật giống như, toàn thân nhịn không được run run. Hai hàng thanh lệ không lý do rơi xuống tới. Khuynh Thành, ngươi làm sao? Thanh Hoa lâu chủ khẽ giật mình, vội vàng hỏi. Trầm ngâm một chút, Sở Khuynh Thành nhìn phía dưới Trác Phàm, lẩm bẩm nói, sai, nguyên lai một mực là ta sai. Cái gì sai? Mẫu Đơn lâu chủ nghi ngờ nói. Trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười, Sở Khuynh Thành thản nhiên nói, trước kia ta vẫn cho là Khuynh Thiên tâm nguyện, là vì báo thù. Vì tại luyện đan thuật lên siêu việt độc thủ Dược Vương. Nhưng là ta lại sai, lòng hắn nguyện từ đầu đến cuối chỉ có một cái kia chính là Nhất Đan Khuynh Thiên, thành là thiên hạ đệ nhất luyện đan sư. Nhìn lấy cái kia quen thuộc áo choàng, Sở Khuynh Thành bật cười ra tiếng, cái kia áo choàng là ta tự mình làm, nhưng ta một mực không hiểu Khuynh Thiên tránh thức tâm nguyện. Ngược lại là Tống Ngọc hắn, liếc mắt liền nhìn ra đến, ta cái này làm tỉ tỉ, thật rất không xứng chức. Cái gì, Tống Ngọc hắn làm như thế, đúng là vì hoàn thành Khuynh Thiên tâm nguyện. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Mẫu Đơn cùng Thanh Hoa lâu chủ hai người liếc nhau, lại nhìn về phía Trác Phàm bóng lưng lúc, đúng là cảm thấy giờ này khắc này, cái này gầy gò bóng lưng trong nháy mắt vĩ ngạn lên. Các nàng thường nói nam nhân không đáng tin cậy, nhưng là giờ này khắc này, thì có một vị nam tử, vì nữ nhân yêu mến, dám phạm thiên hạ nhiều người tức giận. Dạng này nam nhân, chẳng lẽ còn không đáng tin cậy sao? Chỉ một thoáng, các nàng xem hướng Trác Phàm ánh mắt, chỉ có kính trọng. Chỉ là tại cái này kính trọng bên trong, còn mang theo một chút bi tráng. Độc thủ Dược Vương, Thiên Vũ đệ nhất, thế chỗ đều biết, không người có thể đụng. Tiểu tử này như thế cách làm, tuy nhiên tại thực hiện Sở Khuynh Thiên tâm nguyện, nhưng lại là một đi không trở lại a. Hắc hắc hắc. Tiểu tử này kéo cừu hận còn thật có một bộ. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên truyền ra. Sở Khuynh Thành bọn họ sững sờ, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Tạ Thiên Dương cười đùa nhìn về phía Long Cửu bọn họ. Các ngươi nói, tiểu tử này là trước nhục nhã một lần Nghiêm Tùng lão gia hỏa kia về sau, lại muốn đầu hắn. Hay là luyện đan thua, thẹn quá hóa giận, muốn lão gia hỏa kia mạng già. Cái này huynh đệ thâm bất khả chắc. Lão Phu phỏng đoán, hắn hẳn là có thể thắng Nghiêm Tùng đi. Long Cửu sờ sờ rear map,
lẩm bẩm nói. Hừ, cửu thúc ngươi quá đề cao hắn, người khác có lẽ hắn có thể thắng, nhưng đây chính là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, độc thủ dược vương, hắn làm sao có thể sẽ thắng. Lúc này, Long Quỳ bĩu môi nói, theo ta thấy, tiểu tử kia sợ luyện đan thua, nhất định sẽ ngồi nghiêm tùng luyện đan lúc, ra tay đòi mạng hắn. Dạng này cũng coi như hắn luyện đan không có thua, bảo toàn chính mình thể diện. Nghe được lời này, mọi người trầm ngâm một trận, đều là gật gật đầu. Trác Phàm tiểu tử này ra bài từ trước đến nay không theo trình tự quy tắc, mà lại bị ổi vô sỉ sự tình cũng thường xuyên làm. Thừa dịp hắn luyện đan, đánh lén ám toán loại sự tình này, cũng không phải làm không được. Thế mà, liền tại bọn hắn líu díu thảo luận lúc, mẫu đơn lâu chủ lại là cũng nhìn không được nữa, chửi ầm lên, cửu thúc, ta nghĩ đến đám các ngươi cùng chúng ta Hoa Vũ lâu giao hảo. Nhưng không nghĩ tới, chúng ta người ở phía dưới vật lộn sống mái, các ngươi lại ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Hơi sững sờ, Long Cửu bọn họ liếc nhìn nhau, biết các nàng hiểu lầm, đều là bật cười lắc đầu. Tạ Thiên Dương càng là nhìn về phía nét mặt đầy vẻ giận dữ Sở Khuynh Thành cùng Tiếu Đan Đan nói, Sở lâu chủ, Đan Đan cô nương, chúng ta tuyệt không có làm nhục vị kia huynh đệ ý tứ, chỉ là đang thảo luận một sự thật. Nói, Tạ Thiên Dương đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thần bí cười cười nói, mà lại, tẩu tử, người vị kia phu quân chân chính diện mục, người có vẻ như còn chưa thấy qua đi. Tiếp đó, các ngươi nhưng là phải cẩn thận thấy rõ ràng, tuyệt đối không nên giật mình. Chớ nhìn hắn ở trước mặt các ngươi là cái bé ngoan, thực, hắn mới thật sự là ma vương. Độc thủ dược vương ở trước mặt hắn, cũng không muốn quá thiện lương, ha ha ha. Nghe được lời này, mọi người khẽ giật mình, đều là không rõ ràng cho lắm. Nhưng là đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng lục lạc nhẹ vang lên âm thanh, vòng thứ hai cạnh tranh đan, bắt đầu. Đinh! Tiểu Nhã trên tay lục lạc nhẹ nhàng lung lay, phát ra êm tai âm thanh chuông, tất cả mọi người liền lần nữa cùng nhau nhìn về phía triển lãm đài. Tựa hồ cũng bởi vì Trác Phàm cuồng vọng tự đại mà khó chịu, Tiểu Nhã sắc mặt so với lúc trước đến, biến đến chút hơi có chút băng lãnh. Vốn là bách đan thịnh hội chính là Hoa Vũ lâu mấy chục năm mới tổ chức một trận cạnh tranh đan thịnh hội, nàng có thể làm vì lần này thịnh hội phân tích, thật sự là kiêu ngạo, tự hào, vinh hạnh. Có ai nghĩ được, trên nửa đường thế mà lại toát ra Trác Phàm như thế một cái bảng môn tà đạo đồ chơi đến làm dối, cái kia không coi ai ra gì thái độ, cùng tự cao tự đại ngốc dạng, bỗng nhiên đem lần thịnh hội này bước cách kéo thấp mấy cái cấp bậc. Trong nháy mắt theo cao lớn hơn, biến thành thấp nghèo áp chế. Cái này khiến mặt nàng mặt, cũng thoáng chốc không có hào quang. Vốn là làm phân tích, nàng chắc là không chút do dự đem cái này bất học vô thuật chi đồ đuổi đi ra. Thế nhưng là đáng giận nhất chính là, Trác Phàm lý do quá đầy đủ, nàng lại không phản bác được. Sau cùng chỉ có thể lưu cái này hoàn khố công tử, tại cái này vị thứ nhất tử lên khoe khoang. Nhìn lấy cái kia cả lơ phất phơ, còn đắc chí bộ dáng. Không chỉ là những luyện đan sư kia phẫn nộ, nàng cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là không có cách nào, nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, tuyên bố vòng tiếp theo cạnh tranh đan đề mục, hy vọng có thể mau chóng đem tiểu tử này đuổi đi đi. Vòng thứ hai cạnh tranh đan đề mục là, tam phẩm đan luyện chế. Tiểu Nhã thanh thúy tiếng nói tại tất cả mọi người mà thôi trước vang lên, mọi người nghe xong, trong mắt cùng nhau sáng lên. Lộ ra rực rỡ nụ cười. Tam phẩm đan tốt, cái này 100 người kém nhất cũng là tam phẩm luyện đan sư, luyện cái tam phẩm đan còn không dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là đúng lúc này, bên người mọi người cái kia làm bạn Hoa Vũ lâu đệ tử, đúng là ào ào hướng bên người luyện đan sư đưa lên một cái chữ vật giới chỉ. Không khỏi sững sờ, mọi người còn không có kịp phản ứng, Tiểu Nhã thanh âm đã là vang lên lần nữa. Mời chư vị bằng vào chúng ta Hoa Vũ lâu cung cấp dược tài luyện chế, không cần thiết trong luyện chế xen lẫn hàng lậu, nếu không lấy gian lận luận xử. Thế nhưng là, trong này đều là nhị phẩm đan dược dược tài, các ngươi có phải hay không lầm? Thế mà, Tiểu Nhã tiếng nói vừa mới rơi xuống, đã là có luyện đan sư kìm lòng không đặng la lên thất thanh, ngay sau đó, còn lại luyện đan sư cũng theo kêu lên. Không để ý đến bọn họ gọi. Tiểu Nhã vẫn như cũ thản nhiên nói, lần này cạnh tranh đan, thủ trọng phẩm chất đan dược, lần tốc độ, trước 50 người lọt vào vòng thứ 3, còn lại đào thải. Uy, phân tích,
ngươi cho ta dược tài không đúng, đều là nhị phẩm dược tài, làm sao có thể luyện đến ra tam phẩm đan đến. Đằng sau vẫn tại ồn ào không nghỉ, phía trước cái kia 20 tên luyện đan đại sư, đã là cười lạnh giấy lên trong tay nguyên lực chi hỏa. Bọn này ngu ngốc, vẫn là không có hiểu thấu đáo lần này khảo đề. Cái này vòng thứ hai thi, cũng không phải để ngươi vô cùng đơn giản luyện chế cái tam phẩm đan thì xong việc, mà chính là suy tính ngươi luyện đan sư đan phương. Phàm là tam phẩm đan, phần lớn là từ tam phẩm đan dược tài luyện chế. Nhưng là rất nhiều nhị phẩm đan dược tài, thực cũng có thể luyện thành tam phẩm đan. Bất quá phổ thông luyện chế, tự nhiên không có cách nào luyện thành, nhất định phải thông qua dược tài ở giữa, tại trong quá trình luyện chế lẫn nhau tác dụng, mới có thể đem dược tài bên trong dược lực toàn bộ dẫn ra, hình thành tam phẩm đan. Cái này suy tính đến, luyện đan sư trong tay đan phương, đến cùng có đủ hay không? Hoa Vũ Lâu cho chiếc nhẫn này bên trong, thả không ít nhị phẩm dược tài, nhưng chỉ có 3 đến 5 loại, trong luyện chế có khả năng thăng là tam phẩm đan dược. Tiếp đó, thì là như thế nào đem những dược liệu này dược lực toàn bộ dẫn ra, theo nhị phẩm thăng là tam phẩm. Dạng này đan phương, cái kia 20 người đứng đầu luyện đan đại sư, tự nhiên giàu có. Thế nhưng là đằng sau luyện đan sư, lại là hoàn toàn mắt trợn tròn, có vẫn tại xoắn suýt Hoa Vũ Lâu cho sai dược tài, tại cưỡng ép biện giải. Thế nhưng là Hoa Vũ Lâu đệ tử, lại tất cả đều giữ im lặng, trong mắt còn thỉnh thoảng liếc ra khinh thường thần sắc. Trác Phàm cầm tới chiếc nhẫn này, trong tay vuốt vuốt, tự hỏi trong đầu đan phương. Người khác là tại buồn rầu trong tay đan phương quá ít, nên như thế nào ra tay? Trác Phàm cũng là tại buồn rầu, có điều hắn lại không phải buồn rầu đan phương quá ít. Hoàn toàn ngược lại, hắn tại buồn rầu đan phương quá nhiều, cái kia lựa chọn cái kia đan phương, để cái kia độc thủ dược vương thua tâm phục khẩu phục. Tống công tử, đột nhiên, Tiểu Nhã nhìn có chút hả hê nhìn về phía Trác Phàm đạo, khác người cũng đã lấy tay luyện đan, ngài vị này vòng thứ nhất cạnh tranh đan vô địch làm sao còn chưa động thủ, sẽ không phải liền nhị phẩm đan đều luyện không ra đi. Hắc hắc hắc, tiểu tử này còn không có kém đến loại trình độ kia. Thế mà, Trác Phàm còn chưa mở miệng, độc thủ dược vương đã là cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, đoán chừng hắn cũng tại nghi hoặc, vì sao các ngươi cho hắn nhị phẩm đan dược tài a, ha ha ha. Lời vừa nói ra, xếp tại 20 vị trí đầu những cái kia luyện đan đại sư tất cả đều cười to lên, gốm đan nương bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục luyện chính mình đan. Cuối cùng, có thể cùng độc thủ dược vương phân cao thấp, còn phải là chính mình lão thái bà này a. Chỉ có một người, từ đầu đến cuối không có cười một chút, một mực tại chăm chú nhìn Trác Phàm phương hướng, trong mắt hình như có suy tư. Người này, chính là Lưu Nhất Thật. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Trác Phàm là thâm tàng bất lộ người. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm nghiêng nghiêng xem tất cả mọi người liếc một chút, cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Lão tử vốn là cảm thấy, lão tử thân thể là thứ nhất vòng vô địch, chắc là để cho các ngươi những thứ này luyện đan gà mờ, miễn cho người khác nói lão tử lấn phụ các ngươi. Bất quá đã các ngươi như vậy vội vã muốn lại thua cho lão tử lời nói, vậy lão tử thì để các ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tránh thức luyện đan đi. Tiếng nói vừa dứt, mọi người cùng nhau trợn mắt nhìn. Tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, thật sự là nói khoác mà không biết ngược, dám gọi chúng ta luyện đan gà mờ, thật sự là buồn cười. Thế nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt lại toàn bộ ngây người. Luyện đan bí thuật, cửu thiên long ngâm chảo. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Trác Phàm đột nhiên trong mắt ngưng tụ, ngón tay gảy liên tục, mấy chục kiện dược tài liền cùng nhau bay lên không trung. Ngay sau đó, trong tay nguyên lực chi hỏa đột nhiên thoát ra. Sau một khắc, nhưng nghe một tiếng long ngâm kêu sợ hãi, ngọn lửa kia đúng là đột nhiên hóa thành một đầu cự long hướng hư không trung dược tài đánh tới. Long khẩu hơi hơi một trương, liền đem không trung một kiện dược tài nuốt vào đi. Mà thuốc kia tài vừa vào long khẩu, liền trong nháy mắt hóa thành dược dịch, đúng là không có chút nào trì trệ. Trong mắt bỗng nhiên co lại, tại chỗ tất cả mọi người. Riêng là luyện đan sư, toàn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cuối cùng là mẹ hắn cái gì luyện đan thuật a, vậy mà có thể trong nháy mắt luyện hóa dược tài. Cho dù là nơi này luyện đan thuật mạnh nhất độc thủ dược vương, hắn luyện hóa dược tài mặc dù nhanh, nhưng đó cũng là có cái trình tự,
tối thiểu mọi người có thể sử dụng mắt thường nhìn ra thuốc kia tài luyện hóa thành dược dịch quá trình. Thế nhưng là Trác Phàm chiêu này, lại là tựa hồ hoàn toàn vi phạm luyện đan pháp tắc, vậy mà trực tiếp đem dược tài biến thành dược dịch. Tại người khác còn đang liều mạng luyện hóa dược tài lúc, hắn đã đem tất cả dược tài toàn bộ luyện hóa, giữ trong lòng bàn tay. Giống, lại là một trận ngâm khẽ, đầu kia hỏa long đem tất cả dược tài toàn bộ luyện hóa, biến thành một đạo hỏa long phong bạo, bao phủ tại Trác Phàm trên tay. Cái kia mấy chục đạo dược dịch, thì là an tĩnh tại trong gió lốc lẫn nhau tách rời, mảy may không hề có quen biết gì. Tiếp đó, liền chờ Trác Phàm đưa chúng nó nhập bọn với nhau, luyện thành một viên thuốc. Bất quá, hắn lại cũng không cuống cuồng, chỉ là cười lạnh nhìn về phía tất cả mọi người, thản nhiên nói, đám thái điểu, lão tử luyện đan còn chưa tới phiên các ngươi ở bên cạnh khoa tay múa chân, soi mói. Các ngươi cùng lão tử so, còn kém xa lắm đâu. Vẫn là như lúc trước một dạng hung hăng càn quấy, nhưng là giờ này khắc này, mọi người nghe tới, đúng là như vậy đinh tai nhức óc. Nếu như trước đó Trác Phàm nói câu nói này, mọi người coi hắn là thành là nói khoác mà không biết ngượng công tử phóng đãng lời nói dối. Vậy bây giờ, thì quả thực là một vị luyện đan đại sư nghiêm khắc răn dạy a. Bọn họ những người này, tại người ta trước mặt, còn có tư cách gì phản bác? Cho dù là cái kia độc thủ dược vương, giờ này khắc này, từ lâu kinh ngạc đến ngây người. Hắn sao có thể nghĩ đến, như thế một cái ngày bình thường lăng đầu lăng não tiểu tử, lại có như thế một tay luyện đan kỳ thuật, liền hắn cái này thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, đều không rõ nội tình. Sư phụ, cái này, cuối cùng là cái gì thủ pháp? Nghiêm Phục không khỏi kinh ngạc nhìn nháy mắt mấy cái, lắp bắp hỏi. Thật sâu hút mấy cái khí, độc thủ dược phương mấy lần muốn há mồm, lại là làm sao cũng không há miệng nổi, sau cùng thẹn quá thành giận khiển trách, luyện ngươi đan, nào có nhiều như vậy có thể hỏi. Thế nhưng là ở trong lòng, lại sớm đã hận đến nghiến răng. Đồng thời nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt bên trong, lần đầu phát lên vẻ ngưng trọng. Đồng thời cái kia ngưng trọng bên trong, còn mang theo từng tia sát khí. Dù sao lần này, Trác Phàm là chân chính uy hiếp được hắn thiên vũ đệ nhất luyện đan sư vị trí. Đem tất cả mọi thứ nhìn ở trong mắt, Trác Phàm lại cũng không để ý, vẫn như cũ khinh miệt nhìn lấy độc thủ dược vương, chỉ trong tay mình hỏa diễm phong bạo nói, Nghiêm trưởng lão, ngươi nếu là lại không nắm chặt thời gian luyện hóa ngươi dược tài, lão tử nhưng là không giống nhau ngươi, vòng thứ hai vô địch, vẫn là lão tử. Trên mặt không khỏi lóe qua một đạo ửng hồng. Độc thủ dược vương tức giận đến rear map hướng lên cong cong, bộ ngực nhịn không được lên xuống không ngừng chập trùng, nhưng lại không nói ra một câu. Bởi vì lần này, hắn thực sự là không phản bác được, miệng mặc dù không phục, nhưng tâm sớm đã phục. Lầu trên sàn chính, Sở Khuynh Thành các nàng đã nhìn mắt trợn tròn. Ai có thể nghĩ tới, Trác Phàm không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì chấn nhiếp toàn trường, liền cái kia độc thủ dược vương đều không thể làm gì. Độc thủ dược vương là người phương nào, đó là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư. Hắn đối mặt Trác Phàm khiêu khích đều trầm mặc, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một việc, hắn tâm lý nhận thua, chỉ là hắn trên miệng không thừa nhận a. Quá tốt, phu quân thật giỏi. Tiếu Đan Đan hưng phấn mà một trận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vui mừng khôn xiết. Thanh Hoa lâu chủ tựa hồ còn có chút mê mang, không thể tin được đây là thật, lẩm bẩm nói, ta đây không phải đang nằm mơ chứ. Tiểu tử kia vậy mà để độc thủ dược vương theo không kịp. Đúng vậy a, trước kia còn thật nhỏ nhìn tiểu tử này. Mẫu đơn lâu chủ cũng là nháy mắt mấy cái, thở dài ra một hơi, nhìn về phía Thanh Hoa lâu chủ đạo, sư tỷ, người bóp ta một chút, nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ. Tiểu tử kia, làm sao có thể có lớn như vậy bản sự. Lắc lắc đầu, Thanh Hoa lâu chủ cũng là không rõ ràng cho lắm, ngược lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành, Khuynh Thành. Ngươi có phải hay không sớm biết hắn không phải là kẻ tầm thường, mới tuyển hắn làm phu quân? Không phải vậy, chúng ta đường đường tổng lâu chủ, làm sao lại gả cho một cái tam lưu thế gia công tử? Gương mặt không khỏi lóe qua một đạo đỏ ửng, Sở Khuynh Thành trắng Thanh Hoa lâu chủ liếc một chút, sư tỷ, ngươi chớ giễu cợt ta. Lúc đó ta nản lòng thoái chí, chỉ muốn cùng Hoa Vũ lâu cùng tồn vong. Nhưng cũng sợ cô hồn không chỗ ký thác, gặp hắn cùng Khuynh Thiên tương tự. Liền tạm thời ủy thân cho hắn. Tuy nhiên trước đó cũng gặp hắn thủ pháp luyện đan kỳ lạ, nhưng cũng vạn vạn nghĩ không ra,
hắn có thể để Đường Đường độc thủ Dược Vương không nói gì với nhau. Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau, đều là trong lòng ngạc nhiên. Tiểu tử này, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Thật dài thở dài, Thanh Hoa lâu chủ hai mắt đi loanh quanh đạo, bất quá chí ít, chúng ta có thể đem Hoa Vũ lâu tồn vong, lại ký thác đến một người trên thân. Hy vọng có thể bằng hắn cùng Đào Cô hai người, cứu vãn Hoa Vũ lâu ở trong cơn nguy khốn. Sở Khuynh Thành cùng Mẫu Đơn lâu chủ hai người ào ào gật đầu, lại nhìn về phía dưới một mặt Kiệt Ngao Trác Phàm lúc, không lý do, Sở Khuynh Thành trong lòng đúng là xuất hiện mấy năm qua ít có bình tĩnh. Có lẽ đây cũng là dựa vào đi. Sở Khuynh Thành âm thầm suy nghĩ, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng càng phát ra ôn nhu. Phía tây ghế khách quý, Hoàng Phủ Thanh Vân nhất trưởng đánh ở bên cạnh trên bàn đá, cơ hồ cùng nhất phẩm linh binh cường độ tương đương nham thạch, đúng là như giống như mạng nhện, dần dần lan tràn ra từng tia rạn nứt đường vân. Một đôi âm độc mục đích quang nhìn chăm chú vào phía dưới Trác Phàm, Hoàng Phủ Thanh Vân bình tĩnh một cơn tức giận, lạnh lùng nói, các ngươi người nào cho bổn công tử nói một chút, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao ngay cả Nghiêm lão, tại luyện đan thuật lên đều sẽ bị hắn áp một đầu? Trong lòng không khỏi run lên, mọi người liếc nhìn nhau, lại là ai cũng không muốn ở thời điểm này đi tiếp xúc nhị công tử mi đầu. Ngược lại là U Minh Cốc ngũ trưởng lão, con người bất giác đi loanh quanh, ha ha cười nói, nhị công tử cứ yên tâm, lấy Nghiêm trưởng lão bản sự, há có thể dung tiểu tử cuồng vọng kia hung hăng càn quấy. Lúc này trong lòng, tất nhưng đã có biện pháp, chờ này cục thắng về sau, hắn lại làm sao có thể để như thế một cái họa lớn trong lòng lại lưu ở nhân gian. Chỉ sợ đến lúc đó động thủ, so với chúng ta còn nóng vội đây, ha ha ha. Thật sâu hít một hơi, Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn về phía trên trận Nghiêm Tùng. Quả nhiên lúc này Nghiêm Tùng, đã thu liễm trên mặt kinh dị, ngược lại trong mắt âm thầm có cỗ sát ý bộc lộ. Nhìn thấy cái này, hắn mới hơi hơi gật gật đầu, nộ khí thoáng bình phục một chút. Liếc mắt nhìn một chút cái kia ngũ trưởng lão, Lâm Tử Thiên không khỏi chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng thổn thức. Hắn nãi nãi, nơi này thật sự là không có một cái nào người tốt ha. Vừa mới cái này ngũ trưởng lão nhìn như là thay Hoàng Phủ Thanh Vân giải sầu, nhưng thực là đem giải quyết Trác Phàm trách nhiệm tất cả đều giao cho độc thủ Dược Vương. Nếu là độc thủ Dược Vương đem tiểu tử kia làm thịt, đó là hắn báo thù riêng, chắc là Hoàng Phủ Thanh Vân cũng sẽ không nhiều thêm tán thưởng. Nhưng muốn là làm hư hại, vậy vị này nhị công tử phẫn nộ thì tất cả đều phát tiết đến cái này độc thủ Dược Vương trên thân. Nhưng là cái kia Nghiêm Tùng giờ này khắc này, còn không biết nơi này phát sinh hết thảy. Như thế tâm kế, thật sự là ác độc, cùng đám người này pha trộn cùng một chỗ, sau này mình nhất định muốn lưu tâm nhiều mắt mới là. Nếu không, bị người bán, còn hồn nhiên không biết đây. Thở dài ra một ngụm chọc khí, Lâm Tử Thiên nhìn trước mắt Hoàng Phủ Thanh Vân hai người. Cười khổ lắc đầu. Cạnh tranh đan trên trận, Trác Phàm gặp cái này độc thủ Dược Vương vậy mà có thể trầm xuống khí đến, không khỏi trong lòng âm thầm tán thưởng. Không hổ là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, tâm cảnh quả nhiên trầm ổn. Thế nhưng là hắn nhưng như cũ không chịu bỏ qua, tiếp tục khiêu khích nói, người luyện hóa dược tài tốc độ chậm rãi như vậy, không bằng. Chờ ngươi luyện hóa tốt về sau, ta lại để cho ngươi ba hơi như thế nào. Thời gian ba cái hô hấp, đối người bình thường tới nói, khả năng nháy mắt liền đi qua. Nhưng là đối với trong này các luyện đan sư, ba hơi bên trong, chỉ sợ sẽ là mấu chốt thắng bại. Nhưng ngay tại cái này tranh thủ thời gian thời khắc, Trác Phàm vẫn khoan thai tự đắc hướng độc thủ Dược Vương khiêu chiến, cái này rõ ràng cũng là trần trụi làm nhục. Cái này nếu là thả lúc trước, chỉ sợ sớm đã lọt vào tại chỗ tất cả mọi người nhất trí khinh bỉ cùng chế giễu. Thế nhưng là từ khi Trác Phàm lộ chiêu này luyện đan tuyệt kỹ, liền không có người còn dám dùng dạng này ánh mắt nhìn hắn. Mà Trác Phàm loại này cuồng ngạo, trong mắt của mọi người, cũng trong nháy mắt biến đến cực kỳ bình thường. Người nào để người ta là luyện đan đại sư đây, người muốn có người ta cái này bản lĩnh, người cũng có thể cuồng a. Độc thủ Dược Vương không nói gì, vẫn tại luyện hóa chính mình đan dược, chỉ là hắn luyện hóa tốc độ lại là bỗng nhiên chậm lại. Mà gốm đan nương lại là có chút gấp, nhìn về phía Trác Phàm thúc giục nói, tiểu tử, đã ngươi đã dẫn trước, thì tranh thủ thời gian luyện tốt đan dược, chiếm lấy vô địch, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đúng vậy a, Tống công tử,
À không, Tống đại sư. Nhìn đến Trác Phàm bản sự, liền cái kia phân tích tiểu nhã cũng không khỏi đổi đối với hắn xưng hô, biến đến cực kỳ cung kính, hảo tâm khuyên nhủ, cái này cạnh tranh đan trên trận thay đổi trong nháy mắt, mong rằng ngài nắm chặt kỳ ngộ. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm liếc mắt nhìn về phía tiểu nhã, ta cười một tiếng nói, phân tích tiểu thư, người biết ta cái này đan, là cái gì đan sao? Đại sư đây là muốn thi ta, hơi sững sờ, tiểu nhã nở nụ cười xinh đẹp đạo. Gặp đại sư vừa mới luyện hóa dược tài, phần lớn là ôn hòa dương tính dược tài, theo đan phương, hẳn là ôn dương đan. Chủ yếu tác dụng, là loại trừ thể nội tà khí, ôn nhuận gân mạch, tụ khí cảnh tu giả có thể đề cao một cấp tu vi. Ha ha ha, phân tích tiểu thư quả nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng người biết ta viên đan dược kia luyện ra, là muốn đưa người sao? Không khỏi khẽ giật mình, tiểu nhã mê mang lắc đầu. Người muốn đưa người. Có quan hệ gì với ta? Là tặng cho ngươi, đột nhiên, Trác Phàm nhạt cười một tiếng, nhìn về phía tiểu nhã. Trên mặt hốt nhiên một chút bắt đầu nóng, tiểu nhã trong nháy mắt không dám cùng Trác Phàm tiếp tục đối mặt, nhăn nhó cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, ta chỉ là Hoa Vũ Lâu một tên phổ thông đệ tử, sớm đã qua tụ khí cảnh, không biết đại sư đưa ta viên đan dược này, là ý gì? Mỉm cười khuôn mặt chợt lạnh xuống tới, Trác Phàm suy cười một tiếng nói. Bởi vì ngươi miệng quá thiếu, chắc là thể nội tà khí quá nhiều, cho nên ta giúp ngươi điều trị điều trị. Lời vừa nói ra, vừa mới còn có chút ngượng ngùng tiểu nhã nhất thời ngây người, toàn trường thì là đột nhiên vang lên một trận ầm vang tiếng cười lớn. Mọi người đều biết, vừa mới tiểu nhã đối Trác Phàm trào phúng cùng khinh thị, Trác Phàm đây rõ ràng là đang mượn máy nhục nhã nàng. Trong tai nghe lấy cái kia tùy tiện tiếng cười nhạo, tiểu nhã trong nháy mắt cảm thấy vạn phần ủy khuất. Hai cái trong mắt bất giác ngấn lệ chớp động, ngẩng đầu hung hăng khoét Trác Phàm liếc một chút. Nhưng là Trác Phàm lại không quan tâm, khóe miệng y nguyên treo một đạo tà dị tiếu dung. Tiểu tử này, làm sao cẩn thận như vậy mắt, đối một cái tiểu cô nương đều có thể làm nhục như vậy. Dù sao cũng là Hoa Vũ Lâu tổng lâu chủ, nhìn đến chính mình tỉ muội bị Trác Phàm trêu đùa, Sở Khuynh Thành không khỏi oán giận nói. Tạ Thiên Dương sau khi nghe được, thì là rất tán thành gật đầu, Sở lâu chủ nói là, tiểu tử này tâm nhãn xác thực không lớn. Cho nên chúng ta tốt nhất tận lực đừng chọc hắn, coi chừng hắn trả thù chúng ta. Tiếu đan đan lớn nhất trải nghiệm, vội vã nhìn về phía mọi người gật gật đầu, nhưng là trên mặt lại không chút nào ảo não, ngược lại có loại không hiểu kiêu ngạo. Hắn dám, Sở Khuynh Thành hả ra một phát đầu, cực giống một vị trị phu có thuật nghiêm vợ. Nhưng nhìn đến mọi người dị dạng ánh mắt, nhưng lại là gương mặt một đỏ, lúng túng cúi thấp đầu. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, liếc nhìn nhau, đều là cười to lên. Chỉ có Sở Khuynh Thành, gương mặt càng ngày càng đỏ. Hưu. Đột nhiên, ngay tại tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở Trác Phàm trên thân, Trác Phàm cũng chỉ riêng nhìn lấy trêu đùa cái kia tiểu nhã, có chút sơ sẩy. Một đạo chất lỏng màu xanh biếc đúng là trong nháy mắt bay vào trong tay hắn hỏa diễm trong gió lốc. Cùng hắn dược dịch hòa làm một thể. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Trác Phàm trong lòng kinh hãi, theo dược dịch bay tới phương hướng nhìn qua, lại chính là Nghiêm Tùng. Không biết lúc nào, trong tay hắn dược dịch đã toàn bộ luyện hóa hoàn thành. Nguyên lai hắn vừa mới thả chậm luyện hóa tốc độ, chính là vì tê liệt Trác Phàm, buông lỏng Trác Phàm cảnh giác. Liếc mắt liếc hắn một cái, độc thủ dược phương khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười âm tà, Tống đại sư. Lão phu đã luyện hóa hảo dược dịch, lập tức liền có thể thành đan. Cái kia thời gian ba cái hô hấp, cũng không cần ngươi để, ngươi vẫn là làm tốt ngươi chính mình sự tình a, ha ha ha. Mí mắt ngăn không được mà run lên dốc hết ra, Trác Phàm sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi vừa mới hướng ta đan dược bên trong, ném vào cái gì? Ném, lông mày nhíu lại, độc thủ dược vương từ chối cho ý kiến lắc đầu. Lão phu nhưng là sẽ không làm loại này phá hư người khác luyện đan sự tình, chỉ bất quá lão phu tại luyện hóa dược tài lúc, không cẩn thận đem dược dịch tràn ra đến mấy cái, có lẽ vừa tốt rơi vào ngươi trong dược. Bất quá đây cũng là ngoài ý muốn, còn mời Tống đại sư không nên quá để ý. Ngoài ý muốn, luyện đan sư luyện hóa dược tài lúc, xác thực hội bởi vì tâm thần bất an, nguyên lực chi hỏa bất ổn, mà để dược dịch vẩy ra mà ra. Nhưng cái kia là xuất hiện ở luyện đan người mới học trên thân sự tình, cho dù là nhất phẩm luyện đan sư,
cũng sẽ không lại phát sinh dạng này luyện đan sai lầm. Độc thủ Dược Vương thân là thiên vũ đệ nhất luyện đan sư, đường đường thất phẩm luyện đan sư, làm thế nào có thể phát sinh dạng này sai lầm? Đây rõ ràng, thì là cố ý. Điểm này, tại chỗ tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, nhưng lại không có cách nào. Hắn không phải nói mình là không cẩn thận, người khác cũng không có cách nào chứng thực, hắn là cố ý gây nên. Hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm không thèm quan tâm hắn, vội vàng xem hắn dược dịch bên trong biến hóa. Thế nhưng là cái này không tra còn tốt, tra một cái phía dưới, càng làm cho hắn quá sợ hãi. Thanh mãng vẩy dịch, Trác Phàm không khỏi đại kêu ra tiếng. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau kinh hãi. Hiện tại ai cũng biết, Trác Phàm luyện chế là ôn dương đan, tất cả luyện hóa dược tài, tất cả đều là dương tính ôn hòa dược vật. Nhưng là cái này thanh mãng vẩy dịch, chính là cấp 2 linh thú, trời xanh độc mãng lân giáp luyện hóa mà thành. Mãng xà bản thân chính là vật âm hàn, đồng thời thiên tính hung tàn, bên trong là bao hàm sát khí. Như thế độc vật, chính là cùng ôn dương đan tất cả dược tài tương xung. Vật này một khi làm thuốc, đan dược liền sẽ bởi vì âm dương tương để, mà thuốc lực giảm đi. Đừng nói là tam phẩm đan, cho dù là nhị phẩm đan cũng không giữ được, đoán chừng chỉ có thể luyện thành nhất phẩm đan. Tất cả mọi người không khỏi cũng không có cách nào lắc đầu, thở dài trong lòng. Trác Phàm chiêu này luyện đan thuật, luyện hóa đan dược cực nhanh, hiếm thấy trên đời. Nhưng cũng tiếc, hắn cái kia một tay dược tài, đã hết hiệu lực, coi như luyện chế lại một lần, tại phương diện tốc độ cũng đã rơi phía dưới độc thủ Dược Vương bọn họ một mảng lớn khoảng cách, không bao giờ còn có thể đuổi kịp. Vốn là dễ như trở bàn tay vòng thứ hai vô địch, ngay tại Trác Phàm cuồng vọng tự đại bên trong, nước chảy về biển đông. Độc thủ Dược Vương cười lạnh, nhìn vẻ mặt xương lạnh Trác Phàm, ta dị nói, tiểu tử, còn nhớ rõ ngươi vừa mới lời thề a, một khi ngươi rời đi vị trí này, liền phải đem đầu giao ra. Lão phu thế nhưng là ở chỗ này, thật tốt chờ lấy đây, ha ha ha. Độc thủ Dược Vương cười to, vang vọng tại toàn bộ hoa vũ trong nội đường. Mọi người than nhẹ lắc đầu, đều là vì vị này hoành không xuất thế luyện đan kỳ tài, liền bị cái này độc thủ Dược Vương đường hoàng lấy đi tánh mạng, mà thật sâu tiếc hận. Gốm đan nương thầm thở dài một hơi, thất vọng nhìn Trác Phàm liếc một chút, tiếp tục luyện chế chính mình đan dược. Tiểu tử này, chỉ có một thân luyện đan tuyệt kỹ, nhưng vẫn là tâm tính bất ổn, đáng tiếc. Lưu Nhất thật kinh ngạc nhìn Trác Phàm một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, trên mặt lộ ra bi ai chi sắc. Phía tây ghế khách quý, Hoàng Phủ Thanh Vân cười lớn một tiếng, mừng rỡ như điên, nghiêm trưởng lão hắn, quả nhiên có một tay. Bên cạnh mọi người, ào ào gật đầu hẳn là. Lầu trên sàn chính, Hoa Vũ Lâu ba người tức bực dậm chân. Tiểu tử này, thật sự là chịu không được khen a. Vừa còn khen hắn có thể gánh vác cứu vãn ta Hoa Vũ Lâu gánh nặng, lại lập tức liền bị cái kia Nghiêm Tùng âm chết. Mẫu đơn lâu chủ cái này bạo tính khí, nhịn không được mắng to lên, để ngươi cuồng vọng tự đại, cái này, thật vất vả tạo dựng lên ưu thế, lại toàn không. Đúng vậy a, tiểu tử này làm việc, thật là khiến người ta không yên lòng. Thanh Hoa Lâu chủ cũng là thở dài nói, cứ như vậy, đừng nói để hắn cứu Hoa Vũ Lâu, đoán chừng một hồi chúng ta cái kia muốn làm sao cứu hắn đi. Chỉ có Sở Khuynh Thành, nhìn lấy Trác Phàm, không có bất kỳ cái gì oán trách, chỉ là vẫn lẩm bẩm nói, hắn là thay Khuynh Thiên đến, chẳng lẽ cuồng vọng một chút, không đúng sao? Nếu như Khuynh Thiên tại lời nói, chắc là giống như hắn đi. Sư phụ, ngài mau cứu phu quân đi. Lúc này, Tiếu Đan Đan lại cầu tới Mẫu Đơn Lâu Chủ. Mẫu Đơn Lâu Chủ bất đắc dĩ, nhìn về phía Long Cửu bọn họ, thử dò xét nói, các vị, thấy các ngươi cùng Tống Ngọc giống như rất hiểu biết, không biết các ngươi cảm thấy việc này như thế nào. Nàng tuy nhiên tính khí bạo, nhưng là tâm lại tỉ mỉ. Nàng minh bạch, phải cứu Trác Phàm, chỉ dựa vào Hoa Vũ Lâu thực lực, là vạn vạn làm không được, nhất định phải liên hợp Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ hai nhà. Bất quá nghe đến nàng lời nói, mọi người lại là không có phản ứng gì, đúng là dị thường bình tĩnh. Cứu, cứu cái gì, tiểu tử kia cần chúng ta đi cứu sao? Tạ Thiên Dương nhíu chân mày, thản nhiên nói, ta đoán chừng tiểu tử kia hiện tại đã tức giận đến phổi đều nhanh nổ, giống hắn như vậy khôn khéo tính toán người, lần này thế mà bị người khác trước âm một thanh, hắn có thể nhịn xuống đi mới là lạ. Mi đầu bất giác nhếch lên,
mẫu đơn lâu chủ có chút không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, một mực giữ im lặng Đồng Thiên Bá huynh muội, bỗng nhiên một cái lảo đảo, té ngã trên đất, trên mặt đều là mang theo vẻ hoảng sợ. Không đợi bọn hắn tra hỏi rõ ràng, Đồng Thiên Bá đã là kinh hoàng nói cái kia. Người kia không phải ta Tống Ngọc huynh đệ, hắn là ai? Mọi người giật mình, trong lòng không hiểu, cùng nhau nhìn xuống dưới. Nhưng là cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, cho nên ngay cả bọn họ tâm, cũng ngăn không được phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Bởi vì lúc này giờ phút này, Trác Phàm trong mắt, đã là ngưng tụ lại giống như thực chất sát ý. Cỗ này sát ý, giống như là cửu u địa phủ tu la giống như, để tất cả nhìn đến hắn ánh mắt người, đều cảm giác giữa cổ sớm đã treo lên một thanh chí mạng lưỡi đao. Tựa hồ sau một khắc, liền có thể tùy tiện kết tính mạng bọn họ. Trác Phàm lần này, thật phẫn nộ. Hắn nãi nãi, trước kia chỉ có lão tử âm 10 phần, không nghĩ tới lần này lại bị lão nhân này vượt lên trước âm một tay. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm một cái tay y nguyên khống chế ngọn lửa kia phong bạo, một cái tay khác lại sớm đã hung hăng nắm lại một nắm đấm thép, ngăn không được lay động. Tựa hồ sau một khắc, liền muốn trọng quyền xuất kích. Hắn đường đường ma hoàng, luôn luôn tôn sùng tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương ma đạo chí lý. Nhưng là bây giờ, hắn chả không song âm, ngược lại để người khác đoạt tiên cơ, cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều chịu không được. Giờ này khắc này, chỉ có cầm đối thủ đầu, mới có thể bảo vệ cho hắn ma đạo chí tôn tôn nghiêm. Toàn thân tất cả sát cơ đều giấu ở cái kia hai cái trong đồng tử, cho nên tại độc thủ dược vương cách hắn gần nhất. Lại là căn bản không có cảm giác đi ra. Ngược lại, lầu trên sàn chính mọi người, một mực chú ý hắn tình huống, mới từ hắn trong hai con ngươi, nhìn ra nồng đậm sát cơ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Hoa Vũ lâu những người kia mới rốt cuộc biết Trác Phàm đáng sợ. Trước kia, các nàng một mực coi Trác Phàm là thành là một cái không biết trời cao đất rộng làm càn làm bậy, ba phen mấy bận kém chút mất đi tính mạng. Nếu không phải các nàng kịp thời xuất thủ, cái này công tử ca sớm đã chết. Nhưng là bây giờ, các nàng mới khắc sâu minh bạch, người này thật không đơn giản. Không nói trước, thanh này toàn thân sát cơ tụ tại song đồng bản sự, liền không phải người bình thường có thể làm được, liền các nàng những ngày này huyền cao thủ cũng không được. Phải biết giết người tất có sát cơ, xuất thủ càng hung ác, sát cơ càng nặng. Đây vốn là trấn nhiếp địch nhân một đại vũ khí, nhưng là đang đánh lén thời điểm, lại bại lộ chính mình ý đồ. Cho nên phàm là kẻ ám sát, đều sẽ học tập ẩn tàng sát cơ bản sự. Nhưng là ẩn tàng lại sâu, đối với độc thủ dược vương dạng này đối chung quanh một ngọn cây cọng cỏ đều cực kỳ mẫn cảm cao thủ tới nói, lại là không có chút nào tác dụng. Mà Trác Phàm dạng này, đem tất cả sát cơ tụ tại hai mắt. Chỉ cần không nhìn thấy hắn ánh mắt, thì không cảm giác được hắn sát cơ, lại là tốt nhất đánh lén thủ đoạn. Có thể thấy được, luôn luôn tùy tiện Trác Phàm. Đúng là lớn nhất tinh thông ám sát chi thuật người. Lại đến, Trác Phàm trong đôi mắt sát khí, thế mà có thể nồng đậm đến trình độ như vậy, cho nên tại liền bọn họ những ngày này huyền cao thủ nhìn, đều cảm thấy thật sâu uy hiếp. Cuối cùng là giết bao nhiêu người, mới có thể tích lũy cường đại như thế sát khí. Lẫn nhau ngưng trọng liếc nhau, mẫu đơn lâu chủ mọi người cuối cùng minh bạch Đồng Thiên Bá lời nói bên trong hàm nghĩa, người này tuyệt không phải Tống Ngọc. Một cái tam lưu gia tộc thiếu gia, trong mắt cái nào đến mãnh liệt như thế sát ý. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao muốn cải trang thành Tống Ngọc bộ dáng, xuất hiện tại ta Hoa Vũ lâu khu vực. Thanh Hoa lâu chủ trong lòng run lên, hướng mọi người chung quanh nhìn xem. Sở Khuynh Thành cùng mẫu đơn lâu chủ, cũng là nghi ngờ nhíu mày, nhưng Tiềm Long các cùng kiếm hầu phủ mọi người, lại sớm đã biết chân tướng, trong mắt giếng cổ không gợn sóng. Cười nhẹ nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, Long Cửu thản nhiên nói, yên tâm đi, Sở Sở nha đầu, tiểu tử này xuất hiện, đối Hoa Vũ lâu tuyệt đối là phúc thì không phải là họa. Đúng vậy a, Sở Sở tỷ tỷ, tiểu tử này tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng bây giờ có thể cứu các ngươi Hoa Vũ lâu, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Lần đầu tiên, Long Quỳ đúng là lần đầu đối Trác Phàm tiến hành chính diện đánh giá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Long Quỳ gương mặt một đỏ, nghỉnh đầu nói, các ngươi nhìn ta làm gì, ta chỉ nói là chuyện này thực, tiểu tử này xác thực có mấy phần năng lực mà. Bật cười lắc đầu,
Long Cửu không khỏi âm thầm cảm khái. Cái này Trác Phàm thật là kỳ nhân, thực lực coi như lại chán ghét người khác, đều không thể không từ đáy lòng tán thưởng. Hoa Vũ Lâu mọi người, từ lấy bọn hắn làm trò bí hiểm, trong lòng càng thêm mơ hồ, nhưng là nghĩ đến người này mặc dù có uy hiếp, nhưng hẳn không phải là hướng về phía Hoa Vũ Lâu, liền cũng thả lỏng trong lòng. Hắc hắc hắc, tiểu tử kia đã không nhịn được, lập tức liền muốn động thủ. Lúc này, Tạ Thiên Dương đột nhiên tà cười một tiếng, mọi người giật mình, vội vàng nhìn xuống dưới. Quả nhiên, Trác Phàm trong mắt sát ý đã ngăn không được hướng bên ngoài tràn ra, đây chính là gần như động thủ điểm tới hạn. Thế mà, đúng lúc này, trong mắt của hắn cái kia muốn rồi rào muốn ra sát cơ, lại là đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Tạ Thiên Dương sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía người khác, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này làm sao nhịn ở, hoàn toàn không phải hắn phong cách a. Dựa theo hắn đối Trác Phàm giải, đối mặt như thế khuất nhục, Trác Phàm còn không đem đối phương tháo thành tám khối, làm sao lại dễ dàng như vậy thì đè xuống nộ khí. Càng hiện tại là động thủ tốt nhất thời khắc, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào. Long Cửu bọn họ đồng dạng không hiểu, bọn họ biết, Trác Phàm cũng không phải là do dự thiếu quyết đoán người, tuyệt không nên cái kia buông tha tốt như vậy đánh lén cơ hội. Giết người đoạt thuốc, bỏ trốn mất dạng, vốn chính là hắn ngay từ đầu thì kế hoạch tốt, làm sao lại nửa đường thay đổi. Tất cả mọi người, đều đối Trác Phàm hành động, biểu thị không hiểu, chăm chú nhìn về phía dưới cái kia hất lên màu đen áo choàng bóng lưng. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm lần nữa đem tâm tình bình tĩnh xuống tới, nhìn một chút sau lưng áo choàng, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Hắn hôm nay tới mục đích, không chỉ có riêng là ngăn cản đế vương môn trinh phạt, vì Lạc Gia quật khởi tranh thủ thời gian. Còn có chính là, còn Sở Khuynh Thành tặng thuốc chi tình. Tuy nhiên cứu vãn Hoa Vũ Lâu, cũng coi như trả lại nàng nhân tình. Thế nhưng dù sao cùng bản thân hắn mục đích trùng hợp, tại hắn nội tâm bên trong cũng không tính tránh thức còn chút tình ý này. Cho nên hắn lần này, mới có thể muốn thay thế Sở Khuynh Thiên, leo lên Thiên Vũ đệ nhất luyện đan sư ngai vàng. Nhất đan Khuynh Thiên, là Sở Khuynh Thiên nguyện vọng, cũng là Sở Khuynh Thành tâm nguyện. Ma đạo cường giả, cả đời lỗi lạc, tuyệt không thể bị nhân tình chỗ mệt mỏi. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo tinh quang, vung tay lên, trước người lò luyện đan nóc liền bỗng nhiên bay lên. Tiếp lấy hắn lại vung tay lên, trong tay cái kia đạo hỏa diễm phong bạo loại sách tay lấy dược dịch, đột nhiên tiến vào lô đỉnh bên trong. Tống đại sư, hắn phải dùng lô đỉnh luyện đan. Mọi người cùng nhau run lên, toàn đều nhìn về Trác Phàm phương hướng. Phàm là luyện đan đại sư, đối dược tài trưởng khống lực đều cực mạnh. Chỉ có luyện chế phẩm cấp cao đan dược lúc, mới có thể dùng được lô đỉnh, phụ trợ trưởng khống những dược liệu này luyện chế. Giống tam phẩm đan dược loại này cấp thấp đan dược, vị trí thứ 20 luyện đan sư, cơ bản trong lòng bàn tay liền đã có thể luyện chế hoàn thành. Thế nhưng là Trác Phàm lúc trước bộc lộ tài năng, đã có đại sư phong phạm, rõ ràng trong lòng bàn tay liền có thể luyện chế hoàn thành. Bây giờ lại đột nhiên dùng tới lò luyện đan đỉnh, hiển nhiên là có đại thủ bút. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt, đều hướng chỗ của hắn nhìn qua. Cười lạnh, độc thủ dược phương nhìn lò kia bên trong đã tại nguyên lực chi hỏa bên trong, toàn bộ nhập bọn với nhau dược tài liếc một chút, khinh thường bĩu môi nói tiểu tử, người cái này lô thuốc đã phế. Có cần hay không lô đỉnh, đều luyện không ra tam phẩm đan đến, người vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Lão tử luyện đan bản sự, cái nào là người cái này phàm phu tục tử có khả năng phỏng. Nghi đầu hơi nhíu, Trác Phàm chỉ sau lưng áo choàng, lần nữa lớn tiếng nói, thấy rõ ràng, ngươi chỉ là độc thủ dược phương, lão tử thế nhưng là nhất đan Khuynh Thiên. Ngươi thực lực của ta, cũng là một trời một vực. Vừa dứt lời, nương theo lấy tất cả mọi người ánh mắt, Trác Phàm bỗng nhiên nhảy đến lò luyện đan lên, tại tất cả mọi người thật không thể tin ánh mắt bên trong, mở ra dây lưng quần. A, à, từng tiếng nữ tử kêu sợ hãi truyền ra. Tất cả tại chỗ nữ tử, tất cả đều đỏ bừng gương mặt, cúi thấp đầu. Triển lãm trên đài Tiểu Nhã, càng là gấp bưng bít lấy hai mắt, vội kêu lên Tống. Tống đại sư, người đây là làm cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là luyện đan. Trác Phàm trợn mắt một cái, tiếp theo tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn soi mói, nâng thương xạ kích. Một dòng như thanh tuyền giống như thanh tịnh dòng nước,
liền ào ra mà xuống, rơi vào lò kia trong đỉnh lửa nóng hừng hực bên trong. Mẹ hắn, lão tử không nhìn lầm đi, Tống đại sư hắn, hắn thế mà tại hướng lò luyện đan trong đỉnh đi tiểu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mắt trợn tròn, cái này mẹ hắn là làm gì, luyện đan à, vẫn là vò đã mẻ không sợ rơi, bắt đầu trêu chọc ra. Độc thủ dược phương cùng một đám luyện đan đại sư nhóm, cũng là trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, tựa hồ cũng hoàn toàn ngốc rơi. Coi như luyện đan luyện thua, đầu muốn dọn nhà, nhưng tôn nghiêm dù sao cũng nên muốn a, mặt mũi cũng nên muốn đi. Tiểu tử này là đang làm gì, hướng đan dược này cho hả giận, vẫn là hướng bọn họ thị uy, cũng quá không thể tưởng tượng đi. Ây, đây là đâu vừa ra? Lầu trên sàn chính, Tạ Thiên Dương ngốc ngơ ngác nhìn Trác Phàm tại lô đỉnh trên miệng đi tiểu. Theo cái kia nước tiểu nhập đỉnh, lúc trước còn thiêu thẳng mạnh hỏa diễm, cũng là dần dần dập tắt xuống tới. Mắt thấy cái kia chỉnh lô dược tài, đừng nói là nhất phẩm đan, đã toàn phế, tiểu tử này coi như thua đan thi đấu, chẳng lẽ liền mặt mũi đều không muốn, làm sao làm lấy trước công chúng trước mặt, làm ra như thế chuyện vô sỉ, chẳng lẽ nói. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Tạ Thiên Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, mọi người tuyệt đối đừng nhìn hắn a, riêng là ba vị lâu chủ. Phi, người nào nhìn hắn? Giờ này khắc này, Sở Khuynh Thành các nàng sớm đã che lên hai mắt, lưng đối đi qua, đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiếu Đan Đan vốn định quay đầu nhìn một chút, nhưng lại bị mẫu đơn lâu chủ cường ngạnh chật trở về, còn hung hăng chừng nàng liếc một chút. Vì thế, Tiếu Đan Đan còn có chút ủy khuất, mặc kệ người kia là ai, chung quy là hắn phu quân a, chẳng lẽ nàng cũng không thể nhìn sao? Hắn nãi nãi, tiểu tử này khẳng định điên. Tại xác định tất cả mọi người quay người về sau, Tạ Thiên Dương cũng tranh thủ thời gian quay người, hùng hùng hổ hổ nói, ta biết hắn muốn làm gì, lấy tiểu tử này nước tiểu tính, khẳng định là trước dùng đi tiểu đến làm nhục tại chỗ tất cả mọi người, sau đó lại đem tất cả mọi người giết sạch. Trong lòng không khỏi giật mình, mẫu đơn lâu chủ không thể tin nói, điều đó không có khả năng a, cái kia không thành biến thái sát nhân cuồng ma à, thiên hạ tại sao có thể có loại người này? Hừ, hắn vốn là rất biến thái, ưa thích giết người, mà lại tuyệt đối là cái cuồng ma. Tạ Thiên Dương 10 phần chắc chắn mà nói, cho nên chúng ta tuyệt đối đừng nhìn hắn hạ thân, không phải vậy thì cho hắn giết chúng ta lý do. Long Cửu sờ sờ chòm râu, cái này giải thích tuy nhiên gượng ép đất nhiều, nhưng có vẻ như Trác Phàm tiểu tử này khởi sướng giận đến, còn thật có thể làm ra tới. Sau đó lôi kéo Long Quỳ, Long Kiệt hai người, cũng là lưng đối đi qua. Mà gặp liền Long Cửu đều làm như thế, Sở Khuynh Thành các nàng càng thêm tin tưởng, trong lòng không khỏi lo sợ lên. Các nàng không biết Trác Phàm đến tột cùng là ai, nhưng nhìn chúng người bộ dáng, tựa hồ là cái tương đương nhân vật kinh khủng. Loại tình cảnh này, nếu để cho Trác Phàm biết, nhất định sẽ đem Tạ Thiên Dương bắt lại hung hăng hải biển một trận. Lão tử lúc nào, thành biến thái sát nhân cuồng ma? Không sai, xác thực có người nói lão tử biến thái. Thế nhưng nói là lão tử thực lực, lão tử cũng xác thực giết người, nhưng lão tử giết đều là địch nhân, lão tử cũng là cuồng ma, nhưng lão tử là ma đạo chí tôn nha. Người nhà đem cái này ba cái từ cho lão tử liền lên truyền bá, đây không phải là bại hoại lão tử danh dự a. Bất quá may mà, Trác Phàm cũng không biết trên lầu phát sinh sự tình, không phải vậy lại là một kiện huyết án a. Đem đi tiểu vung tận, Trác Phàm nhảy xuống lò luyện đan. Tại tất cả mọi người ánh mắt kỳ dị bên trong, nhìn xem độc thủ dược vương trên tay đan dược, đã lập tức liền muốn thành hình. Nhìn lại mình một chút trong lò luyện đan, cũng đã một bãi không rõ ràng cho lắm hổ dán, không khỏi hơi hơi gật gật đầu. Còn tốt, tới kịp. Khóe miệng nhếch lên một cái tất thắng mỉm cười, Trác Phàm nhìn về phía ngây ngốc độc thủ dược vương, thản nhiên nói, lão bất tử, lão tử hiện tại liền để ngươi xem một chút, cái gì là luyện đan thuật phía trên chênh lệch. Vừa dứt lời, Trác Phàm bỗng nhiên vừa bấm thủ quyết, hướng trong lò luyện đan nhất chỉ, hét lớn lên tiếng, kim lân há lại là vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa long. Đốt, thần long dẫn. Giống. Bỗng nhiên, cơ hồ đã muốn tắt lửa đan lô, đúng là bỗng nhiên phóng ra nói đạo kim quang, một tiếng kinh hãi thiên long hống đột nhiên vang vọng tại tất cả mọi người mà thôi trước, đem tất cả mọi người ánh mắt, tức chính là lúc trước cúi đầu không dám nhìn đi nữ tử. Cũng tất cả đều hấp dẫn tới. Siêu.
Một đạo kim sắc quang trụ, từ cái này trong lò luyện đan phóng lên tận trời, ban đầu vốn đã dần dần dập tắt lò lửa, đột nhiên lần nữa cháy hừng hực lên. Hóa thành một đạo hỏa long, dọc theo kim trụ xoay quanh mà lên. Trong tay lần nữa ấn quyết biến đổi, Trác Phàm trong miệng niệm niệm có tiếng, âm chuyển dương, rắn hóa long, lên như diều gặp gió đăng thiên môn, đốt. Giống. Lại là một tiếng thần long trường ngâm, lộ đỉnh bên trong bãi kia bị Trác Phàm đi tiểu thấm vào lấy đan dịch, đúng là bỗng nhiên chớp động lên ánh sáng màu vàng. Sau một khắc, nhưng gặp cái kia chất lỏng màu vàng óng, giống như một đầu róc rách như suối chảy, dọc theo cự long dáng người, ngược dòng thẳng lên. Mà theo cái này kim sắc đan dịch lưu động, cái này cự long toàn thân cao thấp khí thế cũng cường thịnh hơn lên, dường như cái này đan dịch chính là cự long huyết mạch đồng dạng, cho nó vô tận sinh mệnh lực. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bao quát những ngày kia vũ tối đỉnh cấp các luyện đan sư, đều dường như quên tay bên trong ngay tại luyện chế đan dược, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Bọn họ luyện đan luyện mấy chục năm còn lần đầu gặp có người luyện đan, có thể luyện đến như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Kinh ngạc nhìn cái kia đan dịch dần dần tràn lan lên toàn bộ cự long thân thể, độc thủ dược vương đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận bất an. Tựa hồ nghĩ đến cái gì giống như, vội vàng tăng lớn trong tay hỏa lực, muốn phải nhanh một chút cầm trong tay đan dược luyện thành. Cười lạnh, Trác Phàm khóe miệng nhếch lên một cái tà dị đường cong, quát to, lão gia hỏa, đã muộn, vòng thứ hai cạnh tranh đan vô địch, vẫn là lão tử. Vừa dứt lời, Trác Phàm bỗng nhiên ấn quyết lần nữa biến đổi, kêu lên, thần long quay đầu công thành lui, long khí nhập viêm linh đan thành. Ông! Chỉ một thoáng! Một đạo nhìn bằng mắt thường không đến ba động bỗng nhiên từ cái này quang trụ ở giữa tản ra. Ngay sau đó, nhưng gặp cái kia quang trụ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một chút kim quang, phiêu tán không trung. Mà cái này hỏa long không có quang trụ phụ thuộc, vừa nghiêng đầu bỗng nhiên hướng trong lò đan đánh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hỏa long thân thể đột nhiên nổ tung lên, hình thành một cái đại hỏa cầu. Thế nhưng là không đợi hỏa cầu kia khuếch tán. Bốn phía một chút kim quang đã là cấp tốc hướng vào phía trong tụ tập lại, lấy luyện đan đỉnh lô vì trung thành, như cùng một con lưới lớn, đem hỏa cầu kia từng bước một hướng bên trong áp đi. Cuối cùng, tại sau cùng một tiếng thần long tê minh kinh thiên gào thét bên trong, tất cả kim quang cuối cùng ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một hạt mặt ngoài kim quang lưu động đan hoàn. Trác Phàm tay khẽ vẫy, đem đan dược thu vào trong tay, giơ lên cao cao, lớn tiếng nói, tam phẩm đan dược. Long Dương Đan, luyện chế hoàn thành. Trác Phàm tuyên cáo tại tất cả mọi người trong tai truyền vang, nhưng là bọn họ còn một mực chấn kinh tại vừa mới luyện đan kỳ cảnh, chờ kịp phản ứng lúc, mới ngăn không được giật nảy cả mình. Riêng là những luyện đan sư kia nhóm, càng là thật không thể tin. Cái này Tống Đại Sư đan thuốc không phải đã bị hủy à, làm sao có thể còn có thể luyện ra tam phẩm đan đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt nghi ngờ. Nhìn về phía triển lãm trên đài phân tích, Tiểu Nhã, mời nàng đến phân biệt một chút, Trác Phàm viên thuốc này đến tột cùng phải chăng đã đạt đến tam phẩm hàng ngũ. Minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ, Tiểu Nhã trầm ngâm một trận, vẫn là kiên trì đi vào Trác Phàm trước mặt. Nhưng là muốn nàng tiếp nhận viên đan dược kia, lại là lại có chút do dự. Viên này quỷ dị đan dược, mọi người đều biết, là Trác Phàm dùng nước tiểu ba phải cùng đi ra. Trước bất luận nó có phải là hay không tam phẩm đan, nhưng là bên trong cách điều chế, liền để Tiểu Nhã đại cô nương này khó có thể tiếp nhận. Ách, Tống Đại Sư, ngài xác định đây là khỏa tam phẩm đan. Tiểu Nhã xoa xoa tay, có chút khó khăn nói. Nghi đầu hơi nhíu, Trác Phàm đem đan dược hiện lên đến trước mặt nàng, suy cười ra tiếng, ngươi là phân tích, đương nhiên là ngươi đến giám định. Nếu như dùng mắt thường nhìn không ra lời nói, ngươi ăn vào nó. Ta cũng không để ý. Gương mặt hung hăng rút rút, Tiểu Nhã trong lòng tức giận, Trác Phàm đây rõ ràng lại là đang trêu đùa nàng. Đừng nói hắn đây là tam phẩm đan, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn sau cùng cách điều chế, liền xem như thất phẩm đan, cô nãi nãi cũng tuyệt đối không ăn. Thế nhưng là đối mặt mọi người hy vọng ánh mắt, nàng lại là lại không thể không cho tất cả mọi người một cái sáng tỏ đáp án. Không có cách nào, nàng đành phải ai thán một tiếng. Căm ghét tiếp nhận viên kia dùng nước tiểu luyện thành đan dược. Thế nhưng là đan dược vừa mới nhập trường, lại là một trận rét lạnh. Rõ ràng là vừa mới luyện chế tốt đan dược,
vì sao đan dược lên không có nóng rực hỏa khí. Tiểu Nhã trong lòng kỳ quái, nhưng là chờ nàng cầm tới phụ cận tỉ mỉ quan sát về sau, lại là càng thêm lớn kỳ. Đan dược này chẳng những không có vừa ra lô nóng rực, thậm chí ngay cả đan hương đều không có, phảng phất là dùng bùn đất cùng thành nê hoàn một dạng, căn bản nhìn không ra phẩm giai tới. Không thể nào, nhìn tiểu tử này vừa mới lớn như vậy chiến trận, không có khả năng liền nhất phẩm đan đều luyện không ra a. Chẳng lẽ nói, là đan dược này có gì đó quái lạ? Tiểu Nhã trong lòng trần trờ, nhìn nửa ngày nhìn không ra cái nguyên do về sau, sau cùng chỉ có thể lúng túng nói ách, xin lỗi, Tống Đại Sư, ngài cái này Mai Long Dương Đan, tha thứ Tiểu Nhã mắt phụng về, nhìn không ra phẩm giai. Nghe được lời này, mọi người càng là thấy kỳ lạ, toàn trường trong nháy mắt toán loạn lên. Phàm là đan dược, đều có phẩm giai, nơi nào có không có phẩm cấp giai đan dược. Vẫn là nói đan dược này, chẳng qua là một đống cặn thuốc tụ hợp mà thành, cho nên mới nhìn không ra phẩm giai. Nghe lấy giữa sân hối hả thảo luận, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Tiểu Nhã nói, bằng không, ngươi phục nó, nhìn nó đến cùng là mấy phẩm đan. Lời vừa nói ra, dưới trận chúng người lập tức ồn ào nói, phục nó, phục nó, phục nó. Tiểu Nhã sắc mặt một khổ, hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, nhưng là lại nhìn về phía trong tay đan hoàn, lại là sắp khóc đi ra. Cái này đan hoàn nếu thật là mai đan còn tốt, nếu không phải lời nói, vậy lão nương không phải là uống hắn nước tiểu. Trong lúc nhất thời, Tiểu Nhã đúng là tình thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên, đúng lúc này, một tiếng thanh âm già nua lại là đột nhiên phát ra, phân tích không cần phục nó, chỉ cần đem đan dược này một phân thành hai, tự nhiên có thể phân biệt phẩm giai, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì, liền theo Lưu Đại Sư ngài nói làm. Tiểu Nhã như là kiếm một cọng cỏ cứu mạng giống như, cảm kích nhìn Lưu Đại Sư liếc một chút, tiếp lấy khép lại hai ngón, tại đan hoàn ở giữa nhẹ nhàng vạch một cái. Hưu, từng tia kim sắc khí thể, từ đan trong dược tiết ra, bên trong còn kèm theo từng trận tiếng long ngâm. Cuồn cuộn đan hương đột nhiên phát ra, chỉ là trong khoảnh khắc, liền đã tràn ngập toàn trường. Mà nghe thấy được viên thuốc này người, đều ngăn không được tinh thần lắc một cái, đúng là toàn thân cao thấp nguyên lực đều tại phồng lên. Dược lực này cũng quá mạnh a, còn không có phục dụng, liền đã có thần hiệu như thế, cái kia phục dụng còn phải. Viên này đan tuyệt không chỉ là tam phẩm, mà chính là. Mọi người giật mình, cùng nhau nhìn về phía triển lãm trên đài Tiểu Nhã. Tiểu Nhã lúc này cũng kinh ngạc đến ngây người, nhịn không được kêu ra miệng cái này. Đây là ngũ phẩm đan. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nghe đến phân tích tại chỗ giám định, tất cả mọi người không tự giác hít sâu một hơi. Cái này hắn nãi nãi đến tột cùng là bí thuật gì, vậy mà có thể sử dụng nhị phẩm đan dược dược tài, luyện ra ngũ phẩm đan đến. Vị này Tống Đại Sư, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Chờ một chút. Đột nhiên, Tiểu Nhã kinh dị nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Viên đan dược kia vậy mà tự mình hàng phẩm cấp thấp, hiện tại là tứ phẩm đan. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa kinh hãi. Cái này mẹ hắn thật sự là kỳ, còn chưa từng nghe nói, đan dược chính mình hàng phẩm giai. Thế nhưng là, còn không đợi trong lòng bọn họ nghi hoặc, Tiểu Nhã thanh âm lại vang lên lần nữa, hiện tại là tam phẩm. Nhị phẩm, nhất phẩm. Tiểu Nhã thanh âm mỗi vang một lần, mọi người tâm liền đi theo nhảy một lần. Rốt cục, Tiểu Nhã hít sâu một hơi, bất khả tư nghị nhìn về phía trên trận tất cả mọi người, lẩm bẩm nói ta. Ta không nhìn lầm a, viên đan dược kia, biến mất. Trong tay nâng lên bị cắt mở đan hoàn, Tiểu Nhã lẩm bẩm nói cái này. Chỉ là cặn thuốc, tính, giống như chết tính. Tất cả mọi người bị trước mắt hiện tượng quỷ dị, cả kinh nói không ra lời. Lại có đan dược có thể hư không tiêu thất, chỉ còn lại bên ngoài tầng kia cặn thuốc. Đây cũng quá nói mơ giữa ban ngày a, đan dược này cũng không phải là sống, còn có thể chính mình chạy. Quan trọng liền xem như sống, nó cũng không có khả năng tại trước mắt mọi người, vô thành vô tức chạy đi. Tống Đại Sư, cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu Nhã lúng túng một miệng môi dưới, nhìn về phía Trác Phàm. Bỗng nhiên, tất cả mọi người, cũng cùng nhau nhìn về phía hắn. Từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Trác Phàm cười đùa nói, ta sớm bảo ngươi phục nó,
hiện tại ngươi coi như muốn phục, đều không. Hung hăng lung lay hàm răng, nàng sớm nên nghĩ đến, tiểu tử này tuyệt sẽ không dễ dàng giải thích cho nàng nghe, tất yếu trêu chọc nàng một phen. Cho nên thẳng thắn không đi hỏi hắn, mà chính là nhìn về phía hắn mấy vị luyện đan đại sư. Đúng lúc này, độc thủ Dược Vương vừa thu lại hỏa diễm, bưng lấy một cái đỏ bừng đan hoàn, lại là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, ai, nghĩ không ra vẫn là trễ một bước. Bất quá coi như không muộn, a. À. Nói, hắn liền thuận tay ném cho trên đài Tiểu Nhã. Tiểu Nhã tiếp nhận xem xét, không khỏi giật nảy cả mình, không hổ là độc thủ Dược Vương, viên này lại là chuẩn tứ phẩm linh đan. Có thể đem nhị phẩm dược tài, luyện thành chuẩn tứ phẩm đan dược, có thể thấy được Nghiêm lão luyện đan thuật, quả thực thần kỳ kỹ. Nhưng là Tiểu Nhã lời ấy xuất khẩu, giữa sân lại cũng không có bao nhiêu phản ứng, mọi người chỉ là a một tiếng, gật gật đầu, liền không có gì. Từ khi nhìn Trác Phàm cái kia kinh thiên động địa luyện đan bí thuật, còn có người nào mặt nói mình luyện đan thuật thần kỳ kỹ. Cũng là độc thủ Dược Vương chính hắn, lúc này cũng là thật sâu nhắm mắt lại, lộ ra có chút hiu quạnh. Ách, các người cái này là làm sao, Tống đại sư viên đan dược kia đến tột cùng là mấy phẩm, hiện tại còn thượng không kết luận. Cái gì thượng không kết luận, coi như người khác không rõ ràng, nhưng đứng ở chỗ này trước 10 người luyện đan sư, chỉ sợ đều rõ ràng cái kia đan dược lợi hại. Thế mà, Tiểu Nhã lời còn chưa nói hết, Lưu Nhất Thật đã là cưỡng ép ngắt lời nói, tiểu cô nương, ngươi còn quá trẻ tuổi, coi như tạm thời có thể làm chúng ta những người này phân tích, nhưng cũng tuyệt đối phân tích không Tống đại sư viên đan dược kia giá trị. Không khỏi sững sờ, Tiểu Nhã trong lòng không phục. Nàng coi như không phải luyện đan đại sư, nhưng là bình sinh gặp qua đan dược không đếm hết, phán định đan dược phẩm giai cùng giá trị, tuyệt không thành vấn đề. Làm sao lại không thể phân tích tiểu tử kia đan dược? Thế nhưng là nhìn về phía cái kia trước 10 người luyện đan đại sư biểu lộ, lại từng cái là rất tán thành bộ dáng. Thậm chí ngay cả Thiên Vũ đệ nhất luyện đan sư, độc thủ Dược Vương, đều mịt mờ gật gật đầu. Đây là có chuyện gì? Hắn cùng cái kia Tống đại sư không là đối đầu a, làm sao cũng sẽ hướng về hắn nói chuyện. Thế nhưng là nàng không biết là, độc thủ Dược Vương ngược lại là không muốn thừa nhận Trác Phàm mạnh hơn hắn. Thế nhưng là biết Trác Phàm tay này luyện đan thuật giá trị, lại căn bản không chỉ một mình hắn. Hắn một vị phủ định, sẽ chỉ bị đến người khác khinh thường. Trước kia hắn là luyện đan giới quyền uy, nhưng bây giờ thật sự là liền bôi nhỏ kẻ thù quyền lực đều không có a. Chỉ vì Trác Phàm vừa mới cái kia hai tay luyện đan thuật, thật sự là kỹ áp quần hùng. Ta không nhìn lầm đi. Lầu trên sàn chính, Tạ Thiên Dương nháy mắt mấy cái, lẩm bẩm nói, cái này độc thủ Dược Vương, vậy mà thật coi lấy nhiều người như vậy mặt, nhận thua. Đây là cái kia, thích nhất sĩ diện Nghiêm trưởng lão sao? Sở Khuynh Thành các nàng liếc nhau, cũng tất cả đều là một mảnh vẻ kinh dị. Làm cho lão gia hỏa này tâm phục cãi lại phục, tuyệt đối không đơn giản. Chuyện này Tống Ngọc, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ba người lẫn nhau nhìn xem. Mẫu đơn lâu chủ chỉ chớp mắt châu, nhìn về phía Tạ Thiên Dương nói, Tạ công tử, người thật cùng cái kia giả Tống Ngọc quen biết sao? Ta nhìn người căn bản không biết hắn, còn nói cái gì biến thái sát nhân cuồng, người ta cái kia. Là luyện đan có được hay không? Nói đến đây thời điểm, cho dù là mẫu đơn lâu chủ gương mặt cũng không nhìn được hồng hồng. Dù sao, Trác Phàm vừa mới cử động, ai có thể nghĩ tới hắn là muốn luyện đan? Cái cổ không khỏi cao ngạo ngẩng lên nhất, Tạ Thiên Dương hừ nhẹ nói, ai nói bổn công tử không biết cái kia ra hỏa, ta thế nhưng là cùng hắn cùng một chỗ quá mệnh giao tình. Vậy hắn họ gì tên gì? Hắn không phải liền là cái kia. Đột nhiên, Tạ Thiên Dương tròng mắt hơi híp, đoán được mẫu đơn lâu chủ ý đồ, cười ta nói, ta thì không nói cho ngươi, các ngươi tiếp tục chờ xem kịch liền tốt. Nghe được lời này, mẫu đơn lâu chủ hận hận khẽ cắn môi. Nguyết hắn một cái. Long Cửu khẽ vuốt chòm râu, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, lại là càng thêm tán thưởng. Nghĩ không ra tiểu tử này trong tay trận pháp bao hàm có thượng cổ trận pháp, liền luyện đan thuật đều có thượng cổ bí thuật, hắn đến tột cùng là ai a, làm sao trên thân có nhiều như vậy bảo bối. Trước kia chỉ là một cái lạc gia tạp dịch, khả năng à. Triển lãm trên đài, Tiểu Nhã tới lui bước đi thong thả dạo bước. Giữa lông mày thật sâu nhăn lại một cái vấn đề.
theo lần lượt có người luyện thành tam phẩm đan dược, lọt vào người cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là cái này vòng thứ hai cạnh tranh đan vô địch, nàng lại chậm chạp không thể phán định ra tới. Mà người quán quân này nhân tuyển, không thể nghi ngờ thì tại vị này Tống Đại Sư cùng độc thủ Dược Vương ở giữa. Thế nhưng là, độc thủ Dược Vương luyện chế cái kia chuẩn tứ phẩm đan, là thật sự nắm ở trong tay nàng, thế nhưng Tống Đại Sư đan thuốc, đã là theo nàng mở ra đan thể về sau, hóa thành một luồng kim sắc khí thể, biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến nàng nên như thế nào phán định. Lại có, coi như nó thật biến mất không thấy gì nữa, nhưng tối thiểu biến mất trước có cái chính xác a, là mấy phẩm cũng là mấy phẩm. Thế nhưng là ngươi nha theo ngũ phẩm, một đường xuống đến nhất phẩm, đây là cái gì cái tình huống? Không làm rõ ràng được bên trong quan trọng, nàng liền không cách nào phân xét. Nếu là nàng phán định cái này Tống Đại Sư thắng lợi, lý do là cái gì, không có cách nào hướng tất cả mọi người bàn giao. Như phán định độc thủ Dược Vương thắng được, như vậy cái kia 10 vị bài danh trước nhất luyện đan đại sư, lại là muốn tất cả đều hướng nàng quăng tới xem thường ánh mắt. Phảng phất tại nói, tiểu cô nương vẫn là quá trẻ tuổi, căn bản nhìn không ra viên thuốc này thần diệu. Đáng giận nhất, là liền độc thủ Dược Vương chính mình, đều sẽ toát ra như thế ánh mắt. Đây thật là trái cũng không phải, phải cũng không phải. Phán định Tống Đại Sư thắng lợi, chỉ sợ không thể phục chúng, nhưng nếu phán định độc thủ Dược Vương thắng, cái này 10 cái tối đỉnh cấp luyện đan sư, lại hội không phục. Tiểu Nhã tự hỏi, làm nhiều năm như vậy phân xét, vẫn là lần đầu gặp phải như thế khó có thể lựa chọn sự tình. Không có cách nào, nàng đành phải nhìn về phía Lưu Nhất Thật, cung kính hướng hắn cầu dạy. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cái này Lưu Nhất Thật xem như trong 10 người đã có tư lịch, lại tương đối tốt nói chuyện luyện đan đại sư. Giống Trác Phàm cùng độc thủ Dược Vương, một cái cao ngạo, một cái lạnh lùng, sớm làm thì đừng để ý đến bọn hắn. Còn Đào Cô cùng Nghiêm Phục, thì là vì tránh hiểm nghi, cũng liền không hỏi bọn hắn. Lưu Đại Sư, không biết ngài có thể hay không hướng mọi người giảng giải một chút, Tống Đại Sư vừa mới viên đan dược kia chỗ kỳ diệu. Không có trực tiếp trả lời. Lưu Nhất thẳng thắn trước hướng Trác Phàm phương hướng cúi người hành lễ. Cái này thi lễ, thật không đơn giản, chính là đối luyện đan giới tiền bối đại lễ. Lưu Nhất chân thân vì Thiên Vũ Đế quốc bài danh vị trí thứ 10 luyện đan sư, cho dù gặp độc thủ Dược Vương, cũng sẽ không thi này đại lễ. Có thể thấy được, trong lòng hắn, đã cho rằng Trác Phàm luyện đan thuật sớm đã vượt qua bọn họ một mảng lớn, cùng bọn hắn so sánh, đã không phải là một cái cấp bậc mức độ. Mà như thế thi lễ, lại làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến cả kinh cái cằm đều nhanh rơi xuống. Riêng là những cái kia đối luyện đan thuật kiến thức nửa vời người, tuy nhiên trong lòng biết Trác Phàm lợi hại, nhưng cũng vạn vạn nghĩ không ra, Trác Phàm vậy mà lợi hại đến, làm cho Lưu Nhất Thật dạng này luyện đan đại sư, thi lấy tiền bối chi lễ. Trác Phàm lông mày nhíu lại, hắn cũng không nghĩ tới lão gia hỏa này cư nhiên như thế thả xuống được mặt mũi. Đối với hắn tên tiểu bối này thi lớn như thế lễ, liền nhẹ nhàng gật đầu. Mà cái gật đầu này, cũng rất coi trọng. Tại luyện đan giới, các loại luyện đan bí thuật đều là nhiều đời đơn truyền mà xuống, tùy tiện không hướng ra phía ngoài lộ ra. Cho dù là có người biết bên trong 1-2 giờ nơi mấu chốt, không có đối phương cho phép, cũng không thể tùy ý nói ra, nếu không chính là đối với đối phương đại bất kính. Nhẹ thì đoạn giao quyết liệt, nặng thì liều chết tương bác. Lưu Nhất Thật hướng Trác Phàm thi lễ, là đúng hắn tôn kính. Trác Phàm gật đầu một cái, liền đại biểu ngầm đồng ý. Thấy tình cảnh này, Lưu Nhất Thật không khỏi nở nụ cười hớn hở, lần nữa bái bai về sau, nhìn về phía Tiểu Nhã nói, tiểu cô nương, ta đến nói cho ngươi, vừa mới Tống Đại Sư cái kia một tay, là đến cỡ nào không nổi. Ngươi cũng đã biết, Tống Đại Sư một chiêu kia, thế nhưng là thượng cổ thất truyền luyện đan bí pháp, thần long dẫn. Cái gì, thượng cổ bí pháp? Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cho dù là lầu trên sàn chính trừ Long Cửu bên ngoài mọi người, cùng sườn đông ghế khách quý ở giữa Hoàng Phủ Thanh Vân cả đám người, cũng tất cả đều cả kinh há to mồm, quả thực không thể tin được đây là thật. Thượng cổ luyện đan thuật, thất truyền đã lâu, rất nhiều đều đã biến thành truyền thuyết. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, thế mà lại ở chỗ này. Nhìn đến một cái tuổi tác như thế trẻ luyện đan đại sư, sử xuất thượng cổ bí thuật. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn,
hai cái bốc kim quang trong mắt, cùng nhau nhìn về phía ở vào đệ nhất luyện đan đài vị trí, y nguyên biểu hiện được mây trôi nước chảy Trác Phàm. Tiểu Nhã cũng hơi hơi há miệng một cái, không thể tin nhìn Trác Phàm liếc một chút. Nàng lúc trước tuy nhiên cảm thấy tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi, liền có thể cùng độc thủ Dược Vương đọ sức, đã đầy đủ khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, hắn thế mà còn nắm giữ lấy thượng cổ luyện đan bí thuật, môn này sớm đã thất truyền kỹ nghệ. Khó trách liền luôn luôn kiệt ngao độc thủ Dược Vương đều muốn cam bái hạ phong, tại thượng cổ bí thuật phía dưới, luận luyện đan thuật, cái kia luyện đan sư có thể so sánh. Thế nhưng là Lưu Đại Sư, vì sao Tống Đại Sư đan dược hội biến mất không thấy gì nữa? Tiểu Nhã không khỏi liếm liếm bờ môi, kìm lòng không đặng vội hỏi. Cười lắc đầu, Lưu Nhất Thật trên mặt lộ ra sùng kính thần sắc, Tống Đại Sư viên đan dược kia thần diệu, ngay ở chỗ này. Vậy nơi nào là biến mất, rõ ràng cũng là bị tất cả chúng ta đều ăn vào. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa giật mình, lại tất cả đều lộ ra vẻ không hiểu. Liền biết bọn họ không hiểu, Lưu Nhất Thật tiếp tục nói, phàm là luyện đan, cho dù là cực phẩm đan, cũng bất quá là đem dược tài bên trong năm thành dược lực để luyện ra thôi. Nhưng là thượng cổ bí thuật thần long dẫn, truyền thuyết có thể đem dược tài bên trong tất cả dược lực, đều để luyện ra. Người một khi ăn vào, liền trong nháy mắt hóa nhập thể nội. Cho nên lúc trước cái kia tiết lộ ra ngoài kim sắc khí thể, chính là toàn bộ đan dược toàn bộ dược lực. Nếu là một người phục dụng, chỉ sợ có thể so với ngũ phẩm linh đan. Chỉ là phát tán sau khi ra ngoài, bị mọi người hút, liền cũng không kịp nhất phẩm đan hiệu lực. Cho nên lão phu lúc đó đề nghị mở ra đan thể lúc, thực trong lòng cũng có chút tiếc hận. Thì ra là thế, khó trách ta hút tới cái kia đan hương về sau, hội cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lưu Nhất Chân Cương nói xong, liền có người nhịn không được cảm thán lên. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người phát ra chung nhận thức, đồng thời nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng càng ngày càng sùng kính. Như vậy Lưu Đại Sư, vì sao cái kia đan dược phẩm giai hội dần dần hạ xuống đâu? Tiểu Nhã hỏi tiếp, đây mới là nàng muốn biết nhất đáp án. Dù sao, cái này nhưng là quan hệ đến phân xét vô địch thuộc về. Gương mặt bất giác cứng cứng, Lưu Nhất Thật một mặt lúng túng lắc đầu, ha ha ha. Cái này lão phu cũng không rõ ràng. Dù sao cái này thần long dẫn thượng cổ bí thuật, lão phu cũng chỉ là tại một số sách cổ bên trong gặp qua ghi chép thôi. Còn bên trong quan trọng, chỉ sợ tại chỗ cũng chỉ có Tống Đại Sư mới biết được. Bạch! Chỉ một thoáng, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, Tiểu Nhã cũng không tự chủ được nhìn sang. Trác Phàm lông mày nhíu lại, lộ ra cái tà dị tiếu dung, muốn biết sao, hắc hắc hắc, thì không nói cho ngươi, trừ phi ngươi quỳ xuống đất cầu ta à. Ngươi! Tiểu Nhã quính lên, hận hận nguyết hắn một cái, coi như mình lúc trước đối với hắn vô lễ, đó cũng là vô tâm chi thất, không cần đến một mực ghi hận đến bây giờ đi. Thế nhưng là Trác Phàm nhưng là như thế lòng dạ hẹp hòi, liếc mắt liếc lấy phía trên, rất nhiều người không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão tử thì một chữ không nói tư thế. Dù sao bây giờ sự thật bày ở trước mắt, lão tử vòng thứ hai cạnh tranh đan vô địch đã chạy không? Chẳng lẽ ngươi còn có thể làm lấy nhiều người như vậy mặt, công báo tư thủ sao? Bất quá, lão tử thì không nhất định, hắc hắc hắc. Quả nhiên, gặp Trác Phàm như thế bộ dáng, trong lòng mọi người cũng mười phần muốn biết nguyên do, sau đó cũng mặc kệ đây là Hoa Vũ lâu địa bàn, đúng là ào ào giơ lên quyền đầu, hướng Trác Phàm lên tiếng ủng hộ. Cầu hắn, cầu hắn, cầu hắn. Mọi người cùng kêu lên gào thét, thanh thế rộng rãi. Âm thanh chấn toàn bộ Hoa Ngữ Đường. Hoàng Phủ Thanh Vân nghe lấy cái kia chấn thiên khí thế, trên mặt càng thêm âm trầm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Trác Phàm còn như thế có cổ tay, thế mà trong khoảng thời gian ngắn liền có thể mang chúng về tư. Đây quả thực là cao minh nhất, đế vương chi thuật. Người này, quả nhiên không thể lưu. Hoàng Phủ Thanh Vân trong mắt hơi híp, hung tợn đạo, bên cạnh mọi người ào ào gật đầu. Lưu Nhất Thật thấy tình cảnh này, lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cười lắc đầu. Vị này Tống Đại Sư, thật đúng là tinh nghịch a, ha ha ha. Nhóm âm thanh liên tiếp, tất cả đều ngậm lấy quỳ xuống khẩu hiệu, Tiểu Nhã tức giận đến sắp khóc đi ra. Thế nhưng là nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, Trác Phàm lại như cũ thờ ơ tựa ở trước lò luyện đan, trong mắt chỉ có lạnh lùng.
Tựa hồ hôm nay, nhất định muốn nàng quỳ xuống nhận lầm mới bằng lòng dừng tay. Rơi vào đường cùng, Tiểu Nhã đành phải chịu đựng khuất nhục nước mắt, tinh tế hai chân không tự giác cúi xuống tới. Thế nhưng là, còn không đợi nàng quỳ xuống đất, một tiếng giận dữ địa đại uống lại là đột nhiên từ lầu trên sàn chính truyền đến, Tống Ngọc, náo đầy đủ đi. Trác Phàm giật mình, nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, lại chính gặp Sở Khuynh Thành chính trợn mắt nhìn hướng hắn. Bất đắc dĩ bĩu môi, Trác Phàm làm cho Sở Khuynh Thành cái mặt mũi, hướng Tiểu Nhã phất phất tay nói, tính toán, ta chỉ là mở cái trò đùa thôi, ngươi thấy ta giống là như thế nhẫn tâm người sao? Giống. Tiểu Nhã trong lòng mặc niệm, lại không dám nói ra, ngược lại cảm kích nhìn trên lầu Sở Khuynh Thành liếc một chút. Thực bổn công tử sở dĩ sẽ dùng như thế bí thuật, còn muốn cảm tạ độc thủ Dược Vương Nghiêm trưởng lão cái kia, không cẩn thận tung tóe đến ta trong dược thanh mãng vảy dịch đâu. Như là đã buông tha Tiểu Nhã, Trác Phàm liền bắt đầu giảng thuật. Thế nhưng là vừa mở miệng, liền đem đầu mâu nhắm ngay độc thủ Dược Vương. Mà mọi người nghe đến vị này Tống đại sư muốn giảng thượng cổ luyện đan bí thuật, cũng toàn đều an tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe. Tống đại sư cái này là ý gì, còn tại quái lão phu vô tâm chi thất sao? Độc thủ Dược Vương tròng mắt hơi híp, lạnh lùng nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm cười lắc lắc đầu, làm sao lại thế, ta là tại cảm tạ ngươi. Thần long dẫn cái này bí thuật, đã có cái long chữ. Thuốc kia bên trong tất nhiên muốn dẫn có cùng long có quan hệ dược tài. Mà ôn dương đan bản thân dược tài bên trong, cũng không loại này dược vật, mà mãng vì tiểu long, cũng là bởi vì ngươi tung tóe nhập ta trong dược thanh mãng vảy dịch, mới khiến cho ta có thi triển bí thuật thuốc dẫn. Thế nhưng là, mãng vì âm tính dược vật, cái này ôn dương đan toàn là dương tính dược tài. Còn về sau Tống đại sư luyện thành long dương đan, cũng tất cả đều là chí dương dược tính. Lão phu cũng không có phát giác bên trong có bất kỳ một chút âm khí. Độc thủ Dược Vương mí mắt run run, song quyền bất giác chăm chú nắm lại. Tà dị cười một tiếng, Trác Phàm khinh thường nói, thượng cổ bí thuật, sao có thể để các ngươi có thể lý giải. Âm dương mặc dù tương khắc, nhưng cũng cộng sinh, có thể tương thanh mãng lần dịch loại này âm vật, chuyển hóa làm chí dương thuốc dẫn, thì tất cả đều dựa vào lão tử cái này ngâm đồng tử nước tiểu. Vỗ nhẹ nhẹ đập chính mình cái bụng, Trác Phàm cười to lên, nước tiểu vì nước, vốn là âm vật, nhưng đồng tử vì dương, lại dương khí không ngừng. Lão tử dùng đồng tử nước tiểu, chuyển âm thành dương, hóa rắn thành rồng, không chỉ có đem chọn lô dược tài dược tính toàn bộ để luyện ra, hơn nữa còn thêm vào chí dương chí cương long khí, cho nên mới có thể đem nhị phẩm dược tài, tăng lên đến ngũ phẩm đan. Thế nhưng là tại đan mở về sau, chẳng những dược lực bay hơi. Liền long khí đều đi theo tiết lộ, tự nhiên theo ngũ phẩm vừa giảm xuống. Nghe được lời này, mọi người mới tất cả đều rõ ràng, không khỏi càng làm sâu sắc sâu bội phục Trác Phàm luyện đan bí thuật chi kỳ diệu. Cho dù là độc thủ Dược Vương, cũng không nhịn được hung hăng vỗ vỗ tay, tâm phục khẩu phục gật đầu, Tống đại sư quả nhiên luyện đan thuật thiên hạ vô song, lão phu thừa nhận lượt này cạnh tranh đan thua, mà lại tâm phục khẩu phục. Bất quá! Tống đại sư lại có cái tiên thiên thế yếu, vòng tiếp theo lão phu tất thắng. Nói đến đây, độc thủ Dược Vương trong mắt lóe lên một vệt trần trụi sát ý. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không sợ chút nào. Giữa hai người căm thù, tại chỗ tất cả mọi người, liền xem như người mù, cũng tất cả đều nhìn ra. Gốm đan nương ở một bên nhìn lấy trở nên kích động, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, Trác Phàm thế mà có thể thật làm cho độc thủ Dược Vương mở miệng nhận thua. Kẻ này ngày sau thành tựu, tất bất khả hạn lượng. Thế nhưng là rất nhanh, trong mắt nàng cũng lóe qua một vệt ưu sầu. Bởi vì độc thủ Dược Vương trong miệng chỗ nói, Trác Phàm tiên thiên thế yếu, nàng cũng đã nhìn ra. Như thế tiếp tục nữa, cho dù Trác Phàm luyện đan thuật thiên hạ vô địch, cũng như cũng đánh không lại độc thủ Dược Vương. Bất đắc dĩ thở dài, gốm đan nương trong lòng suy nghĩ giải quyết con đường. Không thể để cho như thế một cái đại thanh niên tốt cứ như vậy bị hủy diệt. Đúng lúc này, Tiểu Nhã thanh âm vang lên lần nữa, lượt này cạnh tranh đan, tổng cộng lọt vào 39 người, bỏ quyền 11 người, vô địch vẫn là Tống Ngọc Tống đại sư, vị thứ hai độc thủ Dược Vương Nghiêm trưởng lão. Tiểu Nhã thanh âm tại tất cả mọi người mà thôi phía trước lay động, nhưng là mọi người không hiểu là, vì sao có nhiều người như vậy bỏ quyền. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết? Từ khi kiến thức đến Trác Phàm luyện đan thuật về sau,
không ít người cũng đã tự ti mặc cảm, tự tin sớm đã sụp đổ. Mà một cái luyện đan sư, liền tự tin đều không có, chỗ nào còn có thể luyện ra một viên thuốc đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.